Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 2001, lại một cái ước ao ghen tị. Đứng ở Niệm Linh Tháp đỉnh chóp Diệp Thần Phong. Gió nhẹ lay động áo của hắn, hắn quần áo trên người không hề tổn hại, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có dính lên. Khóe miệng hiện lên phong đạm vân khinh nụ cười Diệp Thần Phong, hắn và trước đó thông qua Niệm Linh Tháp cổ huy các loại thiên tài tạo thành mãnh liệt tương phản. Cổ huy những này cái gọi là thiên tài, nhanh nhất cũng là một giờ mới thông qua Niệm Linh Tháp, mà Diệp Thần Phong lại chỉ dùng ngăn ngắn 10 giây, chuyện này quả thật là một cái thiên hòa một chỗ chênh lệch. Phải chân vừa đạp, Diệp Thần Phong từ đỉnh tháp rơi xuống Tiết Huyền Tình đám người bên cạnh, căn cứ trong lòng của hắn suy đoán, Niệm Linh Tháp bên trong thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh, sở dĩ sẽ cho hắn nhường đường, có thể là hắn nắm giữ ba mảnh thức hải cùng ba loại không giống thần thức nguyên nhân. Trên trời huyền giới đừng nói là nắm giữ ba mảnh thức hải người rồi, coi như là nắm giữ hai mảnh thức hải người tu luyện cũng không tìm ra được. Tại leo lên đỉnh tháp một khắc đó, Diệp Thần Phong liền đem chính mình thần niệm thu nạp lên, nắm giữ ba mảnh thức hải chính là sự tình, hắn tạm thời chả không muốn để cho bất luận người nào biết. Tiết Huyền Tình cùng Dương Hạo Thiên đám người, bọn hắn đồng dạng là lâm vào dại ra bên trong, đặc biệt là Dương Hạo Thiên các loại đã nếm thử niệm linh tháp người. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng muốn thông qua niệm linh tháp độ khó, 10 giây đồng hồ liền thông qua cả tòa niệm linh tháp, này để trong lòng bọn họ có loại cảm giác không thật. Đồng thời Dư Chí Minh trên mặt cười gần từ lâu động lại, hắn nhìn xem Phong Đạm Vân khinh Diệp Thần Phong, hắn ngoại trừ không dám tin tưởng bên ngoài, hắn suýt chút nữa được như thế một màn làm cho nộ khí công tâm rồi. Huyền Châu ngũ đại thế lực bên trong Kim Gia, Ba Viêm Tông, Tinh Thần Tông cùng Cổ Gia. Ánh mắt của bọn họ gắt gao như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, nguyên bản bọn hắn cho rằng tất cả những thứ này đều phải kết thúc, bọn hắn lập tức có thể đối với Thanh Nguyệt Tông động thủ. Nhưng này trong chớp mắt xoay chuyển, để cho bọn họ suýt chút nữa tức giận thổ huyết rồi. Ngũ đại thế lực bên trong chỉ có Thiên Phong Tông một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp, trong đó Thiên Phong Tông thiên tài Lăng Vô Song, hắn có nhiều ý vị đánh giá một phen Diệp Thần Phong. Lần này Thiên Huyền Thịnh Điển một người khác sứ giả Tần Chu, hắn đối với kết quả này cũng là bất ngờ, hắn căn bản không tin tưởng trước mắt nhìn đến tất cả, cái nào có hóa thần cảnh 7 tầng bên dưới người. Có thể tại trong vòng 10 giây thông qua niệm linh tháp. Huống chi Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tần Chu thần niệm lập tức bọc lại Diệp Thần Phong thông qua niệm linh tháp, hắn hoài nghi phải hay không niệm linh tháp xảy ra vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi đi. Lông mày của hắn nhíu càng ngày càng gấp rồi, này niệm linh tháp căn bản không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Như vậy Diệp Thần Phong là như thế nào tại 10 giây đồng hồ bên trong thông qua niệm linh tháp? Tần Chu bên cạnh đến từ Trung Châu Lý Tinh Phàm, hắn đã từ lâu từ trên ghế đứng lên, nhìn thấy Diệp Thần Phong 10 giây liền thông qua niệm linh tháp. Trong lòng của hắn cực kỳ không sảng khoái, dù sao lấy hắn hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong thực lực. Hắn đều không thể tại 10 giây đồng hồ bên trong thông qua niệm linh tháp. Niệm linh tháp mỗi một tầng bên trong hư ảnh đều cũng có mấy chục đạo nhiều, những này hư ảnh đều là cực kỳ quấn người, vậy người tu luyện muốn đi vào một tầng trên, nhất định phải đem tầng này hư ảnh toàn bộ hủy diệt. Từ Lý Tinh Phàm ra trận lúc kiêu ngạo, này là có thể nhìn ra hắn đối Huyền Châu người tu luyện thập phần khinh thường, bây giờ một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử. Thông qua niệm linh tháp tốc độ so với hắn đều nhanh. Này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Lý Tinh Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn chất vấn, ngươi chính là lời đồn đãi kia đi lên 7 màu cầu thang tầng cao nhất người chứ. Bất quá, đồn đãi chính là đồn đãi mà thôi, e sợ khi đó là 7 màu cầu thang xảy ra vấn đề. Lý Tinh Phàm đêm đó mặc dù không có đi Tiên Nguyệt lâu, nhưng sau đó hắn cũng nghe nói liên quan với Diệp Thần Phong đồn đãi, chỉ bất quá trong lòng hắn chỉ là khinh thường cười cười một chút mà thôi, hắn có thể không tin tưởng chuyện này là thật sự. Dù sao Dư Chí Minh đám người còn tại Linh Thủy trong thành phân tán một chút lời đồn, này nguyên bản sự thực trở nên càng giống là giả. Diệp Thần Phong đột nhiên nghe được Lý Tinh Phàm đối với hắn chất vấn, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Hắn và này Lý Tinh Phàm hẳn không có quan hệ chứ. Gia hỏa này làm sao lại như chó điên như thế ghim hắn. Ngược lại, Diệp Thần Phong lập tức hiểu rõ ra, này Lý Tinh Phàm là Trung Châu đệ tử, chỉ sợ là biểu hiện của hắn kích thích này Lý Tinh Phàm yếu ớt tâm linh rồi, còn phù hợp Châu đệ tử đâu,
quả thực thật là tức cười. Lý Tinh Phàm thấy Diệp Thần Phong không trả lời, sắc mặt hắn càng thêm lạnh mấy phần, hắn từ Tần Chu sắc mặt thượng, hắn có thể thấy được Niệm Linh Tháp không có gặp sự cố, hắn quát lên, tiểu tử, 10 giây đồng hồ có thể thông qua Niệm Linh Tháp, đây thật là một cái chuyện không bình thường, nếu như ngươi là dựa vào thực lực của mình thông qua lời nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải dựa vào thực lực của mình, ở trên người ngươi khẳng định có một loại nào đó tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo. Này Niệm Linh Tháp bên trong hư ảnh, toàn bộ đều là có thần niệm lực lượng ngưng tụ, nếu như ngươi có tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo, như vậy bản thân mình nhưng có thể tại 10 giây đồng hồ liền thông qua Niệm Linh Tháp rồi. Trải qua Lý Tinh Phàm vừa nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, có thể tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng vẫn phải có, lấy Diệp Thần Phong thực lực yếu tại 10 giây đồng hồ thông qua Niệm Linh Tháp. Đây chính là lời nói vô căn cứ, cho nên ở đây rất nhiều người một cách tự nhiên đồng ý Lý Tinh Phàm cách nói. Diệp Thần Phong nhìn xem nói mạch lạc rõ ràng Lý Tinh Phàm, trong lòng của hắn biết Lý Tinh Phàm lại là một cái chính mình không bản lĩnh, lại yêu thích ước ao ghen tị ra hỏa. Tiết Huyền Tình đám người và Diệp Thần Phong tiếp xúc thời gian dài như vậy, bọn hắn nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong có cái gì có thể tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo. Bọn hắn càng tin tưởng Diệp Thần Phong là dựa vào thực lực của mình thông qua, nhưng 10 giây đồng hồ cũng quá nói nghe sởn cả tóc gáy một chút. Tần Chu cũng tán thành Lý Tinh Phàm suy đoán, hắn cũng đã nghe nói Diệp Thần Phong đi tới 7 màu cầu thang sự tình rồi, hắn đồng dạng không tin đây là sự thực, mà Dư Chí Minh đám người đương nhiên sẽ không cho Tần Chu giải thích. Tại Tần Chu đã nhận được cái gọi là đáp án sau, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lại trở nên bình phai nhạt đi. Dư Chí Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, người có phải hay không sử dụng tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo. Nghe chung quanh nghị luận sôi nổi, Diệp Thần Phong biết ở đây phần lớn người toàn bộ đợi tin thuyết pháp này, như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn khiến người ta hoài nghi thức hải của hắn khác với tất cả mọi người. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn thẳng Dư Chí Minh, nói ra, xem ra các ngươi là nhận định ta sử dụng tránh đi thần niệm pháp bảo. Được. Đã như vậy cho dù ta sử dụng, vậy thì thế nào đâu này? Các ngươi quy định muốn thông qua Niệm Linh Tháp, không thể sử dụng tránh đi thần niệm lực lượng pháp bảo sao? Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Chu, hỏi ta nên tính là thông qua được chứ? Tần Chu tuy rằng trong lòng đối Diệp Thần Phong ấn tượng không tốt, nhưng hắn vẫn tính là một cái thực sự cầu thị người. Hắn nói ra, mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì, nếu đi lên Niệm Linh Tháp tầng thứ 6. Như vậy ngươi cho dù là thông qua. Sau đó, Tần Chu lại nói, đấu vòng loại đến đây là kết thúc, sáng mai ở nơi này cử hành trận chung kết, thông qua đấu vòng loại tông môn đệ tử, sáng sớm ngày mai ở nơi này tập hợp. Kim gia, Ba Viêm tông, Cổ gia cùng Tinh Thần tông này bốn cái tông môn người, ánh mắt của bọn họ vẫn cứ gắt gao dừng lại ở Thanh Nguyệt tông trên người, đột nhiên Cổ Huy con ngươi sáng ngời. Hắn hướng về phía Diệp Thần Phong nói ra, các ngươi Thanh Nguyệt Tông mặc dù không có bị loại bỏ, thế nhưng Tuyết Nguyệt Cốc bị loại bỏ rồi. Nghe vậy, Ba Viêm Tông, Kim gia cùng Tinh Thần Tông người cũng lộ ra hả giận nụ cười, mà Tuyết Nguyệt Cốc Lâm An Tuyết, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Này Cổ Huy ý tứ, bọn hắn tứ đại thế lực bây giờ đối Tuyết Nguyệt Cốc động thủ, này đã không tính trái với Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, thật không tiện. Liền ở vừa vặn Tuyết Nguyệt Cốc đã đáp ứng sáp nhập đến chúng ta Thanh Nguyệt Tông bên trong đến rồi, cho nên ngươi không sợ trái với quy tắc lời nói, ngươi cứ việc có thể động thủ thử xem. Diệp Thần Phong rồi hướng Lâm An Tuyết, nói ra, Lâm Tông Chủ, ngươi nói có đúng hay không? Lâm An Tuyết lập tức nói ra, đúng vậy, chúng ta Tuyết Nguyệt Cốc đã đáp ứng sáp nhập đến Thanh Nguyệt Tông rồi. Ngươi biết đây là bây giờ duy nhất giải quyết phiền toái biện pháp. Bằng không e sợ tứ đại thế lực người thật sự hội đối với bọn họ Tuyết Nguyệt Cốc ra tay đánh nhau. Diệp Thần Phong nhìn xem vẫn chưa đi xa Tần Chu cùng Dư Chí Minh, nói ra, hai vị sứ giả, nơi này có thể có người công nhiên muốn trái với Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc, lẽ nào các ngươi không nên yếu quản một chút sao? Tại Tần Chu cau mày xoay người lại thời điểm, Cổ Huy các loại tứ đại thế lực người, bọn hắn hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể xoay người rời đi rồi. Dù sao Tần Chu mặc dù đối với Diệp Thần Phong ấn tượng không tốt, nhưng khiến hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người trái với Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc. Chương 2002, không công bằng. Chơi lần lớn.
trải qua đấu vòng loại đại quy mô đào thải. Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người cảm xúc phi thường trầm thấp, bọn hắn cũng không có hỏi tới Diệp Thần Phong trong vòng 10 giây thông qua niệm linh tháp nguyên nhân. Ngày mai trong trận chung kết, thân là sứ giả một trong Dư Chí Minh, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khó xử Diệp Thần Phong, mà một người khác sứ giả Tần Chu, tại mọi người nhìn lại thật giống cũng thái độ đối với Diệp Thần Phong không thật là tốt. Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là an ủi Tiết Huyền Tình đám người thời điểm, hắn chỉ cần thu được Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển người thứ nhất, đây chính là đối Tiết Huyền Tình đám người tốt nhất an ủi. Diệp Thần Phong trở về khách sạn sau, hắn liền tiến vào gian phòng của mình, không có ai tới quấy rầy Diệp Thần Phong nghỉ ngơi, bao quát một mực không có tránh hành Dương Hạo Thiên. Tại trời tối người vắng thời khắc, Diệp Thần Phong lại lén lút rời đi Linh Thủy Thành một chuyến, lần này hắn là càng thêm cẩn thận, không để cho bất luận người nào theo dõi. Khi hắn đến Tịch Diệt Xâm Lâm sau đó chỉ thấy Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Thích cùng Băng Phách Ma Chu, bọn hắn lại cho Diệp Thần Phong tìm tới một ít thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tuy rằng những này thần hồn loại thiên tài địa bảo, đối với Lão Bạch cùng Lão Hắc tới nói như muối bỏ biển, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không, đang hấp thu những này thần hồn loại thiên tài địa bảo sau, Diệp Thần Phong liền lần nữa đuổi hồi Linh Thủy Thành, dù sao hắn cho Thôn Thiên Long Mãng bọn hắn đưa tin dùng ngọc bài. Lấy Linh Thủy Thành cùng Tịch Diệt Xâm Lâm khoảng cách, dựa vào đưa tin ngọc bài đầy đủ lẫn nhau liên lạc. Đêm nay Diệp Thần Phong chủ yếu là tới xem một chút Tịch Diệt Xâm Lâm bên trong động tĩnh, hỏi một chút Thôn Thiên Long Mãng bọn hắn Tịch Diệt Xâm Lâm có hay không không đúng đối phương, dù sao Kim Gia Kim Chí đi cùng Ba Viêm Tông Lục Trấn Vĩnh là chết ở chỗ này. Suốt đêm không nói chuyện. Làm ngày thứ hai hướng mặt trời mọc thời điểm, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người cơ hồ là một đêm không ngủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong dùng 10 giây liền thông qua được niệm linh tháp, nhưng trải qua tối hôm qua Tiết Huyền Tình đám người trái lo phải nghĩ sau, bọn hắn cho rằng này chứng minh không được Diệp Thần Phong thực lực chân chính. Hay là Diệp Thần Phong là dùng một loại nào đó không cần chiến đấu biện pháp, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng hôm nay trận này trận chung kết. Làm Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người đi tới quảng trường phía Bắc thời điểm, phần lớn tông môn cũng đã trình diện rồi. Liền ngay cả Huyền Châu ngũ đại thế lực cũng đều đã đến, những kia bị loại bỏ tông môn, bọn hắn hôm nay thuần túy là đến xem náo nhiệt. Kim gia, Cổ gia, Ba Viêm Tông cùng Tinh Thần Tông người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười quái dị. Không bao lâu thời gian, Tần Chu cùng Dư Chí Minh, còn có tên kia Trung Châu đệ tử Lý Tinh Phàm. Bọn hắn cũng đi tới trên quảng trường. Tần Chu đang nhìn đến trận chung kết người dự thi toàn bộ sau khi đến, hắn không chút nào dây dưa dài dòng nói, hôm nay trận chung kết, chúng ta quyết định tới một lần 5 người hỗn chiến, lần này tổng cộng có 10 người thông qua được niệm linh tháp. 10 người này căn cứ rút thăm chia làm 2 tổ, phân biệt tiến hành 5 người hỗn chiến, từ hỗn chiến bên trong thắng được 2 người, đem tiến hành đỉnh phong trận chung kết, hiện tại người dự thi có thể rút thăm. 5 người hỗn chiến. Lúc trước Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển chưa từng có loại này thi đấu hình thức, nghe được trong trận đấu cho Cổ Huy đám người, bọn hắn nụ cười trên mặt càng thêm thịnh vượng, mà Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm, đặc biệt là Diệp Thần Phong lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Dư Chí Minh cầm trong tay một cái hình vuông hộp, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong sự vật, Dư Chí Minh giải thích tại trong cái hộp này có 10 khối ngọc bài. Trên ngọc bài lần lượt là vừa đến 10 này 10 cái con số. Đánh vào vừa đến 5 chia làm 1 tổ, đánh vào 6 đến 10 chia làm 1. Khác tổ. Tại Dư Chí Minh giới thiệu xong rút thăm phương thức sau, Cổ Huy đám người lần lượt luồn vào trong hộp lấy ra một khối ngọc bài, mà Diệp Thần Phong cũng luồn vào trong hộp cầm một khối ngọc bài đi ra. Tại 10 người đem ngọc bài rút sau khi đi ra, Dư Chí Minh nói ra, đem ngọc bài của các ngươi cho mọi người xem một cái. Cổ Huy đám người đem ngọc bài nâng sau khi thức dậy, Diệp Thần Phong cũng nhấc lên. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trên ngọc bài rõ ràng có khắc một cái 5 chữ. Mà Cổ Huy, Kim Hằng, Trình Kình Thiên cùng Lục Sinh Đào trên ngọc bài, phân biệt có khắc 1, 2, 3, 4. Nói cách khác 4 người bọn họ cùng Diệp Thần Phong một tổ tiến hành hỗn chiến. Cổ Huy vừa vặn là Cổ gia thiên tài, Kim Hằng vừa vặn là Kim gia thiên tài. Trình Kình Thiên vừa vặn là Tinh Thần Tông thiên tài, mà Lục Sinh Đào vừa vặn là Ba Viêm Tông thiên tài. Này không khỏi cũng quá trùng hợp đi nha. Diệp Thần Phong cùng 4 người này đồng thời tiến hành hỗn chiến,
như vậy Cổ Huy bốn người bọn họ e sợ nhất định sẽ đồng thời trước tiên giải quyết Diệp Thần Phong. Thiên Phong Tông Lăng Vô Song cùng mặt khác bốn tên còn lại tông môn đệ tử rút đến cùng một chỗ. Này rút thăm trong hộp khẳng định được động chân động tay. Kỳ thực tại tối hôm qua Dư Chí Minh cùng Cổ Hoàng Văn đám người liền ở bày ra chuyện này rồi, mà Tần Chu thực sự đối Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển không nhắc lên được hứng thú quá lớn, hắn đem rất nhiều chi tiết nhỏ đều giao cho Dư Chí Minh đi xử lý. Tại Diệp Thần Phong các loại 10 người đem ngọc bài của mình biểu diễn sau đó ở đây tất cả đại tông môn lập tức là liên tục cười lạnh, mà Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người chân mày nhíu càng ngày càng quấn rồi. Cổ Huy có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, Kim Hằng có hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ thực lực, Lục Sinh Đào đồng dạng có hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ thực lực, Trình Kình Thiên có hóa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong thực lực. Chuyện này quả thật là yếu hành hạ. Xiết Diệp Thần Phong a hát. Diệp Thần Phong ở bề ngoài thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tối hôm qua trải qua thương lượng, Cổ Huy bọn bốn người, bọn hắn đều muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, cho nên cuối cùng Dư Chí Minh động một chút tay chân, để Cổ Huy bốn người bọn họ cùng Diệp Thần Phong phân ở một tổ. Cổ Huy bốn người bọn họ trước đó nói rõ rồi, tại hỗn chiến sau khi bắt đầu, bọn hắn trước tiên thật tốt đem Diệp Thần Phong dằn vặt mà chết. Sau đó, bốn người bọn họ lại bằng bản lãnh của mình, xem ai có thể cuối cùng thắng được. Tiết Huyền Tình ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng ngồi trên ghế dựa Tần Chu, người quát lạnh, Tần xứ người, này không công bằng, rút thăm trong hộp gỗ khẳng định được động chân động tay, lẽ nào Thiên Huyền Thịnh Điển có thể cho phép người dối trá sao? Triệu Bá cũng quát, các người đây là khinh người quá đáng rồi, biết rõ chúng ta Thanh Nguyệt Tông cùng Cổ Gia, Ba Viêm Tông, Kim Gia, Tinh Thần Tông có ân oán, có hay không trùng hợp như vậy sự tình. Chúng ta Thanh Nguyệt Tông đệ tử vừa vặn đối mặt này tứ đại thế lực đệ tử. Lý Bá trợn mắt trừng trừng nói, các ngươi này bằng với là đã đem chúng ta Thanh Nguyệt Tông đào thải. Dương Hạo Thiên cùng Lý Tín Văn mấy người cũng nộ không thể giải nắm chặt nắm đấm. Ngồi ở Tần Chu bên cạnh Lý Tinh Phàm, hắn nhỏ giọng nói, Tần Lão, bây giờ rút thăm đều đã kết thúc rồi, nếu như một lần nữa lại tới một lần nữa. Như vậy này không phải thừa nhận làm bộ sao? Ngài nhưng là lần này Thiên Huyền Thịnh Điển chủ trì người, có một số việc liền đâm lao phải theo lao đi. Lý Tinh Phàm ánh mắt mang theo lãnh ý nhìn sang Diệp Thần Phong, tự từ hôm qua Diệp Thần Phong tại cái gọi là 10 giây thông qua niệm linh tháp sau, trong lòng của hắn tự đối Diệp Thần Phong cực độ khó chịu. Tần Chu mặc dù là một cái công và tư rõ ràng người, nhưng hắn cũng biết Lý Tinh Phàm nói không sai. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Dư Chí Minh, hắn tính toán đợi Thiên Huyền Thịnh Điển sau khi kết thúc, hắn lại cẩn thận gõ một phen Dư Chí Minh rồi, còn như bây giờ cũng chỉ có thể đủ đâm lao phải theo lao rồi. Dù sao tại Tần Chu xem ra lấy Diệp Thần Phong thực lực, căn bản không nhưng có thể thu được Thiên Huyền Thịnh Điển người thứ nhất. Tần Chu nói ra, thì đấu tuyệt đối công bằng, nếu như các ngươi Thanh Nguyệt Tông cảm thấy không công bằng, như vậy các ngươi hiện tại là có thể lui ra. Nghe được Tần Chu cho chuyện này ra kết luận sau. Dư Chí Minh thở phào nhẹ nhõm, Cổ Huy cùng Kim giống hệt người càng là không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Diệp Thần Phong sắc mặt hoàn toàn lạnh như băng, trong lòng của hắn là cười gần không ngừng, đây chính là cái gọi là công bằng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Chu, nói ra, được, nếu Tần xứ người nói công bằng, như vậy ta tự xem như là công bình rồi. Dư Chí Minh cùng Cổ ra đám người cách làm. Triệt để chọc giận Diệp Thần Phong, thật sự là Dư Chí Minh đám người quá minh mục trương đảm. Còn có này Tần Chu theo Diệp Thần Phong chính là một cái đầu hồ đồ lão gia hỏa, hắn cũng nhìn ra được Tần Chu là vì cái gọi là bộ mặt, mới như vậy đâm lao phải theo lao đi xuống. Diệp Thần Phong ở trong lòng lạnh giọng tự nói, muốn đùa chơi chết ta Diệp Thần Phong. Tốt, tốt vô cùng a hát, lần này ta Diệp Thần Phong liền cùng các ngươi tới chơi một lần lớn. Diệp Thần Phong cầm trong tay một khối đưa tin ngọc bài, hắn bắt đầu đưa tin cho thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Thích cùng băng phách Ma Chu rồi. Để cho bọn họ lặng lẽ lẻn vào Linh Thủy Thành, đến quảng trường phía Bắc phụ cận trước tiên mai phục, chờ đợi mệnh lệnh của hắn bất cứ lúc nào động thủ. Diệp Thần Phong cũng không muốn đem sự tình khiến cho quá gay gâu, bất quá, trong lòng của hắn đã có một cái không sai kế hoạch, nếu như cái kế hoạch này có thể thực hành. Như vậy có thể làm cho chuyện nơi đây sẽ không truyền tới Trung Châu đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2003, 1 chọn 4, thực lực bạo phát,
tịch diệt xâm lâm bên trong. Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Thích cùng Băng Phách Ma Chu, bọn hắn tại thu được Diệp Thần Phong đưa tin sau, bọn hắn lập tức nhanh chóng chạy tới Linh Thủy Thành, chuẩn bị len lén lẻn vào Linh Thủy Thành bên trong rồi. Mà Linh Thủy Thành bắc trên quảng trường. Tại năm người hỗn chiến rút thăm kết thúc, cùng với Tần Chu kết luận sau. Tiết Huyền Tình đầy mặt lo lắng nhỏ giọng nói, Diệp Thần Phong, bọn hắn rõ ràng cho thấy muốn cho ngươi chết tại trên võ đài, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng cuộc hỗn chiến này. Dương Hạo Thiên nổi giận đùng đùng nói ra, Thần Phong, tông chủ nói không sai, tuy nói thực lực của ngươi không yếu, nhưng bốn người bọn họ khốn nạn thực lực đều rất mạnh, này ở bề ngoài là hỗn chiến, kỳ thực chính là bọn họ yếu đồng thời động thủ ngươi giải quyết. Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc những người còn lại còn muốn nói chuyện, trực tiếp được Diệp Thần Phong đã cắt đứt, các ngươi cho là ta không tham gia hỗn chiến liền hết chuyện. Nếu như ta không tham gia hỗn chiến, như vậy vậy thì mang ý nghĩa chúng ta Thanh Nguyệt Tông chủ động lui ra Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, đến lúc đó không có Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc ràng buộc, này Huyền Châu tứ đại thế lực lập tức hội đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó tình huống muốn so bây giờ còn gay gâu. Bây giờ khoảng cách thôn Thiên Long Mãng bọn hắn đuổi đến còn muốn một quãng thời gian. Còn nữa hắn là để thôn Thiên Long Mãng bọn hắn tại phụ cận ẩn giấu đi, sự tình không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn còn sẽ không thực thi trong lòng cái kế hoạch này, một khi kế hoạch thực thi, như vậy liền tất cần phải làm được không có sơ hở nào. Bằng không sự tình truyền tới Trung Châu đi, bọn hắn sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền giới công địch, dù sao Diệp Thần Phong thực lực bây giờ, nhưng còn chưa tới có thể coi trời bằng vung trình độ. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau. Tiết Huyền Tình cùng Tô Băng Vân bọn người trầm mặc lại, nhưng trên mặt bọn họ lo lắng là càng ngày càng nồng đậm. Tại trên quảng trường đã trước đó đáp thành lập xong được hai cái lôi đài lớn vô cùng. Cổ Huy, Kim Hằng, Lục Sinh Đào cùng Trình Kình Thiên bốn người này, bọn họ là không kịp chờ đợi đi lên võ đài. Bọn hắn ánh mắt hí hành hạ nhìn xem dưới lôi đài Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều loại đem Diệp Thần Phong dằn vặt đến chết phương pháp xử lý rồi. Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình đôi vợ chồng này, bọn hắn cùng Cổ Hoàng Văn đứng chung một chỗ, Hứa Viễn Lương cười nói, Cổ gia chủ, lần này cái kia Thanh Nguyệt Tông tiểu tử là chắc chắn phải chết rồi, yếu hủy diệt Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc, chúng ta Hứa gia cũng nguyện ý xuất một phần lực. Bất quá, chúng ta bây giờ hẳn là yếu suy nghĩ một chút tiệc cưới sự tình rồi. Tiểu Huy nhất định là lần này Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển người thứ nhất rồi. Thường Bạch Bình giễu cợt nói, hừ. Dương Hạo Thiên bãi kia bùn nhão, hắn làm sao xứng với ta nhóm ra Thu Yên, cũng chỉ có Tiểu Huy cùng Thu Yên mới là ông trời tác hợp cho. Cổ Hoàng Văn đối với Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình lấy lòng là hàm gật đầu cười. Đồng dạng Kim gia gia chủ Kim Lương bằng hữu, Ba Viêm Tông tông chủ Trần Nguyên Hóa cùng Tinh Thần Tông tông chủ Vạn Cao Thượng. Bọn hắn cũng đều là một mặt xem thường vẻ mặt, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một đạo khai vị ăn sáng mà thôi. Bọn hắn căn bản không đem Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát, dù sao Diệp Thần Phong thực lực chân thật chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Phụ thân của Dương Hạo Thiên Dương Thành Chu, hắn thỉnh thoảng đang nhìn mình nhi tử phương hướng, mà Dương Thành xung quanh đệ đệ cùng muội muội, Dương Thành Lực, Dương Thành Khoảng không cùng Dương Diệu Lệ, ba người bọn hắn tâm tình vẫn tính là không sai, bây giờ Dương Thành Chu chủ động buông tha cho gia chủ vị trí. Đối với bọn hắn ba cái tới nói, về sau Dương gia liền chân chính thuộc về bọn họ được rồi. Dương Diệu Lệ lãnh ngôn đối với Dương Thành Chu, nói ra, đại ca. Ngươi xem đi, lần này Dương Hạo Thiên cái kia hỗn tiểu tử, hắn nhất định là không sống nổi, lẽ nào ngươi cho rằng Thanh Nguyệt Tông tiểu tử kia, hắn vẫn có thể chiến thắng tứ đại thế lực bên trong tứ đại thiên tài. Một khi Thanh Nguyệt Tông tiểu tử kia chết ở trên võ đài, ta nghĩ không tốn thời gian dài. Ở đây Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người đều sẽ được toàn bộ xóa bỏ. Dương Thành Lực cùng Dương Thành Khoảng không gật đầu tán thành. Thật giống Dương Hạo Thiên chết sống căn bản không quan chuyện của bọn họ. Đứng ở trên lôi đài Cổ Huy, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong. Quát lên, tiểu tử, làm sao hiện tại liền võ đài cũng không dám đứng lên đây. Nguyên lai người cũng chỉ là một cái loại nhát gan mà thôi. Kim Hằng, Lục Sinh Đào cùng Trình Kình Thiên ba người này, bọn hắn cũng là lãnh đạm khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại đối Tiết Huyền Tình đám người nói một câu, không cần phải lo lắng sau, thân ảnh của hắn trực tiếp nhảy lên võ đài. Một cái khác trên võ đài,
Thiên Phong Tông Lăng Vô Song cùng còn lại bốn người cũng đứng lên võ đài. Tại hai tổ người toàn bộ đứng lên lôi đài sau đó Tần Chu bên trong thân thể linh khí sôi trào, bàn tay gầy guộc hướng về hai cái võ đài dò ra, nhất cổ cường hãn linh khí nhất thời tiến vào võ đài bên trong. Linh khí trong nháy mắt kích phát rồi trong võ đài trận pháp. Chỉ thấy hai cái cự đại võ đài phân biệt được một tầng màu trắng trong suốt kết giới cho bao phủ lại rồi, loại này kết giới liền địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ, vì phòng ngừa chàng người bên ngoài ra tay can thiệp. Tần Chu nhìn xem hai cái trên lôi đài người dự thi, trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong không có một chút nào áy náy, dù sao dưới cái nhìn của hắn cái gì đi tới bảy màu cầu thang tầng cao nhất, đây chỉ là một đồn đãi, mà 10 giây thông qua niệm linh tháp. Cũng là bởi vì Diệp Thần Phong trên người có tránh đi thần niệm pháp bảo. Tần Chu nói ra, tỉ thí trong quá trình sinh tử bất luận, nếu như có người muốn chịu thua, như vậy chỉ cần đi xuống lôi đài là được rồi, bao phủ lôi đài kết giới phi thường đặc thù, chỉ có lôi người ở dưới đài không đi vào được, trên lôi đài người có thể thuận lợi đi xuống. Nếu như không nghi vấn, như vậy 5 người hỗn chiến chính thức bắt đầu. Tại Tần Chu dứt tiếng thời khắc, Trung Châu đệ tử Lý Tinh Phàm, hắn nỡ nụ cười nhìn xem trên lôi đài Diệp Thần Phong, mà Dư Chí Minh trên mặt cũng mang theo như có như không ý cười. Diệp Thần Phong bên này trên võ đài. Cổ Huy trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, Kim Hằng trong tay xuất hiện một cái màu xanh lam đại đao, Lục Sinh Đào trong tay tốc biến một cái trường kiếm màu xanh, mà Trình Kình Thiên trong tay xuất hiện một cái màu nâu dài. Cây roi. Tại vũ khí trong tay xuất hiện trong nháy mắt. Bốn người bọn họ trong cơ thể linh khí nhanh chóng tăng vọt, toàn bộ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn cũng không hề quá nắm Diệp Thần Phong coi là chuyện to tát. Tại Diệp Thần Phong đem trên lưng dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm rút sau khi đi ra, dưới lôi đài lập tức tuôn ra cười vang. Này Thanh Nguyệt Tông tuy nói chỉ là Linh Châu Tông môn, nhưng tiểu tử này kiếm cũng quá học trò nghèo một ít chứ. Thanh kiếm này của hắn có đến pháp khí phẩm bậc sao? Các ngươi nói tiểu tử này mấy hiệp sẽ bị này tứ đại thiên tài giết chết. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Cổ Huy bọn hắn tứ đại thiên tài là muốn đồng thời đem tiểu tử này giết chết, giữa bọn họ mới sẽ triển khai đọ sức. Theo ta thấy Cổ Huy bọn hắn nhất định sẽ hảo hảo dằn vặt một phen tiểu tử này, cho nên ta đoán chừng không có cái mấy chục chiêu, tiểu tử này là sẽ không chết, nhiều nhất là tại trên võ đài kéo dài hơi tàn, Cổ Huy bọn hắn sẽ không để cho tiểu tử này lùi xuống lôi đài. Chung quanh tiếng bàn luận để Thiết Huyền Tình các loại trái tim của người ta đều nhắc đến cổ họng rồi. Mà Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt gợn sóng không khỏi, lần trước Lão Bạch cùng Lão Hắc để Diệp Thần Phong tại Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển trong, nhiều nhất chỉ là dùng thất truyền niết bàn thực lực, mà đang ở vừa vặn Lão Bạch cùng Lão Hắc lại để cho Diệp Thần Phong chính mình phát huy, không cần cân nhắc bảo lưu bao nhiêu thực lực. Trình Kình Thiên lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ban đầu ở trong bí cảnh, ta bị khuất. Nhục, ta hôm nay toàn bộ muốn đòi lại. Kim Hằng cũng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, của ngươi sinh tử xuất hiện đang nắm giữ tại trong tay chúng ta, ngươi căn bản không làm chủ được. Cổ Huy bọn hắn muốn hảo hảo dằn vặt Diệp Thần Phong, cho nên bọn hắn cũng không muốn thi triển cường hãn chiến kỹ cùng bí pháp, tại bọn hắn khí thế như hồng, không kịp chờ đợi muốn đối Diệp Thần Phong động thủ thời điểm. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh, hắn trên cánh tay phải cái kia tráng kiện huyết tuyến, trong đó có 9 phần 10 lấp lánh lên, nói cách khác hắn dùng cửu chuyển niết bàn thực lực. Trong cơ thể hắn khí thế nhanh chóng kéo lên. Tại Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào bọn bốn người vừa vặn bước ra một bước thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh liền hướng về bọn hắn bạo hướng mà đi rồi, trong không khí tàn ảnh liên tục, bởi Cổ Huy đám người không có sử dụng toàn bộ thực lực. Tốc độ của bọn họ muốn so Diệp Thần Phong chậm hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ rồi, bọn hắn trong đầu không tự chủ hơi sững sờ. Nhưng chính là này ngây người ở giữa. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng trước mặt, bên trong thân thể hàn băng kiếm ý phun trào, hắn chỉ là đem hàn băng kiếm ý ngưng tụ ở trên thân kiếm, cũng không hề đem kiếm ý thả ra ngoài. Được lạnh lẽo kiếm khí bao trùm thanh vân kiếm, hướng về Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng tìm tới, hai người này dựa vào tương đối gần. Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng cảm giác được lạnh lẽo kiếm khí, hai người bọn họ không kịp làm ra chống cự rồi, bọn hắn tại quanh thân ngưng tụ lại linh khí phòng hộ.
Diệp Thần Phong tuy nói chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng cửu chuyển thực lực không phải hai người bọn họ cái có thể lấy ngăn cản rồi, hai người bọn họ tại niết bàn cảnh thời điểm chỉ đã trải qua tam chuyển mà thôi. Kiếm sắc bén mang tránh qua. Thế như trẻ che rạch ra linh khí phòng hộ, chỉ thấy Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sát theo đó, hai người bọn họ đầu từ trên cổ của mình lăn xuống. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Kim gia thiên tài cùng tinh thần tông thiên tài liền đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Cái này ở những người khác xem ra thực lực rất yếu, căn bản không thể nào sống sót đi xuống lôi đài nhân thủ thượng. Đầu trống giống cổ huy cùng lục sinh đào, hai người bọn họ phản ứng vẫn tính nhanh, bọn hắn trước tiên sau này chợt lui, tại tạm thời cách xa Diệp Thần Phong sau đó hai người bọn họ mới ngừng lại. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tất cả mọi người nín thở, bao quát Tiết Huyền Tình đám người, bọn hắn cũng xưa nay không nghĩ tới, Diệp Thần Phong lại có thể vừa tới liền dây hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ Kim Hằng, cùng với hóa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong Trình Kình Thiên. Chương 2004, toàn bộ nhìn lầm. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong đám người trên võ đài. Về phần Thiên Phong Tông Lăng Vô Song đám người võ đài chú ý người vô cùng ít ỏi. Không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong đám người trên võ đài sẽ phát sinh hí kịch tính như vậy xoay chuyển. Tuy rằng vừa vặn cổ huy bọn người không có sử xuất toàn lực, thế nhưng Diệp Thần Phong tốc độ cũng thực kinh người rồi, quyền này căn không giống như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người, có thể phát huy ra tốc độ. Nhưng, tại sinh tử trước một khắc đó, Kim Hằng cùng Trình Kình Thiên nhưng là ngưng tụ đỉnh phong thực lực hình thành linh khí bảo vệ, nhưng kết quả vẫn bị Diệp Thần Phong cho một kiếm phá mở, trực tiếp yếu hai người bọn họ tính mạng, bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần Phong thực lực, tuyệt đối sẽ không so với Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng yếu. Trình Kình Thiên có hóa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong thực lực, mà Kim Hằng có hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ thực lực, này Diệp Thần Phong lại có thể vượt qua nhiều như vậy tiểu tầng thứ, đem hai người này cho trong nháy mắt giây. Chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên trong đó có một phần nguyên nhân, đó là bởi vì Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng sơ suất quá, bọn hắn liền từng người đòn sát thủ đều không có xuất ra, cứ như vậy đầu lăn xuống tại trên võ đài đã chết đi, có thể nói hai người bọn họ chết là tương đương biệt khuất. Kim Lương Bằng Hữu cùng Vạn Cao Thượng nhìn thấy môn hạ của chính mình đệ tử thiên tài được cắt đầu, hai người bọn họ trong nháy mắt lửa giận bạo phát. Trên mặt bình thản vô ảnh vô tung biến mất rồi, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Cổ Hoàng Văn cùng Trần Nguyên Hóa hai người bọn họ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, vừa vặn chào phúng Diệp Thần Phong hứa ra vợ chồng cùng Dương ra người, bọn hắn hiện tại cũng ngậm miệng lại. Tần Chu lão đầu này, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, hắn biết lúc này mình là triệt để nhìn lầm, có thể tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bùng nổ ra thực lực như vậy. Diệp Thần Phong ở chính giữa châu cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là thiên tài rồi. Hắn hiện tại trong lòng mặt rốt cuộc có phần hối hận rồi. Dù sao năm người này hỗn chiến được Sư Chí Minh động chân động tay, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối không công bằng, mà hắn cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn đâm lao phải theo lao. Trung Châu đệ tử Lý Tinh Phàm, con mắt của hắn triệt để trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía trên võ đài Diệp Thần Phong ánh mắt càng thêm khó chịu. Thuần túy là lòng ghen tị tại quấy phá. Mà Dư Chí Minh sắc mặt khó coi nhất, Diệp Thần Phong biểu hiện càng thiên tài, trong lòng của hắn lại càng bất an. Nếu để cho Diệp Thần Phong đi rồi Trung Châu, trong Chăn Châu đỉnh cấp thế lực coi trọng, đến lúc đó hắn Dư Chí Minh nhất định sẽ chịu không nổi. Tại tất cả mọi người được Diệp Thần Phong cho thấy tốc độ cùng sức mạnh làm kinh sợ thời điểm. Sát phách trên võ đài. Lăng Vô Song thong dong bình tĩnh đi xuống lôi đài. Bốn người khác đã ngã vào trên võ đài ngất bất tỉnh rồi. Ở đây phần lớn người mặc dù không có quan tâm Lăng Vô Song võ đài, nhưng bọn họ đối với cái này cũng không hề cảm thấy quá lớn ngạc nhiên. Lăng Vô Song dù sao cũng là ngũ đại thế lực một trong Thiên Phong Tông đệ tử thiên tài, hắn có thể đủ tại năm người hỗn chiến bên trong thắng được, này cũng là chuyện đương nhiên, ngũ đại thế lực thiên tài không phải là còn lại tông môn thiên tài có thể sánh được. Đi xuống lôi đài Lăng Vô Song, trong lồng ngực của hắn nhưng vẫn là ôm một thanh kiếm, ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, từ trong con ngươi của hắn lộ ra một vệt nồng nặc chiến ý. Mà Diệp Thần Phong đang giải quyết Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng sau đó hắn cũng không hề tại nguyên chỗ dừng lại, thân ảnh của hắn hướng về cổ huy cùng lục sinh đào lao đi rồi.
Lúc này Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào, bọn hắn cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại rồi. Bọn hắn thu hồi trong lòng xem thường, bọn hắn biết mình là hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Thần Phong rồi, này Diệp Thần Phong so với bọn họ tưởng tượng yếu mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào cũng không hề khiếp đảm, Diệp Thần Phong thực lực chỉ là nằm ngoài dự tính của bọn họ mà thôi, Trình Kình Thiên cùng Kim Hằng nhanh như vậy chết ở Diệp Thần Phong trên tay, hoàn toàn là hai người này sơ suất quá. Nắm trường kiếm màu trắng Cổ Huy, trên người hắn trong nháy mắt kiếm ý lao nhanh, linh khí từ toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong nhanh chóng tràn ra. Một cổ hủy diệt tính sắc bén, khi hắn trường kiếm màu trắng thượng ngưng tụ. Hắn trường kiếm màu trắng thượng được nhất cổ màu đen cho bao trùm rồi. Từ bên trong thân thể của hắn thấu lộ ra rồi một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung ra, cấp 4 hủy diệt kiếm ý. Một đạo cự đại kiếm khí màu đen ngưng tụ mà thành, mãnh liệt hướng về Diệp Thần Phong bổ tới. Đồng thời, Lục Sinh Đào trên người tràn ngập ra nhất cổ thủy nhuận sắc bén, trong không khí thủy nguyên tố đang nhanh chóng hướng về thân thể của hắn ngưng tụ. Ở trong tay hắn trường kiếm màu xanh thượng bị vô số thủy châu bao trùm lại rồi. Hắn đồng dạng là nhanh chóng vung ra trường kiếm, cấp 4 thủy chi kiếm ý. Một đạo thiên kiếm khí màu xanh lam hướng về Diệp Thần Phong lao nhanh mà đi. Lúc này Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào là không chút nào hạ thủ lưu tình, bọn hắn gần như cùng lúc đó thi triển ra hai loại bất đồng kiếm ý. Kiếm ý trên trời huyền giới cũng vẫn là hiếm thấy đồ chơi đây. Người bình thường muốn lĩnh ngộ kiếm ý là phi thường khó khăn. Đương nhiên thiên huyền giới lĩnh ngộ kiếm ý người có không ít, thế nhưng người bình thường đều chỉ có thể đủ lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Muốn lĩnh ngộ đến loại thứ hai kiếm ý liền cực kỳ khó khăn. To lớn kiếm khí màu đen cùng kiếm khí màu xanh lam, đem Diệp Thần Phong tránh né không gian phong kín. Theo, cái này hai đạo cường hãn kiếm khí một đường vọt mạnh, trên lôi đài dày nặng tấm gạch nhanh chóng nổ tung. Trong không khí tràn ngập đâm nhói bì bì ra cắt người cảm giác. Dưới lôi đài còn lại tông môn người nhìn thấy Diệp Thần Phong được hai loại cấp 4 kiếm ý vây công. Bọn hắn cũng đều từ mới vừa trong khiếp sợ hoàn hồn rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong sức mạnh cùng tốc độ không sai, nhưng Diệp Thần Phong chỉ là một cái từ địa huyền giới người tới, tại chiêu thức thượng nhất định là kém xa tít tắp Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào, đối mặt hai loại mãnh liệt kiếm ý, e sợ Diệp Thần Phong không chết cũng phải tàn phế rồi. Nguyên bản hướng về Cổ Huy bọn hắn xông đi Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến hai loại kiếm ý hướng công kích mình sau đó đi tới. Dưới chân hắn bước chân hơi dừng lại một chút, trong cơ thể hắn thập giai bất khuất kiếm ý trong nháy mắt vận chuyển. Tại Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào mang theo ánh mắt đắc ý dưới, Diệp Thần Phong cũng vung ra hắn thanh vân kiếm, thập giai bất khuất kiếm ý. Nồng nặc vô cùng kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một đạo cự đại màu nâu kiếm khí hướng về cái kia hai đạo kiếm khí va đánh tới. Sau đó... Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 5 hàn băng kiếm ý cùng băng long áo nghĩa lập tức vận chuyển, phụ ra băng long áo nghĩa hàn băng kiếm ý, muốn so thập giai bất khuất kiếm ý đều mạnh hơn một bậc. Diệp Thần Phong chung quanh gạch đá nhanh chóng đông lại, uy nghiêm đáng sợ kiếm ý từ trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra, chỉnh thanh thanh vân kiếm bên trên cũng toát ra cuồn cuộn hàn ý. Oanh, một tiếng. Thập giai bất khuất kiếm ý đem cấp 4 hủy diệt kiếm ý cùng cấp 4 thủy chi kiếm ý vừa vặn triệt tiêu. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần Phong thanh vân kiếm lần nữa vung ra, long tường cửu thiên. Tiếng rồng ngâm vang lên. Năm cái màu trắng cự long trong giây lát lao ra. Lấy bao phủ xu thế hướng về Cổ Huy cùng Lục Sinh Đào thôn phệ mà đi. Lúc này Diệp Thần Phong biểu hiện lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá, Cổ Huy phản ứng muốn so Lục Sinh Đào nhanh. Hắn dĩ nhiên trực tiếp vọt đến Lục Sinh Đào sau lưng. Đáng thương này Lục Sinh Đào phản ứng chậm một nhịp. Cuối cùng được 5 cái màu trắng cự long trong nháy mắt nuốt hết. Lục Sinh Đào lập tức liều mạng ngưng tụ lại hỏa nham lá chắn, hắn đem chính mình giấu ở hỏa nham lá chắn sau đó cái này hỏa nham lá chắn là dùng hết hắn toàn lực ngưng tụ, sức phòng ngự ngược lại là cực kỳ không tầm thường, đem chiêu này long tường cửu thiên thuận lợi chống đỡ cản lại. Bất quá, tại chống đối mất long tường cửu thiên sau đó hỏa nham lá chắn cũng trong nháy mắt ở trong không khí biến thành hư vô. Tại Lục Sinh Đào vừa định yếu thở ra một hơi thời điểm, con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, chỉ thấy Diệp Thần Phong thanh vân kiếm không biết lúc nào hướng hắn vung đi qua. Bây giờ thanh vân kiếm đã đến Lục Sinh Đào mi tâm trước rồi.
Lục sinh đào vừa nãy liều mạng ngưng tụ hỏa nham lá chắn, bây giờ căn bản không kịp tăng lên linh khí phòng hộ rồi, đồng dạng cũng không kịp tránh né, khi hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong. Xì xì, một tiếng. Trình Thanh Thanh vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lục sinh đào đầu. Lục sinh đào trong nháy mắt mất mạng. Tất cả mọi người tại chỗ, con mắt của bọn họ trợn lên lớn vô cùng, Tiết Huyền Tình cũng chỉ thấy được qua Diệp Thần Phong thi triển thập giai bất khuất kiếm ý cùng Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhất ấn, mà Dương Hạo Thiên mấy người cũng chỉ nhìn thấy Diệp Thần Phong từng dùng tới thập giai bất khuất kiếm ý mà thôi. Bây giờ Diệp Thần Phong không chỉ thi triển thập giai bất khuất kiếm ý, chả thi triển cấp 5 hàn băng kiếm ý, quan trọng nhất là tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được hàn băng kiếm ý bên trong được dung hợp tiến vào một loại long áo nghĩa. Xem cái đầu được thanh vân kiếm trực tiếp đâm thủng qua lục sinh đào. Hồi tưởng vừa vặn thập giai bất khuất kiếm ý cùng long tường cửu thiên, những kia tất cả đại tông môn người bắt đầu hoài nghi, này Diệp Thần Phong thật sự là tới từ ở địa huyền giới. Địa huyền giới không phải một cái chỗ man di mọi dợ sao? Làm sao có khả năng sinh ra Diệp Thần Phong bực này nhân vật thiên tài? Lại có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, chả lĩnh ngộ long áo nghĩa, thậm chí trong đó một loại kiếm ý đã đến thập giai đại viên mãn. Tất cả đại tông môn người lúc này là triệt để biết mình nhìn lầm, những kia cùng Diệp Thần Phong không thù không oán tông môn, trong lòng bọn họ là hoàn toàn chịu phục, Diệp Thần Phong bày ra thực lực chinh phục bọn hắn. Chương 2005, dị biến. Cường giả chi mộ, Kim gia thiên tài Kim Hằng, Ba Viêm tông thiên tài Lục Sinh Đào cùng Tinh Thần tông thiên tài Trình Kình Thiên, ba người bọn họ liên tiếp đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, đây tuyệt đối là ở đây tất cả đại tông môn tuyệt đối không ngờ rằng. Bây giờ trên võ đài chỉ còn dư lại Cổ Huy cùng Diệp Thần Phong rồi. Trốn đến Lục Sinh Đào sau lưng Cổ Huy, trên mặt của hắn tràn đầy ngạc nhiên, bất quá, tại sau khi kinh ngạc, một vệt không cam lòng che kín khuôn mặt của hắn. Hắn che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ngực vi vi phập phồng, nhất cổ minh mông linh khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn chán nổi gân xanh lên, hắn phẫn nộ quát tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể vượt qua ta sao? Ngươi còn xa xa chưa đủ tư cách đây. Ở trong người tràn ra linh khí bao phủ dưới, Cổ Huy hai cánh tay thượng ống tay áo toàn bộ vỡ vụn, tất cả mọi người tại chỗ thấy rõ Cổ Huy trên cánh tay phải có 4 cái lóa mắt huyết tuyến. Này chứng minh rồi Cổ Huy tại Niết Bàn cảnh đã trải qua tứ chuyển. Tứ chuyển tại Huyền Châu là cực kỳ tốt được rồi, cho dù phóng tới Trung Châu đi cũng coi như tạm được rồi. Người ở chỗ này nhìn thấy Cổ Huy trên cánh tay 4 cái tơ máu sau, bọn hắn biết Cổ Huy trước đó một mực không có sử xuất toàn lực, bằng không lấy hắn tứ chuyển thực lực, tuyệt đối không thể làm cho chật vật như vậy. Cổ Huy trước đó tuy rằng ở bề ngoài thật giống dùng hết toàn lực, nhưng kỳ thật hắn vẫn là có giữ lại. Có thể là vì sau đó ở hỗn chiến bên trong thắng được, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong mạnh như vậy. Lại đem Lục Sinh Đào đều giết chết, này hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Diệp Thần Phong cánh tay phải mặc dù không có lộ ra, nhưng Diệp Thần Phong nếu có thể thể hiện ra sức chiến đấu cỡ này, như vậy ở đây tất cả đại tông môn người, bọn hắn suy đoán Diệp Thần Phong niết bàn số lần cũng tuyệt đối không thấp. Kim Lương bằng hữu Trần Nguyên Hóa cùng vạn cao thượng này Kim gia, Ba Viêm tông cùng Tinh Thần tông gia chủ cùng tông chủ. Bọn hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong rút gân lột ra, bọn hắn môn hạ đệ nhất thiên tài toàn bộ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không đau lòng. Tần Chu chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi. Hắn phát hiện lúc này mình là 10 phần sai rồi, đối với Diệp Thần Phong thiên tài như vậy, hắn tại sao có thể không công bằng đối xử đây? Đứng ở Tần Chu bên cạnh Lý Tinh Phàm, Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh, Diệp Thần Phong biểu hiện thiên phú càng tốt, trong lòng của hắn tư vị lại càng không dễ chịu. Dương Hạo Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong lại giải quyết xong Lục Sinh Đào sau, hắn lập tức hưng phấn thì thầm lên, Thần Phong. Ngươi nhưng thật không phải bình thường kiểu như châu bò. Cho ta thanh Cổ Huy này ngốc, chim cũng phạm. Chính lúc trên lôi đài Cổ Huy cùng Diệp Thần Phong đều phải chuẩn bị động thủ thời điểm. Trong chớp mắt, linh thủy ngoài thành xa xa địa phương, một vệt ánh sáng màu lam phóng lên trời, đem bầu trời làm nổi bật chính là càng thêm xanh thẳm rồi. Sát theo đó từ linh thủy ngoài thành nơi xa, hướng về 4 phương 8 hướng dập dờn ra từng đợt linh khí. Liền ngay cả Diệp Thần Phong bọn hắn bên này quảng trường cũng có thể loáng thoáng cảm giác được.
Không chỉ có Diệp Thần Phong cùng Cổ Huy tạm thời hơi bất chợt dừng lại, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhìn phía linh thủy ngoài thành cái kia xa xa địa phương. Thân là thiên thần cảnh tầng 3 trung kỳ Tần Chu, con mắt của hắn đột nhiên hơi híp lại, hắn cẩn thận cảm ứng, chỉ chốc lát sau, hắn lập tức nói ra, tỉ thí trước tiên tạm dừng, linh thủy ngoài thành chỗ kia địa phương, vô cùng có khả năng có bí bảo hoặc là bí cảnh xuất thế, đợi ta đi tìm tòi hư thực sau. Lại bắt đầu lại từ đầu kế tiếp tỉ thí. Tần Chu không nói lời gì cánh tay vung lên, trên lôi đài kết giới lập tức vô ảnh vô tung biến mất rồi. Nói thật, Linh Châu cùng Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đều không phải phi thường chính thức. Chỉ có Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển mới là chính thức nhất, cho nên phụ trách Linh Châu cùng Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển sứ giả, bọn hắn có quyền tạm dừng thi đấu, hoặc là tạm thời thay đổi so tài nội dung. Bí cảnh. Đây chính là có cơ duyên lớn địa phương, linh thủy ngoài thành nhưng xưa nay chưa từng xảy ra biến hóa như thế qua đây. Nói cách khác chỗ kia có thể là bí cảnh địa phương, chưa từng có bị người thăm dò qua đây. Bên trong vô cùng có khả năng nắm giữ không tưởng tượng nổi tuyệt thế cơ duyên. Ở đây tất cả đại tông môn khi nghe đến Tần Chu lời nói sau. Bọn hắn con mắt lập tức tỏa ánh sáng, bọn hắn đồng dạng biết bí cảnh chỗ tốt. Liền ngay cả Kim gia cùng Ba Viêm tông các loại gia chủ cùng tông chủ, bọn hắn cũng tạm thời đã quên đối Diệp Thần Phong phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tần Chu không tại nhiều giải thích cái gì. Hắn không nghĩ tới tại tỉ thí trong quá trình sẽ phát sinh biến cố như vậy, thân ảnh của hắn không kịp chờ đợi hướng về linh thủy ngoài thành bay đi. Theo Tần Chu rời đi, Dư Chí Minh cùng Lý Tinh Phàm còn có tất cả đại tông môn người đều nhanh chóng đạp không mà đi, bây giờ bọn hắn nghiễm nhiên đem Thiên Huyền Thịnh Điển ném ra sau đầu rồi, về phần đứng ở trên lôi đài Cổ Huy, hắn quát lạnh coi như ngươi thật xa, bất quá, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở ta Cổ Huy trên tay. Nói xong. Cổ Huy cũng bay lên. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt xem thường nụ cười, hắn đối với Tiết Huyền Tình đám người nói, chúng ta cũng đi xem đi. Kết quả là, Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người cũng dồn dập đạp không mà đi. Đương nhiên Diệp Thần Phong lại dùng ngọc bài đưa tin cho thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu, nói cho chính bọn hắn hướng đi, để cho bọn họ lập tức lưu ý hơi thở của hắn. Hầu như linh thủy thành người tu luyện đều nhìn thấy loại này dị biến rồi, rậm rạp chằng chịt người tu luyện hướng về linh thủy ngoài thành nơi xa chạy đi. Thời gian trôi qua, Tần Chu là cái thứ nhất chạy tới sản sinh dị biến địa phương. Tại Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người chạy đến thời điểm, hiện trường đã có rất nhiều người tu luyện rồi. Chỉ thấy chung quanh mặt đất mức độ lớn rung động, từ trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Từ vết rách bên trong không ngừng có khí tức cổ xưa từ trong đó thẩm thấu mà ra. Ầm, 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 két, két, két. Những thanh âm này không ngừng tràn ngập trong không khí, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, chỉ thấy có một tòa quái vật khổng lồ đang từ trong lòng đất nhô ra. Ở đây tất cả tu luyện người đều nín thở, tất cả ánh mắt đều tập trung vào, cái kia từ trong lòng đất nhô ra quái vật khổng lồ bên trên. Lại qua mấy chục phút sau. Dưới mặt đất quái vật khổng lồ triệt để xuất hiện, chỉ thấy một tòa diện tích cực kỳ to lớn cổ điển kiến trúc, triệt để hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đây cũng là một tòa cổ mộ. Từ kiến trúc này trên kết cấu là có thể nhìn ra một hai rồi, bất quá, này cổ mộ làm sao sẽ trong chớp mắt từ dưới mặt đất nhô ra. Người ở chỗ này toàn bộ đều là mơ mơ màng màng, bất quá, rất nhiều người đều không có nghĩ quá nhiều. Trên trời huyền giới bên trong có quá nhiều không cách nào giải thích đồ vật, đột nhiên nhô ra bí cảnh cũng không chỉ một, tại linh thủy ngoài thành đột nhiên bốc lên một cái cổ mộ đến, này ngược lại cũng tại mọi người tiếp thu chi bên trong. Tuy rằng không phải bí cảnh, nhưng cổ mộ giá trị như thế to lớn, đặc biệt là này tòa cổ mộ vẫn không có bị người đi vào, như vậy bên trong vật chôn cùng khẳng định cũng đều ở đây. Chủ yếu nhất là này tòa cổ mộ khí tức quá cổ lão rồi. Này làm cho ở đây rất nhiều người tu luyện đều suy đoán, đây là một tòa viễn cổ cường giả mộ, này làm cho rất nhiều người tu luyện đều trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Viễn cổ đại năng mộ, trong này làm sao có khả năng không có thứ tốt đâu này. Chính khi tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử thời điểm, cổ mộ trầm trọng cửa đá chủ động từ từ mở ra. Tại cửa đá bị mở ra trong nháy mắt, từng đợt âm phong từ bên trong thổi đi ra. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng. Theo âm phong thổi phồng lên, còn có một loại khó nghe mùi,
loại mùi này khiến người ta trong gân mạch linh khí sẽ có chút tắc. Tần Chu đang nhìn đến cổ mộ cửa đá mở ra, sau đó trong lòng hắn ngẫm nghĩ một lát sau, hắn nói ra, lần này tiến vào trận chung kết tông môn, bọn hắn có thể tiến vào này tòa cổ mộ, những người còn lại liền ở cổ mộ bên ngoài chờ đợi đi. Này tòa cổ mộ không thích hợp lập tức tiến vào quá nhiều người, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được bất ngờ. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là muốn nuốt một mình bảo vật trong đó, ta Tần Chu ở nơi này lấy nhân cách của ta đảm bảo, chỉ cần chúng ta ở trong đó lấy được bảo vật, chúng ta sẽ lấy ra gần một nửa cho phân cho các ngươi. Huyền Châu lão tổ cấp bậc nhân vật, cũng phần lớn chỉ có thiên thần cảnh một tầng đến tầng hai trong lúc đó, thấy Tần Chu Thanh lời nói đến mức rõ ràng như thế rồi, hơn nữa Tần Chu thân phận cùng thực lực cũng đặt tại đó, ở đây tất cả đại tông môn cũng không muốn xúi quẩy. Đương nhiên bọn hắn cũng biết Tần Chu vẫn tính là một cái coi trọng chữ tín người, hắn đã đáp ứng lấy ra một phần bảo vật, đến lúc đó liền nhất định sẽ lấy ra. Cho nên, rất nhiều tông môn đều đồng ý Tần Chu yêu cầu. Tại Tần Chu trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong trong đầu cũng vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm, Lão Bạch nói ra, đúng vậy, này tòa cổ mộ hẳn là viễn cổ thời đại sơ kỳ, chỉ bất quá, này tòa cổ mộ vì sao lại đột nhiên từ trong lòng đất nhô ra đâu này. Trong này nhất định có kỳ lạ. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn đi vào trong mộ cổ, như vậy ngươi nhất định phải cẩn thận mới được rồi. Chương 2006, số may, kiếm bộn rồi. Tần Chu thấy ở đây phần lớn người tu luyện đều đồng ý rồi, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra ta kiến nghị các ngươi vẫn là không muốn tiến vào trong mộ cổ rồi. Tần Chu bây giờ đối Diệp Thần Phong chính là hoàn toàn đổi cái nhìn, ý của hắn trong lời nói hiển nhiên là phi thường đã minh bạch, này mộ quỷ bí khó dò, kim gia đám người yếu tại trong mộ đối Diệp Thần Phong bọn hắn động thủ hẳn là có rất nhiều cơ hội. Trước mặt để đó một cái cơ duyên lớn, Diệp Thần Phong lại há có buông tha đạo lý, hắn cũng rõ ràng này Tần Chu là có ý tốt, hắn đối với Tần Chu khẽ cười cười, sau đó, hắn đối Thiết Huyền Tình đám người, nói ra các ngươi đều không nên đi vào. Ta một người tiến đi là được rồi. Tiết Huyền Tình lập tức nói ra, không được, người tiến vào lời nói, ta cũng nhất định phải đi vào. Triệu Bá cùng Lý Bá cũng lập tức đứng ở Tiết Huyền Tình bên cạnh, hai người bọn họ vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Thần Phong, từ trên nét mặt là có thể nhìn ra sự lựa chọn của bọn họ rồi. Về phần Dương Hạo Thiên các loại Thanh Nguyệt Tông người và Tuyết Nguyệt Cốc Tô Băng Vân đám người, bọn hắn cũng muốn cùng Diệp Thần Phong đồng thời tiến vào trong mộ. Nhưng bọn họ biết lấy thực lực của bọn họ, đoán chừng bọn hắn chỉ biết cản trở, vạn nhất đến lúc liên lụy Diệp Thần Phong, vậy cũng không tốt. Mà Tiết Huyền Tình tối thiểu có linh thần cảnh thực lực, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng có địa thần cảnh thực lực, bọn hắn tiến vào đi lời nói, hẳn là có thể giúp được Diệp Thần Phong. Dương Hạo Thiên vẻ mặt thành thật nói ra, Thần Phong, ta Dương Hạo Thiên không sợ chết, chỉ lo lắng hội liên lụy ngươi. Diệp Thần Phong trực tiếp ngắt lời nói, Hạo Thiên, các ngươi đều không cần nhiều lời, thực lực của các ngươi cũng xác thực không giúp được ta bận bịu, chỗ dùng các ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, các ngươi liền ở lại bên ngoài được rồi. Tần Chu thấy Diệp Thần Phong không có tiếp thu ý tốt của hắn chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó hắn liền không lại nhiều lời rồi. Kim gia, Ba Viêm Tông, Cổ gia cùng Tinh Thần Tông người, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người muốn đi vào trong mộ. Bọn hắn trong con ngươi như có như không hiện lên một vệt ý cười, hiện tại Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển còn chưa kết thúc, bọn hắn đúng là không thể đủ trắng trợn giết Diệp Thần Phong, nhưng tiến vào trong mộ sau tất cả liền nói không chừng rồi. Dư Chí Minh cùng Lý Tinh Phàm cũng cười gằn liếc nhìn mắt Diệp Thần Phong, hai người bọn họ tự nhiên cũng là có thể tiến vào trong mộ. Đã đến trong mộ sau đó bên trong khẳng định có các loại nguy hiểm, đến lúc đó cho dù Diệp Thần Phong chết rồi, cũng căn bản không người có thể truy cứu. Linh Thủy Thành luyện dược các phân bộ Chu Tam Thông, hắn cũng chen vào trong đám người, hắn biết Diệp Thần Phong không muốn quá kiêu căng, hắn chỉ là hướng về Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn đi tới Tần Chu trước mặt, nói ra Tần xứ người. Ta cũng muốn đi vào trong mộ không biết có thể hay không. Ta đối trong mộ bảo vật không có hứng thú, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút mà thôi, ta có thể nắm danh dự của ta bảo đảm. Bây giờ Chu Tam Thông vẫn không có tuyên bố không làm luyện dược các phân bộ các chủ đây. Cho nên Chu Tam Thông danh dự vẫn là vô cùng có thể tin, Tần Chu chỉ chần chờ chốc lát, hắn liền lập tức gật đầu đồng ý.
Trước đó tại tỉ thí thời điểm, Chu Tam Thông cũng ở tại chỗ, nguyên bản hắn muốn đứng ra thay Diệp Thần Phong minh bất bình, thế nhưng Diệp Thần Phong cho hắn khiến cho ánh mắt, khiến hắn không nên đứng ra. Về phần luyện khí các Phương Hưng Hoài, hắn đã đi hướng Trung Châu rồi. Mà sâu rượu Quách Thượng Đông, từ khi Diệp Thần Phong đi tới Linh Thủy Thành sau, hắn liền lại cũng chưa từng nhìn thấy rồi. Lần này Kim Gia, Ba Viêm Tông, Cổ Gia, Tinh Thần Tông cùng Thiên Phong Tông, bọn họ đều là tiến vào trận chung kết, tuy rằng Kim Gia nhóm thế lực đã coi như là bị loại bỏ rồi, nhưng bọn họ cũng coi như là tiến vào trận chung kết rồi, bọn hắn đương nhiên là có thể tiến vào trong mộ cổ được rồi. Về phần mấy cái khác cũng tiến vào trận chung kết tông môn, bọn hắn cũng không muốn tiến vào bên trong mù tham gia náo nhiệt, bọn họ cũng đều biết Kim Gia nhóm thế lực không phải là ngồi không, vạn nhất bảo vật không thu được. Cuối cùng chết ở bên trong liền không đáng giá rồi. Lại nói, Tần Chu đã bảo đảm quá rồi, sẽ phân xuất gần một nửa bảo vật, cho nên mấy cái này tông môn quyết định lựa chọn không tiến vào mộ bên trong. Cuối cùng xác định tiến vào trong mộ chính là Tần Chu, Dư Chí Minh, Lý Tinh Phàm, Huyền Châu Ngũ Đại Thế Lực, Chu Tam Thông, Diệp Thần Phong, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá những người này. Tần Chu để những người còn lại đều lui ra một ít. Bên trong thân thể của hắn cuồng bạo linh khí phóng lên trời, hai tay ở trong không khí nhanh chóng múa lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng sau, chỉ thấy tại cổ mộ cửa vào xuất hiện nhất cổ màu trắng kết giới, hơn nữa màu trắng kết giới năng lượng cường hãn, được ngăn cách bởi kết giới người bên ngoài thì không cách nào tiến vào. Trừ phi là thiên thần cảnh cường giả mới có thể tự do ra vào kết giới này. Đang ngưng tụ thành kết giới sau đó tại Tần Chu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong đám người toàn bộ tiến vào cửa đá bên trong, Cổ Huy một mực thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, mà Thiên Phong Tông Lăng Vô Song nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong con ngươi của hắn ngoại trừ chiến ý liền vẫn là chiến ý, hắn chiến ý rất thuần khiết túy, không mang theo có bất kỳ cừu hận, chỉ là muốn cùng Diệp Thần Phong một trận chiến mà thôi. Mọi người tại tiến vào trong mộ cổ sau, trước mặt bọn họ là một cái đen nhánh lối đi hẹp, độ rộng chỉ có thể làm cho hai người song song thông hành. Này trong mộ cổ không có bất kỳ pháp tắc cùng không gian hạn chế, mọi người hiện tại cũng tạm thời không có cái khác ý nghĩ, bọn hắn chỉ muốn mau chút đến chỗ này cổ mộ vị trí trọng yếu, trong không khí tràn ngập gai mũi vị để bên trong cơ thể của bọn họ linh khí càng ngày càng không trôi chảy rồi. Chính lúc Tần Chu muốn mở miệng thời điểm. Bỗng nhiên, trong thông đạo tất cả mọi người, bọn hắn đều cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thậm chí là thiên thần cảnh Tần Chu cùng Dư Chí Minh. Bọn hắn cũng không cách nào lơ là cái cảm giác này, bất luận bọn hắn làm sao tăng lên khí thế cũng vô dụng, tất cả mọi người trong đầu đột nhiên một cái mơ hồ. Trong khoảnh khắc, trong thông đạo liền không có bất kỳ một bóng người rồi. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ trở nên rõ ràng sau đó hắn phát hiện mình đã không lại trong thông đạo rồi, hắn tại một chỗ to lớn bên trong thạch thất, trong không khí cũng không có gay mũi hương vị. Cái này nhà đá vô cùng cổ điển. Ở trên vách tường điêu khắc các loại thời kỳ viễn cổ yêu thú. Ở thạch thất chính giữa để một tấm có phần tàn phá bàn, ở trên bàn chất đống mười mấy chiếc hộp màu đỏ, tại trên cái hộp che kín dày đặc cho bụi. Diệp Thần Phong đoán chừng Tiết Huyền Tình đám người được truyền tống đến những địa phương khác. Đã đến rồi thì nên ở lại. Diệp Thần Phong đi tới tàn phá trước bàn, hắn cầm lên một cái hộp gỗ, hắn không có lập tức mở ra, hắn đầu tiên là cảm ứng một thoáng. Tại không cảm ứng được bất kỳ vật gì dưới tình huống, hắn mới thận trọng mở ra trong tay hộp gỗ, trong lòng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy hắn liền lập tức tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Hộp gỗ mở ra, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, ngược lại là có nhất cổ linh khí nồng nặc từ đó tràn ngập ra, chỉ thấy tại trong hộp gỗ có một viên màu xanh trái cây, nếu như đây là viễn cổ thời đại mộ. Như vậy lại có thể đem loại trái này như thế hoàn chỉnh bảo tồn lại, như vậy những này hộp cũng cực kỳ không bình thường rồi. Lão Bạch thanh âm lập tức vang lên, khá lắm, này chính là ngàn linh quả, trăm năm ngàn linh quả có thể làm cho hóa thần cảnh người tăng lên một cái tiểu tầng thứ, ngàn năm ngàn linh quả có thể làm cho hóa thần cảnh người tăng lên hai cái tiểu tầng thứ, vạn năm ngàn linh quả có thể làm cho hóa thần cảnh người tăng lên ba cái tầng thứ. Tiểu gia hỏa. Trong tay ngươi chính là vạn năm ngàn linh quả rồi, này ngàn linh quả là đặc biệt nhằm vào hóa thần cảnh cường giả, bây giờ ngươi khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước rồi, chờ ngươi bước vào hóa thần cảnh, ngươi liền có thể dùng này ngàn linh quả rồi. Bất quá,
ngàn linh quả chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm mới có tác dụng, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng chỉ là tại lần thứ nhất dùng hiệu quả mới rõ rệt. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong lại lập tức mở ra hai cái hộp, bên trong thình lình đều cũng có một viên vạn năm ngàn linh quả. Diệp Thần Phong không có lại mở hộp ra rồi, hắn đếm một cái, nơi này tổng cộng có 30 hộp, như vậy hắn bằng với một cái có 30 viên vạn năm ngàn linh quả. Lần này hắn là lại kiếm bộn rồi, tuy chỉ có lần thứ nhất dùng có hiệu quả, nhưng hắn có thể để cho bên trong tiểu thế giới người dùng. Tại Diệp Thần Phong tâm tình không tệ thời điểm, chỉ thấy ở thạch thất bên trái trên vách tường, đột nhiên vách tường di động ra, nơi đó dĩ nhiên ẩn giấu một cánh cửa. Tại Diệp Thần Phong cau mày thời khắc, chỉ thấy Cổ Huy đi vào chỗ thạch thất này bên trong. Cổ Huy đồng dạng không nghĩ tới Diệp Thần Phong ở nơi này, bởi Diệp Thần Phong mở ra mấy cái hộp rồi, hắn liếc nhìn trong hộp ngàn linh quả, hắn ngược lại cũng đúng là nhận thức loại này viễn cổ thiên tài địa bảo, hắn lập tức vẻ mặt chấn phấn, hắn cười gằn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra của ta vận khí đúng là tốt, những này ngàn linh quả không phải là ngươi có thể có được, lần này tuyệt đối không có ngoài ý muốn rồi, ngươi nhất định chỉ có thể chết ở ta Cổ Huy trong tay. Số may. Đối với Cổ Huy lời nói, Diệp Thần Phong không dám gật bừa, hắn căn bản không đem Cổ Huy để ở trong mắt, Cổ Huy gặp phải hắn, phải nói là suối quẩy đến nhà. Chương 2007, điên cuồng Cổ Huy. Làm Diệp Thần Phong cùng Cổ Huy ở thạch thất bên trong chạm mặt thời điểm. Cổ mộ bên ngoài, tất cả tu luyện người đều bị ngăn cách bởi Tần Chu bố trí bên ngoài kết giới. Trong chớp mắt, ba trận xoáy gió thổi qua, chỉ thấy ba bóng người thông suốt tiến vào trong kết giới, sau đó liền lại lách vào trong mộ. Bởi này ba bóng người tốc độ quá nhanh, ở đây người tu luyện toàn bộ không có nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Bất quá, Tần Chu bố trí kết giới, chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể tự do ra vào, bởi vậy có thể thấy được này ba bóng người thực lực tối thiểu đã tới thiên thần cảnh một tầng. Ở đây đông đảo người tu luyện bắt đầu suy đoán này ba bóng người lai lịch. Tại Huyền Châu chỉ có lão tổ cấp bậc nhân vật mới ủng có thiên thần cảnh thực lực, hơn nữa lão tổ cấp bậc nhân vật bình thường đều là ở vào bế quan trạng thái. Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân đám người, bọn hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm mộ lối vào, trong lòng bọn họ một mực đang lo lắng Diệp Thần Phong đây. Cái kia tam đạo trong chớp mắt xông vào trong mộ thân ảnh, bọn hắn tại tiến vào bên trong sau, bóng người liền lập tức ngừng lại, bọn hắn rõ ràng là thôn thiên long mãng. Viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu. Tuy rằng Diệp Thần Phong không để cho bọn hắn tiến vào trong mộ, nhưng Diệp Thần Phong chính là chủ nhân của bọn họ, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, cho nên cuối cùng mới quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Thôn Thiên Long mãng nhìn xem phía trước mặt đen nhánh mà lại dài lâu thông đạo, lông mày của hắn vừa nhíu, nói ra, nhị đệ, tam đệ, cái này mộ có chút không tầm thường. Chúng ta vẫn là mau mau tìm đến chủ nhân đi. Tại thôn Thiên Long Mãng, viễn cổ Long Tích cùng băng phách ma chu tiến vào trong mộ thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Cổ Huy chỗ ở bên trong thạch thất. Cổ Huy nhìn xem 30 trang bị ngàn linh quả hộp. Trong con ngươi của hắn tránh qua tham, làm ánh sáng, phảng phất những này ngàn linh quả đã là đồ vật của hắn rồi. Trước đó Cổ Huy biết đại khái Diệp Thần Phong sức chiến đấu. Hắn không có thời gian cùng Diệp Thần Phong ở nơi này mù ma thẳng. Hắn suy đoán chỗ này mộ trong khẳng định còn có so với ngàn linh quả càng thêm bảo vật quý giá, cho nên hắn nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Con người âm trầm Cổ Huy, hắn vừa tới liền sử dụng đòn sát thủ, hắn bên trong thân thể linh khí nhanh chóng sôi trào, mãnh liệt thật khí thế từ trên người như hồng thủy tuôn ra, hắn quát lạnh, tiểu tử, tiện nghi ngươi rồi. Nguyên bản ta hẳn là muốn hảo hảo dằn vặt ngươi. Nhưng bây giờ ta không có thời gian tại loại người như ngươi trên người lãng phí thời gian rồi. Cổ Huy tay phải bỗng nhiên giò ra, ở trong không khí đảo lộn mấy cái sau đó hắn khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, một cỗ sức mạnh kinh khủng tại trên bàn tay của hắn ngưng tụ. Hắn tấn mãnh vỗ ra tay phải của mình bàn tay, long đằng trường. Một tiếng lanh lảnh rồng gầm từ Cổ Huy trong bàn tay vang lên. Chỉ thấy một cái năng lượng khổng lồ giấu bàn tay. Tại Cổ Huy trước mặt ngưng tụ mà thành. Hơn nữa tại chuyện này chỉ có thể số lượng dấu bàn tay thượng trả lượn lờ một cái hư huyễn long, con này cự đại thủ trưởng nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Này long đằng trưởng chính là cổ gia một loại nhất tinh bí pháp,
power cực kỳ to lớn, này chính là cổ gia tổ tiên tìm hiểu một bức long đồ án chế tạo ra. Tại Diệp Thần Phong trước mặt thi triển cùng long có liên quan bí pháp. Đây không phải bê đá tự đập vào chân của mình ma. Hay là ở những người khác xem ra loại này nhất tinh bí pháp rất mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Thần Phong trong mắt còn chưa đáng kể đây này. Bàn tay phải của hắn cũng nhanh chóng ở trong không khí kết ấn. Cổ Huy thấy thế, hắn quát lên, tiểu tử, chết đi. Có thể chết ở của ta long đằng dưới lòng bàn tay, đây là của ngươi phúc khí. Diệp Thần Phong đối với Cổ Huy lời nói bỏ mặc, mắt thấy long đằng trưởng càng ngày càng tiếp cận. Diệp Thần bàn tay phải xoay chuyển cùng kết ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong không khí trong nháy mắt trưởng ấn liên tục. Bây giờ đến thập chuyển Diệp Thần Phong, hắn thi triển long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn. Hắn đã cảm giác không phải như vậy cố hết sức, hơn nữa hắn thi triển thời gian cũng co lại giảm rất nhiều. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác bàn tay phải trở nên vô cùng trầm trọng, giống như là trên lòng bàn tay lấy một tòa núi cao nguy nga bình thường. Bờ vai của hắn run lên, bàn tay đột nhiên đánh ra. Trước mặt hắn không gian phảng phất cũng phải nát nứt ra. Oanh, một tiếng. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải. Không khí chung quanh nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, phảng phất là được nhấc lên nổi sóng mặt biển bình thường. Một con to lớn năng lượng màu trắng giấu bàn tay ngưng tụ. Diệp Thần Phong chuyện này chỉ có thể số lượng giấu bàn tay cũng không có giống Cổ Huy như thế được một con rồng hư ảnh lượn lờ, quang xem bộ dáng. Thật giống Cổ Huy một trưởng này so với Diệp Thần Phong yếu nghiêu rất nhiều. Thế nhưng, tại Diệp Thần Phong một trưởng này đánh ra sau đó Cổ Huy ngưng tụ cánh tay kia trưởng ấn, bên trên lượn lờ long chi hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, Cổ Huy lập tức thay đổi sắc mặt. Một tiếng. Cổ Huy giấu bàn tay tiêu tán. Nhưng Diệp Thần Phong giấu bàn tay vẫn không có tiêu tan, cuối cùng đem Cổ Huy nuốt hết ở trong đó. Đợi đến Diệp Thần Phong năng lượng giấu bàn tay tiêu tan, chỉ thấy Cổ Huy đầu bù tóc rối bời, trên người che kín từng đạo vết thương, quần áo cũng biến thành rách tả tơi rồi, cũng còn tốt hắn long đằng trưởng triệt tiêu một phần long thần phiên thiên ấn, bằng không hắn hiện tại đã bị chết. Hắn thi triển long đằng trưởng có thể tính là nhất tinh bí pháp trong trung đẳng phẩm bậc. Mà hắn cảm giác Diệp Thần Phong một chiêu này power tối thiểu đã tới nhất tinh bí pháp bên trong đỉnh cấp rồi, hơn nữa hắn cảm giác Diệp Thần Phong một chiêu này có phần có thể khắc chế hắn long đằng trưởng. Vẻ mặt dữ tợn tới cực điểm Cổ Huy, hắn lửa giận trong lòng phải đem ngực của hắn đều no bể bụng. Dựa vào cái gì? Lúc trước Diệp Thần Phong có thể làm cho hắn lăn ra tiên nguyệt lâu. Dựa vào cái gì? Trên trời huyền thịnh điển đấu vòng loại thời điểm. Diệp Thần Phong ánh sáng lấn át hắn. Cổ Huy nội tâm không phục, hắn tuyệt đối không phục, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chỉ là một cái địa huyền giới tới tiểu tử mà thôi, mà hắn chính là đường đường huyền châu cổ gia đệ nhất thiên tài. Từ vừa vặn một chiêu kia đụng nhau trong, để Cổ Huy rõ ràng hiểu được Diệp Thần Phong thực lực, hắn tuy rằng còn có so với long đằng trưởng cường hãn hơn chiêu thức, nhưng hắn không phải không thừa nhận, cho dù triển khai ra, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều hơn một loại cảm giác vô lực. Nhưng ngược lại, thần sắc của hắn trở nên điên cuồng, hắn cắn răng nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể vượt qua ta sao? Ngươi đừng có nằm mộng, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng vượt qua của ta. Cổ Huy trong tròng mắt che kín tơ máu, tại Diệp Thần Phong yếu chủ động công kích thời điểm, chỉ thấy Cổ Huy trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Hắn đem trong cơ thể linh khí truyền vào chủy thủ trong, hắn không chút do dự tại trên người mình vẽ ra từng đạo sâu đậm vết thương. Tiên huyết trong nháy mắt từ vết thương của hắn giữa dòng chảy mà ra. Nhưng những này chảy xuôi mà ra tiên huyết, dĩ nhiên toàn bộ trôi nổi ở Cổ Huy quanh thân. Từng đoàn trôi nổi tại Cổ Huy quanh thân tiên huyết, nhanh chóng ở trong không khí nổ tung, theo một đoàn lại một đoàn tiên huyết nổ tung. Cổ Huy khí thế trên người lại đang nhanh chóng kéo lên. Một chiêu này tên là huyết bạo. Này chính là cổ gia một loại cấm thuật. Một khi sử dụng tới huyết bạo, trong tương lai trong vòng 20 năm, thực lực đem không phải nhận được bất kỳ đột phá. Máu này bạo có thể làm cho người sử dụng sức chiến đấu tại trong thời gian nhất định nhanh chóng tăng lên. 20 năm đối với bây giờ Cổ Huy tới nói là vô cùng trọng yếu. Hắn dĩ nhiên ở vào thời điểm này lựa chọn thi triển huyết bạo, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Diệp Thần Phong hận ý tới cực điểm. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ,
từ đầu tới cuối đều là hắn tại chọc Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong căn bản không muốn chấp nhặt với hắn. Một đạo lại một đạo vết thương tại cổ Huy trên người xuất hiện, sắc mặt của hắn trở nên trắng xanh cực kỳ, nhưng thần sắc của hắn lại càng phát hưng phấn cùng dữ tợn rồi, khí thế trên người so với vừa vặn trọn vẹn tăng lên hai nhiều gấp ba. Hắn vằn vện tia máu con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn quát tiểu tử, xuất hiện theo ý ta ngươi chả làm sao hung hăng. Ngươi chỉ biết chết ở ta cổ Huy trong tay, mà không phải ta cổ Huy chết ở trong tay ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt máu me đầm đìa cổ Huy, trong lòng của hắn nhiều hơn một bôi nghiêm nghị, xem ra những đại gia tộc này đệ tử thiên tài vẫn không thể sao lãng, rất nhiều thiên tài hẳn là đều nắm giữ một ít trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu phương pháp. Bất quá, nhìn xem cổ Huy một đao lại một đao đâm vào chính mình, Diệp Thần Phong đối loại chiêu thức này một chút hứng thú cũng không có, dù sao hắn cũng không có tự hành hạ ham muốn. Cổ Huy khí thế đã vượt xa khỏi vừa nãy rồi, Diệp Thần Phong trên cánh tay cả cây tơ máu lấp lánh lên, xem ra hắn muốn dùng xuất thập chuyển niết bàn thực lực chân chính rồi, hắn lãnh đạm nói ra cổ Huy. Ta xem ngươi là cho cốt mới không kém bao nhiêu đâu. Người danh tự này đã nói rõ hết thảy, người sớm muộn cũng sẽ biến thành một đống xương cho, như vậy liền để cho ta tới thành toàn ngươi đi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta Diệp Thần Phong từ trước đến giờ yêu thích giúp người thành đạt. Chương 2008, không tưởng tượng được kết cục. Cổ mộ bên trong thạch thất. Trong không khí hết sức yên tĩnh. Một loại cực kỳ nhỏ tí tách, âm thanh vang vọng tại trong không khí. Loại thanh âm này chính là cổ Huy trên người giọt máu nhỏ xuống mặt đất phát ra, bây giờ huyết bạo đã triệt để thi triển xong thành, trên người khí thế trở nên càng cường hãn hơn cổ Huy, hắn trên người vết thương tự nhiên không có khép lại, giọt máu theo làn da của hắn không ngừng trơn trượt rơi xuống mặt đất. Từ lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong gặp phải, cổ Huy căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị Diệp Thần Phong bức. Được thê thảm như thế, nhưng hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong thật sự rất mạnh. Hơn nữa Diệp Thần Phong chỉ là tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực đây, nếu như Diệp Thần Phong khóa nhập hóa thần cảnh đâu này. Bất quá, cổ Huy trong lòng không có bất kỳ một tia hối hận, hắn đối Diệp Thần Phong phẫn nộ đã dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng rồi, căn bản là không cách nào dập tắt xuống, hắn nhất định muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, bằng không Diệp Thần Phong sẽ vĩnh viễn trở thành tâm ma của hắn, cho nên hắn mới cuối cùng cắn răng thi triển huyết bạo. Cả người máu me đầm đìa cổ Huy, hắn đem khí thế của tự thân thôi phát đã đến cực hạn. Một tiếng, chân phải đạp đất, trên mặt đất gạch đá trong nháy mắt vỡ vụn, cổ Huy thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, trong phút chốc liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Nắm tay phải hướng về Diệp Thần Phong trái tim vị trí oanh kích mà đi, nắm đấm phải của hắn hổ hổ xanh uy, được nhất cổ linh khí nồng nặc cho tràn ngập. Không gian phảng phất đều phải bị một quyền này của hắn đánh nát. Lúc này cổ Huy không có lựa chọn thi triển chiến kỹ hoặc là bí pháp rồi, dưới cái nhìn của hắn thi triển huyết bạo chính mình, hắn tại tốc độ cùng về sức mạnh hẳn là có thể vượt qua Diệp Thần Phong được rồi. Cho nên hắn mới lựa chọn loại này phương thức đơn giản nhất đến nghiền ép Diệp Thần Phong. Cổ Huy quả đấm còn chưa tới, nhưng quyền phong lại đã đến. Đâm người quyền phong để Diệp Thần Phong ngực quần áo biến thành nát tan. Hắn tròng mắt đen nhánh vi vi ngưng lại. Trên cánh tay phải một cái tráng kiện tơ máu lấp lánh liên tục, nắm đấm phải của hắn trực tiếp đón nhận cổ Huy nắm tay phải. Thập chuyển thực lực bày ra, Diệp Thần Phong thật khí thế cũng là liên tục tăng lên, quả đấm của hắn có loại thế như trẻ che xu thế. Cổ Huy tại cảm nhận được Diệp Thần Phong liên tục tăng lên thật khí thế sau, hắn khuôn mặt lộ ra không dám tin tưởng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong vừa vặn lại vẫn bảo lưu lại thực lực. Trước mắt cổ Huy căn bản không có lựa chọn, hắn quát lên, phá cho ta. Phá ra cho ta. Oanh, một tiếng. Hai quyền đụng vào. Linh khí hướng về bốn phía khuếch tán. Cổ Huy cánh tay phải nhất thời cảm thấy nhất cổ cực hạn trọng lực. Hắn cảm giác hữu quyền của mình phảng phất đều phải xé rách bình thường, hắn toàn bộ nắm đấm và toàn bộ trên cánh tay che kín rậm rạp chẳng chịt vết máu. Được đẩy lui chừng 10 bước cổ Huy. Trong miệng hắn thở hổn hển. Cảm thụ trên cánh tay phải đâm nhói, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, mà trái lại Diệp Thần Phong. Hắn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là hắn trên cánh tay phải ống tay áo bị chấn bể, về phần tay phải của hắn cánh tay là hoàn hảo không chút tổn hại.
Bởi Diệp Thần Phong cánh tay phải hiện lên xuất hiện tại trong không khí, Cổ Huy lập tức nhìn thấy Diệp Thần Phong trên cánh tay phải cái kia tráng kiện huyết tuyến, cái kia so với phổ thông màu đỏ tơ máu yếu tráng kiện gấp 10 lần huyết tuyến. Đầy mặt dữ tợn Cổ Huy, trong đầu hắn tốc biến một cái truyền thuyết, cả người hắn trong nháy mắt như bị điện giật, hắn trừng lên Diệp Thần Phong chất vấn, ngươi, lẽ nào ngươi là đã trải qua trong truyền thuyết thập chuyển Niết Bàn? Điều này sao có thể? Ngươi chỉ là địa huyền giới tới, ngươi làm sao có khả năng đã trải qua trong truyền thuyết chí tôn Niết Bàn? Diệp Thần Phong nhìn thấy Cổ Huy một bộ không cam lòng dáng dấp. Ở trong mắt hắn Cổ Huy là chắc chắn phải chết rồi, cho nên để Cổ Huy biết hắn là thập chuyển Niết Bàn cũng không liên quan rồi. Hắn bình thản nói ra, ngươi cũng vẫn tính là có mấy phần nhãn lực. Không nghĩ tới ngươi còn biết chí tôn Niết Bàn. Diệp Thần Phong mặc dù không có chính mồm thừa nhận, nhưng lời của hắn liền không thể nghi ngờ bằng với nói cho Cổ Huy, hắn chính là đã trải qua thập chuyển Niết Bàn. Cổ Huy trong lòng càng không bình tĩnh rồi, hắn hiện tại biết Diệp Thần Phong tại sao tại bực này thực lực, chiến lực của hắn liền cường hãn như vậy rồi, trong truyền thuyết chí tôn Niết Bàn quả nhiên là danh bất hư truyền. Cổ Huy vẻ mặt âm trầm quát, tại sao ngươi cái này địa huyền giới tiểu tử có thể đến trong truyền thuyết chí tôn Niết Bàn? Đến chí tôn Niết Bàn người hẳn là ta Cổ Huy mới đúng. Cổ Huy liếc mắt nhìn cách đó không xa 30 hộp, tuy nói thi triển huyết bạo sau, tại trong vòng 20 năm thực lực cũng sẽ không tăng lên, đây là huyết bạo tác dụng phụ. Thế nhưng, tác dụng phụ chỉ có chờ huyết bạo hiệu quả biến mất sau mới sẽ sinh ra, bây giờ huyết bạo hiệu quả vẫn không có biến mất, nói cách khác Cổ Huy vẫn có thể thừa dịp này khe hở tăng cao thực lực đây này. Nơi này ngàn linh quả là đặc biệt nhằm vào hóa thần cảnh cường giả, Cổ Huy biết chỉ có chính mình lập tức tăng cao thực lực, hắn mới có hy vọng chiến thắng Diệp Thần Phong rồi, làm Diệp Thần Phong phải đem Cổ Huy trực tiếp giải quyết thời điểm. Chỉ thấy Cổ Huy nhanh chóng hướng về 30 hộp xung kích tới, Diệp Thần Phong thấy thế, hắn lập tức phát huy ra cực hạn tốc độ. Bởi vì Diệp Thần Phong truy kích, để Cổ Huy một cái không khống chế xong, hắn trực tiếp đụng ngã lăn 30 hộp. Mắt thấy Diệp Thần Phong yếu tiếp cận. 30 hộp đã va lăn đi, nguyên bản tầng thấp nhất cái cuối cùng hộp, vừa vặn đã rơi vào Cổ Huy bên cạnh, hắn lập tức nắm lên này tầng thấp nhất cái cuối cùng hộp, bóng người hướng về bên cạnh một bên, hắn nói ra, tiểu tử, chỉ cần để ta lập tức tăng lên một ít thực lực, ngươi liền nhất định sẽ chết ở ta Cổ Huy trong tay, đáng tiếc ngươi mới niết bàn cảnh, ngươi còn chưa thể dùng ngàn linh quả. Trong khi nói chuyện, Cổ Huy đột nhiên mở ra trong tay mình hộp, mà ở hộp mở ra trong nháy mắt, từ bên trong hộp đột nhiên bạo. Bắn mà ra mấy đạo sắc bén ánh sáng, số này vệt sáng trong nháy mắt chui vào Cổ Huy trong não. A hát, chỉ nghe Cổ Huy trong cổ họng xảy ra khàn cả giọng kêu thảm thiết, tại trên mặt của hắn nhiều hơn mấy cái huyết điểm, thấy cảnh này Diệp Thần Phong, hắn lập tức dừng bước. Cổ Huy dùng sức bưng khuôn mặt của chính mình. Trong cổ họng hắn thống khổ âm thanh không có đình chỉ, từ đầu của hắn bắt đầu, hắn dĩ nhiên lại bị lực lượng nào đó nhanh chóng hủ thực. Rất nhanh, Cổ Huy đầu toàn bộ được hủ thực, trong cổ họng hắn thanh âm cũng im bặt đi, tại đầu của hắn được ăn mòn sau, thân thể của hắn cũng nhanh chóng hủ thực, cuối cùng cả người hắn được ăn mòn thành một đống cho tàn. Cổ Huy rốt cục biến thành cho cốt rồi, đây tự kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được đi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Cổ Huy cầm hộp, phát hiện bên trong căn bản không có ngàn linh quả, xem đến trong cái hộp này chỉ có một cơ quan, dù sao mới bắt đầu Diệp Thần Phong chỉ mở ra ba cái hộp. Tại nhìn thấy Cổ Huy thảm trạng sau đó Diệp Thần Phong lần lượt thận trọng mở ra còn lại hộp, hắn cũng không muốn bước lên Cổ Huy gót chân. Diệp Thần Phong mỗi lần mở hộp ra, hắn đều sẽ khoảng cách hộp có vài bước độ dài, hắn dùng thanh vân kiếm đi mở ra còn lại hộp. Theo hộp lần lượt mở ra, thẳng đến đem cái cuối cùng hộp mở ra, cũng không còn xuất hiện bất kỳ cơ quan, mỗi cái trong hộp đều có một viên vạn 5.000 linh quả. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa, bố trí này 30 hộp người, hắn thật đúng là có ý đồ riêng đây. Ngươi xem A Hát, này cùng ngươi đối nghịch con ma đen đuổi, hắn vừa vặn đem hộp gỗ đụng ngã lăn, vừa vặn cầm tầng thấp nhất cái cuối cùng hộp gỗ. Nếu như đổi lại không có này xui xẻo quỷ quấy rầy ngươi, như vậy ngươi nhất định sẽ đem hộp lần lượt mở ra a. Tại bắt đầu 29 cái trong hộp, toàn bộ đều có thứ thiệt ngàn linh quả, tại ngươi mở ra 29 cái hộp sau,
ngươi tính cảnh giác cùng sự chú ý đã sớm hạ xuống rất nhiều rồi. Tại không có tính cảnh giác dưới tình huống mở ra này thứ 30 cái hộp, e sợ hầu như tất cả mọi người sẽ trúng cái này cơ quan, có thể thấy được bố trí cái này 30 hộp người, kỳ tâm có bao nhiêu ác độc. Nghe vậy, Diệp Thần Phong tâm tư cũng vì vì căng thẳng, xem ra chính mình vẫn còn quá không rất cẩn thận rồi, nếu không có Cổ Huy thằng xui xẻo này, e là cho dù hắn không chết, cũng sẽ bị nội thương nghiêm trọng. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, đã sớm nói. Cái này mộ làm là quỷ dị, người kế tiếp đều phải cẩn thận một ít, không muốn phải nhìn các loại bảo vật, người tính cảnh giác liền giảm xuống. Ta xem cái này mộ chủ nhân, bố trí ở chỗ này rất nhiều muốn đòi mạng cơ quan, khả năng thậm chí có thiên thần cảnh cường giả đều không thể tránh thoát cơ quan. Nghe được lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, hắn sâu đậm thở ra một hơi, không có lại liếc mắt nhìn biến thành cho cốt Cổ Huy rồi. Hắn đem còn lại 29 cái hộp thu sạch vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Chương 2009, khủng bố huyết nhân. Gặt hái được 29 viên ngàn linh quả Diệp Thần Phong. Hắn đi vào vừa nãy Cổ Huy dẫn tới cái này nhà đá địa phương, chỉ thấy nơi đó là một cái càng thêm không gian thu hẹp, tại nghiên cứu cẩn thận một lần sau đó cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Thế là, Diệp Thần Phong liền lại trở về nhà đá bên trong. Cái này nhà đá ở bề ngoài không có thông đi ra ngoài lối vào, ngoại trừ nguyên bản cái kia 30 hộp ở ngoài, giống như là không có so sánh dẫn địa phương của người chú ý rồi. Diệp Thần Phong dọc theo nhà đá vách tường đi lên, trên vách tường điêu khắc lồi lõm các loại viễn cổ yêu thú đồ án, tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên vách tường, vừa đi, một bên cảm ứng. Lại đi ước chừng sau một phút, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác nơi này vách tường có phần không giống. Bây giờ Diệp Thần Phong thủ trưởng vừa vặn đặt ở một đầu kỳ lân đồ án trên đầu, bàn tay của hắn nhẹ nhàng giật giật, hắn cảm giác cái này kỳ lân đầu là có thể đi vào trong ấn xuống. Tại ánh mắt ngưng ngưng sau đó Diệp Thần Phong bàn tay phải từ từ đi vào trong ấn xuống rồi. Chỉ nghe két, 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 thanh âm ở trong không khí vang vọng. Tại hoàn toàn đem kỳ lân đầu theo như sau khi đi vào, Diệp Thần Phong dưới bàn chân gạch đá bỗng nhiên rời đi. Lộ ra một cái đen như mực cửa động. Cũng may, Diệp Thần Phong vẫn luôn chú ý chung quanh nhất cử nhất động đây. Tại dưới bàn chân gạch đá rời đi thời điểm, thân ảnh của hắn liền lập tức hướng bên trái một bên, không có rơi vào cái này đen như mực cửa động bên trong. Diệp Thần Phong ánh mắt hướng về trong cửa động nhìn lại, hắn căn bản nhìn không thấy đáy dưới cảnh tượng. Đang do dự mấy giây sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp chui vào cửa động bên trong. Khi tiến vào trong động khẩu sau, Diệp Thần Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện tại cái này cái động bên trong, hắn bay trên trời năng lực hoàn toàn bị hạn chế trụ rồi, vừa vặn ở ngoài cửa động mặt, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, hắn căn bản không có phát hiện cái động này bên trong hạn chế bay trên trời năng lực, cho nên hắn mới trực tiếp tháo chạy tiến vào. Nhưng hôm nay đen như mực bốn phía có từng luồng sức mạnh ép hướng về phía hắn. Cho dù hắn điên cuồng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn cũng căn bản vô pháp bay trên trời rồi. Thân thể nhanh chóng đi xuống không ngừng rơi xuống, ước chừng 2 phút sau. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một vệt ánh sáng. Chỉ thấy khi hắn dưới đáy xuất hiện một cái ao, tại cái ao này bên trong là sôi trào màu đỏ dịch. Thể, từng đợt nồng nặc mùi máu tanh chui vào trong lỗ mũi của hắn, này làm cho hắn có thể khẳng định trong hồ dịch. Thể chính là tiên huyết. Mắt thấy thân thể liền muốn trực tiếp rơi vào này quỷ dị trong hồ rồi. Diệp Thần Phong thân thể trên không trung một cái xoay tròn, bàn chân của hắn trực tiếp đạp ở ao biên giới, hắn bóng người hiểm mà lại hiểm đã rơi vào ao một bên. Chỉ thấy nơi này là một cái giường như mật thất địa phương, tại bốn phía trên vách tường khảm nạm phát sáng tinh. Thể. Ngoại trừ sôi trào huyết chỉ ở ngoài, cái này mật thất cũng không hề quá chỗ đặc thù. Diệp Thần Phong cách xa huyết chỉ vài bước, hắn chỉ cảm thấy từ khi hắn xuất hiện sau đó này trong hồ huyết dịch đang sôi trào càng ngày càng lợi hại rồi, cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh che kín mỗi một sợi không khí, khiến người ta có một loại khó chịu buồn nôn cảm giác. Chính lúc Diệp Thần Phong cũng muốn hỏi hỏi Lão Bạch cùng Lão Hắc thời điểm. Chỉ thấy trong hồ huyết dịch văng lên mấy mét cao, này bắn lên huyết dịch ở giữa không trung tạo thành một cái cùng Diệp Thần Phong cao không sai biệt cho lắm huyết nhân. Máu này hình người thành sau đó nó liền rời đi ao.
Trong hồ không ngừng bắn lên tiên huyết, lần lượt huyết nhân. Không ngừng ngưng tụ thành hình. Chỉ là chớp mắt thời gian, liền đã có mười mấy cái huyết nhân tạo thành, những này huyết nhân không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Diệp Thần Phong tại đây chút hít máu trên thân người căn bản không có cảm giác đến khí tức kinh khủng, hắn đem sau lưng Thanh Vân kiếm rút ra. Mỗi lần vẽ ra một kiếm, liền sẽ có một đến hai cái huyết nhân trực tiếp ở trong không khí tán loạn, những này huyết nhân không khỏi quá không đỡ nổi một đòn đi nha. Này làm cho Diệp Thần Phong mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Có thể theo huyết nhân ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Thần Phong trong tay chỉ lo vung kiếm rồi. Diệp Thần Phong không thấy mỗi lần bị hắn đánh tan huyết nhân, đều sẽ hóa thành vô số giọt máu tán rơi trên mặt đất. Nói như vậy giọt máu nhất định là hội thẩm thấu tiến trong lòng đất. Nhưng những này giọt máu khước như đồng từng viên một hạt châu nhỏ bình thường chẳng những không có thẩm thấu tiến trong lòng đất, trái lại trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút trên mặt đất, nơi này huyết nhân tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm Diệp Thần Phong xem đến mặt đất thượng vô số nhấp nhô, không thẩm thấu tiến trong lòng đất huyết châu từ sau, thần sắc của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Trong hồ hết thảy huyết dịch tổng cộng ngưng tụ trên trăm cái huyết nhân, tại đem trên trăm cái huyết nhân toàn bộ đánh tan sau đó trên mặt đất đã che kín từng cái tiểu huyết hạt châu rồi. Diệp Thần Phong muốn đem các loại huyết châu tử cũng hủy diệt, nhưng vào lúc này, này vô số huyết châu tử nhanh chóng ngưng tụ tới đồng thời, biến thành một bãi lớn dày nặng ngọ nguậy huyết dịch. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng ngày càng nồng đậm, chỉ thấy này ngọ nguậy huyết dịch đang nhanh chóng biến thành một cái cự đại hình người, hơn nữa từ trong đó tản ra một cỗ sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải bây giờ Diệp Thần Phong có thể ứng phó. Cuồn cuộn sức mạnh để Diệp Thần Phong trong cơ thể một trận huyết khí dâng lên. Chỉ là chớp mắt thời gian, cái kia một bãi lớn dày nắng huyết dịch, đã là ngưng tụ thành một cái cự đại huyết nhân rồi, cái này huyết nhân có tới cao hơn 3 mét người, hình dạng của nó cũng so với vừa nãy phổ thông huyết nhân khủng bố hơn nhiều, đặc biệt là nó cái kia mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từng trận mùi hôi thối tản ra. Từ nơi này to lớn khủng bố huyết trên thân người, bộc phát nhất cổ linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong khí thế. Này to lớn huyết người ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, cực hạn thật khí thế hướng về Diệp Thần Phong áp bức mà tới. Thừa nhận huyết người khí thế Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng vận chuyển linh khí dòng sông, nhưng cuối cùng hắn vẫn là yết hầu khẩu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Khóe miệng lây dính vết máu Diệp Thần Phong, trong đầu hắn suy nghĩ nhanh đổi. Hắn biết lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không phải trước mặt to lớn huyết đối thủ của người, nơi này tạm lúc cũng không có thể để cho hắn thoát đi thông đạo, trừ phi hắn trốn hỗn độn trong chiếc nhẫn, có thể trốn vào hỗn độn trong chiếc nhẫn cũng không làm nên chuyện gì, lần sau lúc đi ra, vẫn là lại ở chỗ này, hắn cũng không muốn cả đời đều ở lại chỗ này. Cái này khủng bố huyết người thật giống như tạo thành một ít linh trí, hắn không có cấp thiết đối Diệp Thần Phong triển khai công kích. Khuôn mặt lộ ra một vệt chỉ có nhân loại mới có sinh động biểu lộ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra máu này người là muốn trêu chọc ngươi một phen, máu này người sẽ không vô duyên vô cớ hình thành, ta xem hình thành nguyên nhân phải là ở cái này trong hồ, chỉ cần ngươi tiến vào cái kia trong hồ, ngươi thì có thể làm cho cả to lớn huyết nhân tán loạn mất. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nếu cái này huyết nhân sinh ra linh trí, đối ngươi như vậy tới nói là một chuyện tốt, nếu như là không có linh trí, như vậy căn bản sẽ không trêu chọc ngươi, vừa tới liền trực tiếp hội tiêu diệt ngươi rồi, đến lúc đó ngươi liền bất cứ cơ hội nào cũng sẽ không có. Nghe được Lão Bạch cùng Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng to lớn huyết nhân sau lưng ao rồi. Cái kia to lớn huyết nhân đột nhiên ngón tay búng một cái. Mấy chục giọt máu từ ngón tay hắn nhọn bạo, bắn mà ra. Hướng về Diệp Thần Phong phá không mà tới. Này mấy chục giọt máu tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản để Diệp Thần Phong liền cơ hội phản ứng cũng không có. Diệp Thần Phong chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của chính mình cùng trọng yếu khí quan, đem hết toàn lực tại quanh thân tạo thành một tầng linh khí phòng hộ. Nhưng Diệp Thần Phong linh khí phòng hộ, tại đây mấy chục giọt máu trước mặt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền bị phá ra rồi. Xì xì, xì xì, xì xì, thanh âm không ngừng vang lên.
chỉ thấy này mấy chục giọt máu nhanh chóng xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể, tại trên thân thể hắn lập tức nhiều hơn từng cái thật nhỏ lỗ máu, trong cơ thể hắn máu tươi từ những này lỗ máu giữa dòng chảy mà ra. Thân thể bị xuyên thủng mười mấy lỗ máu, này làm cho Diệp Thần Phong biểu lộ có phần dữ tợn, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp làm sao lướt qua này to lớn huyết nhân, đến huyết nhân sau lưng ao bên trong. Dù sao Diệp Thần Phong thực lực bây giờ có hạn, chỉ sợ coi như là thi triển cuồng bạo, hắn cũng không có khả năng lắm chiến thắng trước mặt cái này khủng bố huyết nhân, dù sao cái này huyết người khí thế trên người cùng linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả tương đương. Vừa vặn máu này người căn bản cũng không có sử xuất toàn lực đây. Nó nhìn thấy Diệp Thần Phong thống khổ dáng dấp chật vật, bồn máu của nó miệng to mở ra đóng lại, có vẻ cực kỳ cao hứng. Chương 2010, lĩnh ngộ. Trên người bị xuyên thủng mười mấy lỗ máu Diệp Thần Phong. Hắn nhìn xem phía trước mặt to lớn khủng bố huyết nhân, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, hắn hoàn toàn không quan tâm trên người mình thương thế, cầm trong tay thanh vân kiếm liền hướng về to lớn huyết nhân xung kích tới. Này to lớn huyết nhân mặc dù có một ít linh trí, nhưng rất rõ ràng linh trí chả cũng không cao lắm, nó thấy Diệp Thần Phong chủ động đánh sâu vào lại đây, nó ngược lại là đứng tại chỗ không động đậy rồi, chỉ là nhanh chóng duỗi ra chính mình to lớn cánh tay phải, dường như muốn đem Diệp Thần Phong cho một cái bóp chết. Nhưng mà, làm Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, cái kia huyết bàn tay người yếu xoa bóp Diệp Thần Phong đầu lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi, tại đây nơi bên trong mật thất tại cũng không có bất kỳ một tia Diệp Thần Phong hơi thở. To lớn huyết nhân được đột nhiên xuất hiện tình cảnh này làm cho hơi sững sờ, sát theo đó, từ bồn máu của nó miệng lớn bên trong phát ra một loại cực kỳ khó nghe tiếng hô. Này to lớn huyết nhân tại trong mật thất không ngừng túi quay vòng lên, tại nó rời đi vị trí ban đầu, đi về phía trước 5 bước sau đó tiến vào bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn một mực chú ý phía ngoài nhất cử nhất động đây. Từ nơi nào tiến vào tiểu thế giới, Diệp Thần Phong chỉ có thể từ nơi nào đi ra, tại to lớn huyết nhân rời đi vị trí ban đầu lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên lại xuất hiện. Tại Diệp Thần Phong xuất hiện trong nháy mắt, to lớn huyết nhân lập tức xoay người qua, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong khí tức. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói nhưng là tranh đoạt từng giây, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về trong hồ lao đi rồi. To lớn huyết nhân thấy Diệp Thần Phong lướt về phía ao, nó trên mặt nhiều hơn một vệt hoang mang, nhưng nó không ngăn trở kịp nữa rồi, trong miệng liên tục gầm rú đồng thời, hắn hai bàn tay nhanh chóng giỏ ra, rậm rạp chẳng chịt giọt máu hướng về Diệp Thần Phong tập kích mà đi. Lúc này to lớn huyết nhân tổng cộng bạo bắn mà ra hơn 200 nhỏ máu tích. Này hơn 200 giọt máu cực kỳ nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại cảm giác được sau lưng sát khí sau đó hắn lập tức ở phía sau lưng thượng tạo thành một tầng phòng hộ. Đáng tiếc này hơn 200 giọt máu, vẫn là thuận lợi xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể. Lần này huyết nhân hầu như không có hạ thủ lưu tình, tại hơn 200 giọt máu xuyên thấu dưới, Diệp Thần Phong trái tim đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương. Hắn trực tiếp ngã vào đã đến trong hồ, bây giờ trong hồ đã không có máu tươi. To lớn huyết nhân tại cảm nhận được Diệp Thần Phong từ từ tại biến mất khí tức sau, nó trong miệng tiếng hô cuối cùng là biến mất rồi, nó từng bước hướng về ao đi tới. Mà ngã vào ao Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm giác buồng tim của mình yếu nổ tung rồi, hắn không chút do dự thi triển ra bất tử kim thân. Theo bất tử kim thân thi triển, hắn chịu nội thương cùng ngoại thương đang nhanh chóng khép lại, nguyên bản sắp biến mất khí tức cũng biến thành bình ổn. To lớn huyết nhân thấy trong hồ lóe lên một đạo hào quang màu vàng sau, Diệp Thần Phong khí tức lại đang khôi phục, nó vội vội vàng vàng xuất hiện tại cạnh huyết trì. Chỉ thấy thân thể triệt để khôi phục Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng, mà bàn tay phải của hắn giữ ở ao dưới đáy một khối màu đỏ kim loại. Khối này màu đỏ kim loại vững vàng nạm đính vào dưới đáy, tại cảm giác của hắn dưới, khối này màu đỏ kim loại cùng huyết nhân có loại liên kết ý vị. To lớn huyết nhân đang nhìn đến Diệp Thần Phong trói lại màu đỏ kim loại sau, bồn máu của nó miệng lớn mãnh liệt trương, trong cơ thể khí thế nhanh chóng tăng vọt, muốn lập tức một chưởng vỗ chết Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong lại dùng hết toàn lực đem màu đỏ kim loại khấu trừ đi ra. Tại màu đỏ kim loại thoát ly ao dưới đáy trong nháy mắt, to lớn huyết người khí thế trên người đột nhiên biến mất, thân thể của nó trở nên siêu siêu vẹo vẹo lên. Cuối cùng ầm, một tiếng,
này to lớn huyết nhân trực tiếp ở trong không khí bạo liệt ra, lúc này vô số tứ tán ở trong không khí giọt máu, trực tiếp ở trong không khí triệt để bốc hơi rồi, liền cả cái gì một giọt máu đều không có để lại. Đang nhìn đến to lớn huyết nhân tán loạn sau đó Diệp Thần Phong là sâu đậm nôn thở ra một hơi, hắn trực tiếp ngồi ở trong hồ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem huyết nhân giải quyết. Tại thong thả một cái tâm tình sau, Diệp Thần Phong phát hiện trong tay hắn khối này màu đỏ kim loại có phần không đơn giản, hắn linh khí cùng thần niệm lập tức thẩm thấu tiến vào kim loại bên trong. Hắn lập tức phát hiện tại cái này khối kim loại nội bộ, dĩ nhiên chứa đựng một loại cực kỳ nồng nặc kiếm ý. Loại này kiếm ý vô cùng đâm người, Diệp Thần Phong bên tai mơ hồ vang lên tiếng sấm rền. Hắn theo bản năng nói ra, lôi chi kiếm ý. Diệp Thần Phong thần niệm từ từ sáp nhập vào màu đỏ kim loại bên trong. Hắn hiện tại không lo được kim loại bên trong vì sao lại tồn tại hiếm thấy lôi chi kiếm ý. Hắn không tự chủ liền tiến vào một loại lĩnh ngộ trạng thái. Hắn cảm ngộ màu đỏ kim loại bên trong chứa đựng lôi chi kiếm ý, cùng lúc đó. Hắn thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi cũng lóe lên, phảng phất là cảm thấy bản nguyên sức mạnh. Diệp Thần Phong từ từ tìm hiểu lôi chi kiếm ý huyền diệu, theo thời gian từ từ chuyển rời, hắn tuy rằng vẫn không có lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý. Nhưng hắn đối kiếm ý lý giải lại nâng cao một bước rồi. Kết quả là, Diệp Thần Phong không vội tìm hiểu lôi chi kiếm ý rồi, trái lại là đã vận hành lên trong cơ thể cấp 5 hàn băng kiếm ý cùng cấp 5 hỏa chi kiếm ý. Hắn đem vừa vặn đối kiếm ý tiến một bước lý giải, bắt đầu vận dụng đến hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý thượng. Nửa giờ sau, Diệp Thần Phong trên người lạnh lẽo sắc bén bỗng nhiên kéo lên, cả người hắn giống như một thanh lạnh lẽo kiếm sắc bén, hắn hàn băng kiếm ý khóa nhập lục giai tầng thứ. Lại sau nửa giờ, Diệp Thần Phong trên người nhất cổ lửa nóng sắc bén đột nhiên tăng vọt, cả người hắn lại giống như một thanh bị ngọn lửa bao quanh lợi kiếm rồi. Hắn hỏa chi kiếm ý cũng thuận lợi khóa nhập lục giai tầng thứ. Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm giác được Diệp Thần Phong băng hỏa kiếm ý song song tăng lên sau đó hai người bọn họ không thể không cảm thán Diệp Thần Phong siêu cường sức lĩnh ngộ, tại hoàn toàn khác nhau kiếm ý thượng tìm hiểu kiếm ý, bình thường là không cách nào dùng đến tăng lên còn lại kiếm ý, cho nên trên trời huyền giới lĩnh ngộ một loại kiếm ý người hay là không tại số ít, nhưng muốn lĩnh ngộ hai loại hoặc là hai loại trở lên kiếm ý người. Như vậy liền cơ hồ là phượng mao lân giác. Mà Diệp Thần Phong lại có thể làm được học một biết mười, lợi dụng tại còn lại kiếm ý thượng tìm hiểu, dùng này đến tăng lên băng hỏa kiếm ý, đây tuyệt đối là đáng quý được rồi. Nói thật, Lão Bạch cùng Lão Hắc vẫn đúng là cảm giác Diệp Thần Phong vận khí không phải bình thường tốt, khả năng đây chính là người đại khí vận kỳ ngộ đi. Được Diệp Thần Phong nắm trong tay màu đỏ kim loại, cũng hẳn là mộ chủ nhân dùng để âm. Người. Đổi lại còn lại người tu luyện, thậm chí là linh thần cảnh người tu luyện, nếu như bọn hắn nỗ lực cảm ứng kim loại bên trong tình huống, e sợ đồng dạng sẽ bị trong đó nồng nặc lôi chi kiếm ý đánh chết. Nhưng tiếc rằng, Diệp Thần Phong thức hải phía trên vừa vặn có một đạo cửu thiên huyền lôi, này lôi chi kiếm ý cũng là tại thiên lôi bên trong thu được lĩnh ngộ. Kim loại bên trong lôi chi kiếm ý đương nhiên cũng cảm nhận được Diệp Thần Phong thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi rồi. Cứ như vậy lôi chi kiếm ý liền coi Diệp Thần Phong là làm người mình, thậm chí còn chủ động trợ giúp Diệp Thần Phong, có thể nói mộ chủ nhân ở nơi này bày xuống cạm bẫy, đối mặt Diệp Thần Phong cái này kỳ. Hoa, có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Tại băng hỏa kiếm ý đều tăng lên tới lục giai sau. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục bắt đầu tìm hiểu kim loại bên trong lôi chi kiếm ý rồi. Nồng nặc lôi chi kiếm ý phảng phất khiến hắn tiến vào một mảnh lôi bên trong đại dương, có như thế nồng nặc lôi chi kiếm ý, Diệp Thần Phong đối lôi chi kiếm ý cảm ngộ là càng ngày càng thâm hậu. Theo thời gian trôi qua, sau 3 tiếng, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn ở trong con ngươi tránh qua hai đạo sắc bén chớp giật, từ trên người hắn cũng tản ra nhất cổ sắc bén thiểm lôi âm thanh. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thần Phong là thuận lợi lĩnh ngộ cấp 1 lôi chi kiếm ý. Nhưng, màu đỏ kim loại bên trong lôi chi kiếm ý còn rất xa không có tiêu hao hết. Tại lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý sau, Diệp Thần Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu kim loại bên trong nồng nặc lôi chi kiếm ý rồi. Tại đây khối màu đỏ kim loại bộ nhớ chữ nồng nặc lôi chi kiếm ý người, hắn lôi chi kiếm ý nhất định là đã tới thập giai tầng thứ. Cho nên, chuyện này đối với lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý Diệp Thần Phong tới nói chính là vật đại bổ. Theo
Diệp Thần Phong không ngừng hấp thu trong đó lôi chi kiếm ý, rất nhanh, hắn liền từ cấp 1 lôi chi kiếm ý, khóa nhập cấp 2 lôi chi kiếm ý chi bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn lại từ cấp 2 lôi chi kiếm ý khóa nhập cấp 3 lôi chi kiếm ý bên trong. Tại bước vào cấp 3 lôi chi kiếm ý không bao lâu sau đó hắn lại khóa nhập cấp 4 lôi chi kiếm ý bên trong, Diệp Thần Phong tăng lên lôi chi kiếm ý tốc độ cái kia gọi nhanh a hát. Này không chỉ có là Diệp Thần Phong sức lĩnh ngộ được, quan trọng nhất là vận khí của hắn cũng tốt. Tại đem màu đỏ kim loại bên trong lôi chi kiếm ý toàn bộ rút khô sau đó cuối cùng Diệp Thần Phong lôi chi kiếm ý ngừng lưu tại cấp 5 tầng thứ. Chương 2011, tấn cấp, mộc lôi kiếm. Tại lôi chi kiếm ý tăng lên tới cấp 5 sau. Diệp Thần Phong trong miệng là chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí. Tiến vào cổ mộ cho tới bây giờ, Diệp Thần Phong có thể nói là thu hoạch phong phú, không chỉ có đã lấy được 29 viên vạn 5.000 linh quả, chả để băng hỏa kiếm ý toàn bộ tăng lên tới lục giai tầng thứ. Quan trọng nhất là hắn chả lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý, một lần đem lôi chi kiếm ý tăng lên tới cấp 5 tầng thứ. Lôi chi kiếm ý là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm ý, tại cùng đẳng cấp kiếm ý đối kháng bên trong, lôi chi kiếm ý muốn so đại đa số kiếm ý power đều hơn một chút. Diệp Thần Phong đem trong tay màu đỏ kim loại ném tới một bên, hắn nhìn thấy tại đem màu đỏ kim loại chụp sau khi đi ra, ao dưới đáy xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Diệp Thần Phong lấy tay gõ gõ ao dưới đáy, hắn phát hiện trong đó dĩ nhiên là rỗng ruột, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, trên người linh khí trong nháy mắt tuôn ra. Ầm, một tiếng, nắm đấm phải của hắn trực tiếp đập vào ao dưới đáy, tuy nói này ao dưới đáy là rỗng ruột, nhưng chế luyện chất liệu tuyệt đối không bình thường, nếu như đổi lại vậy hòn đá, tại thừa nhận lấy Diệp Thần Phong một quyền này sau đó sớm liền biến thành bột phấn rồi, mà bây giờ ao dưới đáy vết rạn nứt chỉ là biến càng thêm dày đặc một chút. Tại vết rạn nứt từ từ mở rộng sau đó Diệp Thần Phong không có lựa chọn tiếp tục oanh kích ao dưới đáy rồi, hắn đem bàn tay của chính mình đã đến vết rạn nứt bên trong, trong cơ thể linh khí tập trung đến trên lòng bàn tay, hắn đem ao dưới đáy hòn đá cho dùng sức kéo ra ngoài. Đợi đến đem ao dưới đáy một tầng hòn đá trừ đi sau, ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt chính là một cái hình chữ nhật cổ điển hộp. Ở cái này màu nâu trên cái hộp che kín cho bụi. Nhất cổ khí tức cổ xưa hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt, hắn đem hình chữ nhật cái hộp gỗ cho bụi xóa đi sau đó hắn đem chiếc hộp này lấy ra. Đồng thời cả người hắn cũng từ trong hồ đi ra. Trải qua trước đó cổ huy cái này ví dụ sau đó Diệp Thần Phong nhưng sẽ không tùy tiện mở ra trong mộ hộp rồi. Hắn đem hình chữ nhật hộp thả trên mặt đất sau đó hắn cách xa một ít hộp, hắn dùng thanh vân kiếm đâm vào ra. Cổ điển hình chữ nhật hộp được mở ra sau đó không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, chỉ là có nhất cổ lôi thuộc tính khí tức tứ tán tại trong không khí. Chỉ thấy tại trong hộp nằm một cái màu đen cọc gỗ kiếm, chợt nhìn qua không có bất kỳ đặc thù. Nhưng cái này cọc gỗ trong kiếm lại ẩn hàm lôi thuộc tính năng lượng. Thân là lục phẩm luyện khí sư Diệp Thần Phong. Hắn một mắt liền có thể kết luận đây là một thanh trung phẩm bảo khí, mà lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm lập tức vang lên, tiểu tử, chế tạo thanh kiếm này tài liệu chính là vạn năm lôi mộc. Này vạn năm lôi mộc là có thể gặp không thể cầu, đặc biệt là đối với lĩnh ngộ lôi chi kiếm ý người, này dùng lôi mộc chế tạo kiếm, có thể nguyên vẹn phát huy lôi chi kiếm ý, muốn so phổ thông kiếm thi triển lôi chi kiếm ý mạnh hơn không ít. Này lôi mộc là một loại cây cành cây. Nhất định muốn không ngừng trải qua thiên lôi tẩy lễ, cuối cùng mới sẽ biến thành lôi mộc, rất nhiều cây đi ngang qua thiên lôi tẩy lễ sau, hầu như toàn bộ hội hóa thành cho tàn. Cho nên này lôi mộc là cực kỳ chân quý, còn lại là này vạn năm lôi mộc. Nghe được lão Hắc Giang Vận Thiên giải thích sau đó Diệp Thần Phong đem hình chữ nhật trong hộp kiếm lấy ra. Nắm trong tay sau, Diệp Thần Phong cảm giác được tại trong thanh kiếm này, lại vẫn lưu lại một tia lôi chi kiếm ý. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này được rồi, trong cơ thể cấp 5 lôi chi kiếm ý nhanh chóng vận chuyển. Hắn không ngừng lĩnh ngộ trong thanh kiếm này một tia lôi chi kiếm ý. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 5 lôi chi kiếm ý lần thứ 2 căng vọt, cực kỳ thuận lợi khóa nhập lục giai tầng thứ. Bây giờ Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý, hỏa chi kiếm ý cùng lôi chi kiếm ý toàn bộ tăng lên tới lục giai. Diệp Thần Phong xem trong tay màu đen cọc gỗ kiếm, ẩn chứa trong đó một tia lôi chi kiếm ý đã bị hắn cho tiêu hao. Hắn tự nói, về sau thanh kiếm này tự kêu là mộc lôi kiếm đi.
Diệp Thần Phong thanh lôi một cái này hai chữ đảo ngược một cái, coi như là cho cái này màu đen kiếm cho gọi là rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể lục giai lôi chi kiếm ý vận chuyển. Hắn trong con người ánh chớp lấp lánh, sắc bén thiểm lôi âm thanh ở trong không khí vang lên. Chỉnh thanh mộc lôi trên thân kiếm được từng đạo màu xanh hồ quang cho bao trùm rồi. Có mộc lôi kiếm phụ trợ, màu xanh hồ quang dường như múa tung chớp giật, tại mộc lôi trên thân kiếm nhanh chóng đan vào. Nhất cổ đâm người sắc bén từ trên người Diệp Thần Phong tản ra. Không khí chung quanh hắn bên trong tràn ngập từng đạo ánh chớp, tay phải hắn bên trong mộc lôi kiếm đột nhiên vung ra, lục giai lôi chi kiếm ý. Này lôi chi kiếm ý vô cùng đặc thù. Tại vung đi ra trong nháy mắt, không có hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ, mà là tạo thành trên trăm đạo màu xanh tiểu hình chớp giật kiếm khí. Này theo lý tới nói phân tán không có tập trung lại uy lực lớn. Nhưng khi này trên trăm đạo tia chớp màu xanh kiếm khí đánh vào ao thượng thời điểm, này hơn trăm màu xanh tiểu hình kiếm khí chớp giật, cơ hồ là cũng trong lúc đó đến, đánh vào ao thượng trong nháy mắt, này trên trăm đạo tiểu hình kiếm khí chớp giật hội tụ đến cùng một chỗ. Chúng nó lẫn nhau đều tại bài xích, cuối cùng thông qua loại này bài xích, từ trong bọn họ đồng thời bạo phát ra một cổ kinh khủng sắc bén nổ tung. Oanh, một tiếng, toàn bộ ao trong nháy mắt tan tành mây khói. Này ao chất liệu cực kỳ đặc thù, muốn cho cái ao này tan tành mây khói, phổ thông công kích căn bản không thể thực hiện được, có thể thấy được này lục giai lôi chi kiếm ý uy lực, thông qua phương thức này cuối cùng nổ tung, yếu so trực tiếp hình thành một đạo cự đại chớp giật kiếm khí, power khẳng định lớn hơn rất nhiều. Tiếp lấy Diệp Thần Phong lại dùng thanh vân kiếm thi triển một cái lục giai lôi chi kiếm ý, dùng thanh vân kiếm thi triển power tự nhiên là không bằng dùng mộc lôi kiếm thi triển rồi. Nếu như vẻn vẹn là kiếm ý không phụ ra bất kỳ áo nghĩa lời nói, như vậy lục giai lôi chi kiếm ý muốn so lục giai hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý mạnh hơn một chút. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nghĩ đến trên đất huyền giới luyện chế hỏa vẫn kiếm. Lửa này vẫn kiếm là dùng vạn năm hỏa vẫn chế tạo, nhưng khi đó Diệp Thần Phong luyện khí trình độ vẫn còn tương đối thấp, hỏa vẫn kiếm phẩm bậc chỉ có trung phẩm linh khí mà thôi. Dùng lửa vẫn kiếm thi triển hỏa chi kiếm ý. Nhất định phải so với dùng còn lại kiếm thi triển, power lớn hơn nhiều, dù sao hỏa vẫn trong kiếm là tràn ngập hỏa thuộc tính. Hiện tại cũng là thời điểm chế tạo lần nữa một cái hỏa vẫn kiếm, bất quá, Diệp Thần Phong luyện khí trình độ tại lục phẩm, hắn bây giờ chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí mà thôi. Tuy rằng mấy ngày này hắn một mực không có luyện khí, nhưng hắn không làm gì liền sẽ nghiên cứu luyện khí các loại phương pháp. Bây giờ hắn đối thất phẩm luyện khí sư phải nắm giữ một ít phương pháp, tại trong đầu của hắn đã sớm trở nên thuộc lòng rồi. Cải lương không bằng bạo lực, hắn dự định hiện tại lập tức xung kích một cái thất phẩm luyện khí sư. Trong đầu thần niệm hơi động, hỏa vẫn kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay hắn, yếu chế tạo lần nữa hỏa vẫn kiếm độ khó nhưng không phải lớn một cách bình thường. Diệp Thần Phong tại trong đầu không ngừng diễn luyện chế tạo lần nữa hỏa vẫn kiếm phương pháp. Một lát sau, trong tay hắn thanh viêm tốc biến, hắn hiện tại nhất định muốn trước hết để cho hỏa vẫn kiếm khôi phục thành vạn năm hỏa vẫn. Đem hỏa vẫn trong kiếm linh trận đồ xóa đi sau đó hắn được sự giúp đỡ của thanh viêm, trong tay nhiều lần dùng tới viễn cổ thời đại phương pháp luyện khí, tất cả ở trong tay hắn là như vậy thông thạo, căn bản không giống là lần đầu tiên thi triển thất phẩm luyện khí sư nên nắm giữ viễn cổ thủ pháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau 5 tiếng. Đầu đầy mồ hôi Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, hắn tại chế tạo lần nữa hỏa vẫn trong kiếm, khắc họa xong cuối cùng một cái dây nhỏ sau, hỏa vẫn trong kiếm linh trận đồ nhất thời hình thành. Linh khí truyền vào trong đó. Nhất cổ điên cuồng hỏa thuộc tính năng lượng từ trong đó bộc phát ra, để trong cơ thể hắn hỏa chi kiếm ý cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động. Rực rỡ hẳn lên hỏa vẫn kiếm không còn là trung phẩm linh khí rồi, mà là hạ phẩm bảo khí rồi. Diệp Thần Phong cứ như vậy tấn cấp thất phẩm luyện khí sư hàng ngũ, này làm cho lão Hắc Giang Vận Thiên không còn gì để nói, bất quá, hắn cũng biết thứ nhất là Diệp Thần Phong thiên phú xác thực yêu nghiệt, thứ hai nhưng là hắn đem chính mình suốt đời luyện khí kinh nghiệm truyền thụ cho Diệp Thần Phong, hai phương diện này nhân trai mới sáng tạo ra Diệp Thần Phong bây giờ nhanh chóng tấn cấp thất phẩm luyện khí sư. Nếu như yếu tấn cấp bát phẩm luyện khí sư vậy thì không đơn giản như vậy. Bây giờ Diệp Thần Phong đối bát phẩm luyện khí sư yếu lĩnh vẫn chưa hoàn toàn chín dục, hắn vẫn cần muốn hảo hảo tìm hiểu một phen lão Hắc kinh nghiệm,
hắn mới có thể thử đi xung kích bát phẩm luyện khí sư phẩm bậc rồi. Bất quá, 29 tuổi thất phẩm luyện khí sư. Phóng tầm mắt toàn bộ luyện khí sư trong dòng sông lịch sử, bao quát viễn cổ thời đại, e sợ cũng không ai có thể tại bực này tuổi liền đến thất phẩm luyện khí sư. Điểm trọng yếu nhất, Diệp Thần Phong vẫn là thuốc khí phủ ba người đồng tu. Bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc sớm đã bị Diệp Thần Phong đả kích không tỷ khí. Chương 2012, cho cái sống sót cơ hội. Tại hỏa vẫn kiếm phẩm bậc tăng lên tới hạ phẩm bảo khí. Tại Diệp Thần Phong rốt cuộc thăng cấp thành thất phẩm luyện khí sư sau. Bước vào thất phẩm luyện khí sư hàng ngũ, tại toàn bộ thiên huyền giới luyện khí sư bên trong cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Dù sao tại trong luyện khí các phẩm bậc cao nhất luyện khí sư cũng chỉ là bát phẩm mà thôi. Diệp Thần Phong đem trung phẩm bảo khí mộc lôi kiếm cùng hạ phẩm bảo khí hỏa vẫn kiếm thả lại hỗn độn trong chiếc nhẫn, hắn tiện tay lại đem thanh vân kiếm cho đặt tới trên lưng. Sau này, Diệp Thần Phong đang sử dụng lôi chi kiếm ý thời điểm, có thể sử dụng mộc lôi kiếm, dù sao mộc lôi kiếm có thể tăng lên lôi chi kiếm ý power, mà đang sử dụng hỏa chi kiếm ý thời điểm, hắn có thể dùng hỏa vẫn kiếm, lửa này vẫn kiếm cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên hỏa chi kiếm ý power. Bây giờ Diệp Thần Phong lĩnh ngộ bất khuất kiếm ý, hàn băng kiếm ý, hỏa chi kiếm ý cùng lôi chi kiếm ý này bốn loại kiếm ý. Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ lúc nào cho bất khuất kiếm ý cùng hàn băng kiếm ý cũng làm một cái chuyên môn kiếm. Bất quá, xuất hiện đang dò xét này cổ mộ mới là trọng yếu nhất. Huyết trì cùng huyết nhân toàn bộ cho Diệp Thần Phong làm hỏng, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ao mặt trên cái kia trước đó Diệp Thần Phong rơi xuống thông đạo, hắn đoán chừng là không cách nào đường cũ trở về rồi, bởi vì ở trong đường hầm là hạn chế bay trên trời lực lượng. Không có bay trên trời lực lượng phụ trợ, Diệp Thần Phong phải về đến thì ra là trong mật thất, chính là phi thường khó khăn. Chỗ này trong mộ cơ quan trồng chất, nếu ở nơi này có cái ao, như vậy kiến tạo người nhất định ở nơi này để lại còn lại thông đạo. Diệp Thần Phong nhất định muốn tại đây nơi trong mật thất tìm ra còn lại thông nói tới. Ao đã hủy diệt rồi, ở cái này trong mật thất, ao là nổi bật nhất, về phần còn lại căn bản không có bất kỳ dễ thấy địa phương. Cũng tương tự không có bất kỳ cái khác bãi thiết. Chỉ là tại chỗ này mật thất trên vách tường khảm nạm từng khối phát sáng tinh thể mà thôi. Diệp Thần Phong ánh mắt ở trên vách tường từng khối tinh thể tới về quét mắt, bây giờ hắn phán đoán nếu như nơi này thật sự có cơ quan, như vậy có cực lớn khả năng ẩn giấu ở những này tinh trong cơ thể. Con người vì ngưng lại Diệp Thần Phong, hắn cẩn thận quan sát bốn phía vách tường, này trên vách tường tinh thể rậm rạp chằng chịt. Để Diệp Thần Phong có loại choáng váng cảm giác. Tại Diệp Thần Phong bắt đầu hoài nghi nơi này có phải không thật sự có cơ quan thời điểm. Ánh mắt của hắn như ngừng lại bên trái trên vách tường. Diệp Thần Phong lập tức đi tới bên trái vách tường trước, hắn nhìn xem trên vách tường rậm rạp chằng chịt phát sáng tinh thể, ánh mắt của hắn như ngừng lại trung tâm, chỉ thấy trung tâm tinh thể sắp xếp thành một cái ngũ hành tám, quẻ đồ án. Coi như là nhìn kỹ cũng rất khó coi suốt cái này đồ án đến. Cũng may Diệp Thần Phong thị giác so với phần lớn người tu luyện đều phải nhạy cảm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, đây chỉ là một viễn cổ thời đại đơn giản cơ quan mà thôi. Chỉ là cái này cơ quan ẩn giấu ở rậm rạp chẳng chỉ tinh thể bên trong rất khó khiến người ta phát hiện mà thôi. Người bây giờ di động cái này đồ án bên trong bên trái cùng bên phải một khối tinh thể. Nhớ kỹ cái này hai khối tinh thể nhất định phải đồng thời di động. Diệp Thần Phong hai tay lập tức nắm chặt rồi bên trái cùng bên phải một khối tinh thể, khi hắn hai bàn tay đồng thời di động thời điểm, hắn phát hiện cái này đồ án bên trong tinh thể chả thật sự có thể di động. Tại Diệp Thần Phong di động đồng thời, ầm ầm, chỉ nghe từng trận nổ vang vang vọng tại trong không khí. Mật thất mặt đất cũng vì rung động chuyển động. Mà Diệp Thần Phong trước mặt bức tường này vách tường không ngừng đung đưa, có cho bụi từ đỉnh chóp không ngừng rớt xuống. Chỉ thấy Diệp Thần Phong trước mặt bức tường này vách tường, từ trung gian dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe nhỏ, theo thời gian không ngừng chuyển rời, này khe nhỏ đang chậm rãi mở rộng, cuối cùng tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một cái cửa ra. Một cái chắn dày nặng vách tường tuyệt đối không phải phổ thông chất liệu kiến tạo, Diệp Thần Phong đoán chừng lấy hắn thực lực hôm nay. Hắn yếu trực tiếp phá tan này một bức tường vách tường là không có khả năng lắm,
cũng may hắn là thuận lợi tìm ra khởi động cơ quan vị trí. Diệp Thần Phong trực tiếp đi vào lối ra bên trong, ở trước mặt hắn có một cái không ngừng đi lên kéo dài cầu thang, chu vi đen như mực, khiến hắn có phần nhìn không rõ, bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể theo cầu thang đi lên rồi, trong lòng thủy chung là duy trì cảnh giác. Mà tại đây nơi cầu thang trên cùng một chỗ lối đi rộng rãi bên trong, lúc này đang tại có một trận chiến đấu tại kịch liệt phát sinh. Lối đi rộng rãi bên trong có chút ánh sáng dịu dịu tuyến. Mãnh liệt linh khí tứ tán tại trong không khí, chỉ thấy có hai bóng người chiến đấu lại với nhau, trong đó một bóng người thành thạo điêu luyện, một bóng người khác thì là cực kỳ chật vật. Đạo kia thành thạo điêu luyện thân ảnh chính là Trung Châu đệ tử Lý Tinh Phàm. Trước đó một mực nhìn Diệp Thần Phong không vừa mắt tên kia. Tuy nói Lý Tinh Phàm biểu hiện thành thạo điêu luyện, nhưng hắn hai cánh tay thượng tay áo cùng quần áo đều cũng hư hại rất nhiều, tại tay phải của hắn trên cánh tay thình lình có 5 cái màu đỏ tơ máu, xem ra hắn tại Niết Bàn cảnh thời điểm đã trải qua 5 lần Niết Bàn rồi. Mà một người khác dáng dấp cực kỳ chật vật, trong tay nắm thật chặt bình thường màu đỏ lợi kiếm thân ảnh, hắn chính là Thiên Phong Tông thiên tài Lăng Vô Song, hắn ngoại trừ quần áo trên người toàn bộ hư hại ở ngoài, hắn chả bị lớn lớn nhỏ nhỏ nội thương cùng ngoại thương. Trong miệng hắn khí thô thở gấp gáp, tại tay phải của hắn trên cánh tay đồng dạng có 5 cái màu đỏ tơ máu. Xem ra này Lăng Vô Song cũng đang Niết Bàn cảnh đã trải qua 5 lần Niết Bàn. Lăng Vô Song chỉ là Huyền Châu Tông môn đệ tử mà thôi, hắn có thể đủ tại Niết Bàn cảnh trải qua ngũ chuyển, đây tuyệt đối là đáng quý được rồi. Tại vừa vặn không lâu, Lý Tinh Phàm cùng Lăng Vô Song tại đây nơi trong thông đạo gặp, thân là Trung Châu Tông môn đệ tử Lý Tinh Phàm. Hắn đối Huyền Châu đệ tử là cực kỳ khinh thường, bất quá, hắn biết chỗ này cổ mộ khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị, hắn nhất định muốn có một người giúp hắn thăm dò đường, này vừa vặn gặp phải Lăng Vô Song tự nhiên là vô cùng tốt thí sinh. Nhưng này Lăng Vô Song cũng là một cái không sợ trời không sợ đất nhân vật, hắn căn bản không mua Lý Tinh Phàm món nợ, cuối cùng hai người này bởi vì một lời không hợp ra tay đánh nhau lên, nguyên bản Lý Tinh Phàm cho rằng có thể ung dung giải quyết Lăng Vô Song. Nhưng tại đã trải qua một phen chiến đấu sau, hắn mới biết mình coi khinh Lăng Vô Song rồi, khi biết Lăng Vô Song cũng có ngũ chuyển sau đó Lý Tinh Phàm là càng thêm kinh ngạc. Bất quá, Lăng Vô Song mặc dù có ngũ chuyển, nhưng hắn Lý Tinh Phàm cũng có ngũ chuyển, quan trọng nhất là hắn Lý Tinh Phàm không phải là ngũ chuyển, hơn nữa tại về mặt thực lực cao hơn Lăng Vô Song một chút. Còn nữa Lý Tinh Phàm dù sao cũng là Trung Châu Tông môn đệ tử, hắn tại chiến đấu lực cùng chiến kỹ. V, phương diện đều mạnh hơn so với Lăng Vô Song rất nhiều, tại đã trải qua một phen sau khi chiến đấu, Lăng Vô Song bây giờ đã là cung dương hết đà rồi. Một tiếng vang trầm thấp. Lý Tinh Phàm lại một lần công đánh vào lão đà lão đảo Lăng Vô Song ngực, lúc này Lăng Vô Song căn bản liền tránh né sức mạnh cũng không có, thân thể hắn va chạm ở trên vách tường sau, hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong con người tràn ngập sự không cam lòng tâm. Mà Lý Tinh Phàm lại cao ngạo quát lên, tiểu tử, người ngoan ngoãn nghe lời không thật là tốt sao? Tại sao càng muốn làm cho bộ này kết cục? Mà đang ở Lý Tinh Phàm dứt tiếng thời khắc. Cách đó không xa trên mặt đất một khối gạch đá dĩ nhiên tùng chuyển động, có một nguồn sức mạnh thật giống tại đem khối này gạch đá đẩy lên. Này làm cho Lý Tinh Phàm cùng Lăng Vô Song đều thần kinh đột nhiên căng thẳng banh. Sau đó, gạch đá hoàn toàn bị đẩy tới. Một bóng người từ gạch đá dưới đáy lỗ hổng bên trong sông tới rồi. Làm Lăng Vô Song cùng Lý Tinh Phàm nhìn thấy một cái lau người diễn viên, hai người bọn họ là hơi sững sờ. Mà Diệp Thần Phong đồng dạng nhìn thấy Lý Tinh Phàm cùng Lăng Vô Song, hắn trong con ngươi lộ ra mấy phần nghi hoặc, dựa theo cảnh tượng trước mắt đến xem, vừa vặn Lý Tinh Phàm cùng Lăng Vô Song hẳn là tại chiến đấu. Hơi sững sờ Lý Tinh Phàm, hắn lập tức tỉnh táo lại. Trước đó hắn một mực xem Diệp Thần Phong không sảng khoái, nhưng trải qua hắn tỉ mỉ nghĩ lại sau đó Diệp Thần Phong sức chiến đấu thật là không tệ, thiên phú cần phải cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, nếu như Diệp Thần Phong chịu nhận thức hắn làm chủ, khiến hắn tại trong óc gieo xuống dấu ấn, như vậy hắn đúng là có thể thả Diệp Thần Phong một con ngựa, dù sao gieo xuống dấu ấn, Diệp Thần Phong liền biến thành thủ hạ của hắn rồi. Cho dù thiên phú mạnh hơn cũng chỉ biết trở thành trợ lực của hắn. Lý Tinh Phàm vào thẳng Diệp Thần Phong mở miệng nói, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi bây giờ lập tức nhận ta làm chủ nhân, để cho ta tại trong biển ý thức của ngươi gieo xuống dấu ấn.
Tiếp lấy, Lý Tinh Phàm lại nhìn một cái Lăng Vô Song, nói ra, ngươi cũng giống vậy, ta cũng cho ngươi một lần nhận ta làm chủ nhân cơ hội. Nghe vậy, mới vừa từ dưới đất mặt đi tới Diệp Thần Phong, hắn khẽ cau mày, trước mặt cái gì Lý Tinh Phàm cũng quá hội giả bộ chứ. Muốn cho hắn Diệp Thần Phong nhận chủ, này Lý Tinh Phàm đủ tư cách sao? Chương 2013, ếch ngồi đáy giếng. Rộng rãi trong thông đạo có vẻ hơi yên tĩnh. Lý Tinh Phàm cao ngạo ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, dưới cái nhìn của hắn hắn đã rất cho Diệp Thần Phong mặt mũi, để Diệp Thần Phong nhận thức hắn là chủ nhân, đây là hắn để mắt Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng chỉ cần là người thông minh thì sẽ không cự tuyệt. Về phần một bên trên mặt đất Lăng Vô Song, hôm nay là mất đi chiến đấu lực, liền từ mặt đất đứng lên cũng không làm được rồi. Diệp Thần Phong đối với Lý Tinh Phàm lời nói, hắn là không nóng không lạnh nở nụ cười gằn, nói ra, ngươi là cái thá gì? Muốn ta Diệp Thần Phong nhận ngươi làm chủ nhân người. Trên thế giới này chả không ai có thể để cho ta Diệp Thần Phong nhận chủ, càng đừng nói ngươi này không biết từ nơi nào nhô ra ngốc. Chim rồi. Nguyên bản ngông cuồng tự đại Lý Tinh Phàm, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên cự tuyệt. Diệp Thần Phong thiên phú và sức chiến đấu tuy rằng cũng không tệ, nhưng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cho dù vì mạng sống, Diệp Thần Phong cũng không phải như thế quyết đoán cự tuyệt, hắn Lý Tinh Phàm thực lực dù sao tại hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Ngược lại là dáng dấp chật vật Lăng Vô Song, hắn trong con ngươi lộ ra một vẻ tán thưởng, Diệp Thần Phong tính khí phi thường cùng hắn tiếp cận, hắn cũng nói, chẳng qua vừa chết, muốn ta Lăng Vô Song nhận chủ, ngươi bớt ở chỗ này nằm mơ. Thấy nửa chết nửa sống Lăng Vô Song cũng từ chối, Lý Tinh Phàm sắc mặt là càng thêm khó coi, hắn trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên sát ý, nếu Diệp Thần Phong cùng Lăng Vô Song đều không biết phân biệt, như vậy hắn không có để lại người sống cần thiết. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Lăng Vô Song, quát lên, hai người các ngươi chẳng qua là Huyền Châu thiên tài mà thôi. Thả đến chúng ta Trung Châu đi, các ngươi chẳng là cái thá gì, ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có hảo hảo quý trọng. Lý Tinh Phàm hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, liền để cho ta tới mở mang thực lực của ngươi đi. Hy vọng ngươi không cần quá yếu, bằng không ngươi ngay cả để cho ta nóng người cũng không đủ tư cách. Tiếp lấy, Lý Tinh Phàm chỉ hướng Lăng Vô Song, nói ra, nếu như Thiên Huyền Thịnh Điển bình thường cử hành, tiểu tử này hẳn là mới là các ngươi Huyền Châu người thứ nhất, hắn nhưng là vẫn ẩn núp thực lực. Mà ta xem qua trước ngươi chiến đấu, lấy trước ngươi cho thấy sức chiến đấu. Ngươi và không bằng tiểu tử này, ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong khi nói chuyện, Lý Tinh Phàm thể bên trong linh khí lao nhanh, từng trận khí thế ác liệt. Từ trong cơ thể hắn nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trên mặt đất dương lên một ít cho bụi, Lý Tinh Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một bên Lăng Vô Song âm thầm thở dài, lấy hắn suy đoán Diệp Thần Phong sức chiến đấu, hẳn là kém hắn một bậc, cuộc chiến đấu này không bắt đầu, liền nhất định Diệp Thần Phong thất bại. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy nhất cổ khí thế bỗng nhiên áp bức mà đến, sát theo đó, Lý Tinh Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn. Một quyền bay thẳng đến Diệp Thần Phong vị trí trái tim nện tới rồi. Gợn sóng không khỏi Diệp Thần Phong, hắn trên cánh tay phải một cái tráng kiện tơ máu lấp lánh lên. Hắn đem thập chuyển lực lượng toàn bộ phát huy đi ra, đối mặt hóa thần cảnh 7 tầng cường giả, hơn nữa là đã trải qua ngũ chuyển niết bàn người. Hắn cũng không làm được bất cẩn. Diệp Thần Phong khí thế trên người cũng nhanh chóng kéo lên, tay phải của hắn bỗng nhiên đón nhận Lý Tinh Phàm quả đấm. Oanh! Một tiếng, cuồn cuộn khí thế ở trong không khí chấn động, một bên Lăng Vô Song trong nháy mắt trợn to hai mắt, chỉ thấy tại lần này đụng nhau bên trong, Diệp Thần Phong cùng Lý Tinh Phàm từng người rút lui 5 bước, hai người lần đầu giao phong. Dĩ nhiên không phân cao thấp. Lăng Vô Song đã quên tình cảnh của mình rồi, trong con ngươi lần thứ hai bốc cháy lên chiến ý. Hắn không nghĩ tới trước đó Diệp Thần Phong tại 5 người hỗn chiến trong, lại vẫn bảo lưu lại không ít thực lực. Đồng dạng rút lui 5 bước Lý Tinh Phàm, sắc mặt của hắn âm tình bất định, Diệp Thần Phong sức chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tuy rằng hắn vừa vặn chỉ dùng 8 thành sức mạnh, nhưng là trước kia cùng Lăng Vô Song thời điểm chiến đấu, hắn một mực duy trì tại đây 8 thành về sức mạnh. Lý Tinh Phàm trong con ngươi vẻ mặt lấp lánh liên tục,
hắn nói ra, tiểu tử, ngươi nguyên lai chả giấu giếm thực lực. Xem ra ngươi ngược lại đúng là thứ thiệt thiên tài, nếu như ngươi đi Trung Châu, khẳng định như vậy có thể gia nhập đại trong tông môn. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, như vậy ta có thể để tông môn Hoa Đại tài nguyên bồi dưỡng ngươi, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, ta vừa vặn chỉ dùng 8 thành sức mạnh mà thôi. Diệp Thần Phong con mắt cũng biến thành ngưng trọng một ít, này Lý Tinh Phàm đích thật là có phần thực lực, vừa vặn cú đấm kia hắn hầu như không có bảo lưu, nhưng về mặt sức mạnh chỉ là cùng dùng 8 thành lực đạo Lý Tinh Phàm ngang hàng. Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức đã vận hành lên Chiến Vương Cường Thân Quyết, trên người chiến ý đang từ từ tăng cường, hắn nhất định muốn thi triển Chiến Vương Nộ, đến tăng lên sức chiến đấu của mình rồi. Không hề trả lời Lý Tinh Phàm lời nói, Diệp Thần Phong chủ động hướng về Lý Tinh Phàm lướt tới, tại lướt đi qua trên đường, trong cơ thể hắn chiến ý bỗng nhiên bạo phát, Chiến Vương Nộ. Tại Lý Tinh Phàm xem ra Diệp Thần Phong mặc dù không có trả lời, nhưng Diệp Thần Phong biểu hiện đủ để chứng minh hết thảy, hắn tự nói, không biết sống chết tiểu tử, liền để cho ta tới đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra đi. Diệp Thần Phong cùng Lý Tinh Phàm đều không có lựa chọn thi triển chiến kỹ, hai người bọn họ trong nháy mắt chiến đấu lại với nhau. Hai người là ngươi tới ta đi, trong không khí mỗi thời mỗi khắc đều nhộn nhạo linh khí. Vừa bắt đầu Diệp Thần Phong một mực ở hạ phong. Tại Lý Tinh Phàm sử xuất toàn lực sau đó Diệp Thần Phong hầu như khó mà chống đỡ, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, xương cũng đứt gãy không ít. Này làm cho một bên Lăng Vô Song phải không đoán lắc đầu, hắn hiện tại thừa nhận Diệp Thần Phong sức chiến đấu ở trên hắn rồi, có thể bằng vào loại này sức chiến đấu muốn chiến thắng Lý Tinh Phàm, vẫn là kém chút hỏa hầu. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Lăng Vô Song lần nữa trợn to hai mắt. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong sức chiến đấu lại đang chậm rãi tăng lên, hơn nữa Diệp Thần Phong trên người chiến ý cũng càng ngày càng nồng đậm. Đây là Chiến Vương Nộ từ từ tại phát huy tác dụng, này Chiến Vương Nộ có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, chiến ý càng dày đặc úp, sức chiến đấu lại càng mạnh, tuy nói Chiến Vương Nộ còn kém rất rất xa áo nghĩa võ học cuồng bạo, nhưng cũng là một loại không sai chiêu thức. Lăng Vô Song giờ khắc này trong con ngươi được không dám tin tưởng cho lấp đầy. Diệp Thần Phong hiện tại đã có thể cùng Lý Tinh Phàm chiến đấu khó hòa giải rồi, phát huy ra chí tôn niết bàn sức chiến đấu, lại tăng thêm Chiến Vương Nộ, đây cũng không phải là nắp. Mà Lý Tinh Phàm cũng là vượt chiến càng kinh ngạc, này Diệp Thần Phong đến cùng là từ đâu nhô ra quái vật. Dĩ nhiên dựa vào niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cùng hắn cái này hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong người, chiến đấu như thế bất phân cao thấp. Lý Tinh Phàm lửa giận trong lòng bỗng nhiên bạo phát. Diệp Thần Phong càng là cường hãn, hắn lại càng không thể lưu Diệp Thần Phong người sống, bây giờ hắn và Diệp Thần Phong mâu thuẫn đã tạo thành, vạn nhất tương lai Diệp Thần Phong trong Chăn Châu đỉnh cấp tông môn vừa ý, tương lai chân chính trưởng thành lúc thức dậy, hắn Lý Tinh Phàm nhất định sẽ gặp lôi đình trả thù. Lý Tinh Phàm lại cùng Diệp Thần Phong chạm nhau một chưởng sau đó hắn thuận thế lùi về sau, đồng thời nắm đấm phải của hắn nhanh chóng oanh ra. Quyền toái sơn hà. Sức mạnh cuồng bạo tại Lý Tinh Phàm trên tay phải ngưng tụ, tại nắm đấm phải của hắn vung ra trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian phảng phất đều rách nát rồi bình thường. Một con to lớn nắm đấm hư ảnh tấn mãnh đập về phía Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong trong tay Mộc Lôi kiếm đột nhiên xuất hiện, trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển. Này dùng Mộc Lôi kiếm thi triển bất khuất kiếm ý cùng dùng Thanh Vân kiếm thi triển power gần như. Dù sao Thanh Vân kiếm cũng không thể cho bất khuất kiếm ý tăng cường power. Thập giai bất khuất kiếm ý. To lớn màu nâu kiếm khí trong nháy mắt hình thành. Bạch, một tiếng. Đem con kia nắm đấm hư ảnh cho chém vì hai đồng thời, to lớn màu nâu kiếm khí cũng bị nắm đấm hư ảnh năng lượng tiêu hao hết. Bất quá, Diệp Thần Phong tiếp lấy lại vung ra kiếm thứ hai, trong cơ thể hắn lục giai lôi chi kiếm ý vận chuyển, trong không khí vang lên chói tai tiếng sấm rền. Chỉnh thanh mộc lôi trên thân kiếm tràn ngập màu xanh hồ quang. Lục giai lôi chi kiếm ý. Mộc lôi kiếm vung ra, trên trăm đạo tia chớp màu xanh kiếm khí, nhất thời hướng về Lý Tinh Phàm chen chúc mà tới. Lý Tinh Phàm nguyên bản cũng biết chỉ dựa vào quyền toái sơn hà không cách nào giải quyết Diệp Thần Phong, hắn nguyên bản cũng là muốn đang sử dụng một chiêu, nhưng Diệp Thần Phong thi triển tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong dĩ nhiên thi triển lục giai lôi chi kiếm ý. Loại này cực kỳ hiếm thấy kiếm ý.
Trước đó tại không người hỗn chiến trong, Diệp Thần Phong đã bày ra qua hai loại kiếm ý, hôm nay là loại thứ ba, này làm cho Lý Tinh Phàm không thể không hơi sững sờ, chính là cái này ngây người thời gian, không kịp khiến hắn thi triển còn lại chiêu thức, hắn trong nháy mắt được trên trăm đạo tia chớp màu xanh kiếm khí cắn nuốt mất rồi. Một bên Lăng Vô Song đã sớm là đờ đẫn không thể lại ngốc trệ, nguyên bản hắn vẫn cho là chiến lực của mình rất mạnh mẽ, cho dù đã đến Trung Châu, tại cùng tuổi đoạn cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác mình cùng Diệp Thần Phong so với, hắn chính là cái rắm, hắn chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Chương 2014, thắng hiểm, cực kỳ thán phục. Oanh, một tiếng, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh chớp giật, tại hội tụ đến Lý Tinh Phàm thân thượng sau đó lập tức liền tấn mãnh nổ tung ra. Lý Tinh Phàm bị nổ tung tia chớp màu xanh kiếm khí cho che kín rồi, thông đạo bên trên cũng bị màu xanh cho làm nổi bật rồi. Đợi đến tia chớp màu xanh kiếm khí từ từ tản đi thời điểm. Chỉ thấy Lý Tinh Phàm quần áo trên người hoàn toàn hư hại, ở trên người hắn che kín từng đạo kiếm ngân, hắn rất nhiều vị trí bây giờ nghiễm nhiên là máu thịt be bét được rồi. Hắn cả khuôn mặt cũng biến thành máu me đầm đìa được rồi. Vừa vặn tuy rằng Lý Tinh Phàm sửng sốt một chút, nhưng ở tối ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn là tại quanh thân liều mạng ngưng tụ lại phòng hộ, nhưng trong lúc vội vã ngưng tụ lại phòng hộ, tự nhiên không thể hoàn mỹ bảo vệ tốt Lý Tinh Phàm. Lăng Vô Song đang nhìn đến Lý Tinh Phàm máu me đầm đìa dáng dấp sau, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này là một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người làm. Nếu như tương lai Diệp Thần Phong khóa nhập hóa thần cảnh đâu này. Lăng Vô Song căn bản không dám tưởng tượng rồi. Mà ở tia chớp màu xanh kiếm khí tản đi sau đó làm Diệp Thần Phong lần thứ hai yếu triển khai công kích thời điểm, chỉ thấy Lý Tinh Phàm có động tác, hắn đang bị lục giai lôi chi kiếm ý nuốt hết thời điểm, bên trong thân thể của hắn linh khí đã là thủ thế chờ đợi rồi. Cảm thụ trên người mình đau nhức, cảm thụ liên tục nhỏ xuống mặt đất tiên huyết, Lý Tinh Phàm muốn nổi điên. Hắn lại bị một cái niết bàn cảnh tiểu tử biến thành bộ dáng này, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự thực này. Lý Tinh Phàm lông mày chăm chú nhíu, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, hắn hai bàn tay nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đánh ra. Linh khí chung quanh đột nhiên hướng về trong cơ thể hắn nhanh chóng hội tụ, không gian không ngừng vặn vẹo, một cổ kinh khủng uy năng ở trong không khí từ từ sinh ra. Này làm cho chuẩn bị lần thứ hai công kích Diệp Thần Phong đại cảm giác không ổn. Khi hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết Lý Tinh Phàm thời điểm, chỉ thấy trong không khí linh khí múa tung, từng đợt uy năng đánh úp về phía Diệp Thần Phong, để trong cơ thể hắn linh khí trở nên hơi không trôi chảy, bàn tay phải của hắn lập tức trở mình quay vòng lên, hắn muốn thi triển Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhất ấn. Mà một bên Lăng Vô Song vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn có thể đủ cảm giác được Lý Tinh Phàm một chiêu này tuyệt đối không đơn giản. Tại Diệp Thần Phong muốn phải mau sớm thi triển Long Thần Phiên Thiên Ấn thời điểm. Lý Tinh Phàm hai con giò xét ra tay trên lòng bàn tay bỗng nhiên ánh sáng màu trắng tăng mạnh, chói lọi thiên địa. Từng đạo to bằng ngón tay màu trắng dài nhỏ cột sáng, hướng về Diệp Thần Phong tấn mãnh bạo. Bắn mà ra, mỗi một đạo cột sáng bên trong đều ẩn chứa cực hạn sức mạnh, phảng phất có thể xuyên thủng không gian bình thường. Chỉnh cái thông đạo bên trong nháy mắt được trên trăm đạo cột sáng màu trắng cho tràn ngập rồi. Lăng Vô Song sắc mặt khó coi tự nói, nhị tinh đỉnh cấp bí pháp. Ngược lại, Lăng Vô Song khuôn mặt lộ ra một vết tiếc hận, Lý Tinh Phàm đang bị lôi chi kiếm ý nuốt hết thời điểm. Liền đang chuẩn bị thi triển này chói lọi thiên địa, cho nên hắn thi triển tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn Diệp Thần Phong. Tại nhị tinh đỉnh cấp bí pháp dưới. Lăng Vô Song cũng không đúng Diệp Thần Phong ôm có hy vọng rồi, nếu như hắn đối mặt này nhị tinh bí pháp, e sợ đầy đủ hắn chết thương hai lần đến ba lần được rồi. Lý Tinh Phàm đang sử dụng suốt chói lọi thiên địa sau, hắn quát lạnh, tiểu tử, lúc này ngươi còn không chết. Vẫn không có đem Long Thần Phiên Thiên Ấn thi triển ra Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy lít nha lít nhít hướng về chính mình kéo tới cột sáng màu trắng, hắn muốn đi vào bên trong tiểu thế giới. Nhưng đã muộn một bước. Thật sự là những này cột sáng tốc độ quá nhanh rồi, chưa kịp hắn câu thông hỗn độn nhẫn. Xì xì, xì xì, xì xì. Thân thể của hắn cũng đã bị xuyên thủng 10 cái lỗ máu rồi. Trọng yếu nhất là trái tim của hắn cũng bị xuyên thủng rồi. Trái tim bị xuyên thủng nhưng là sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng, nếu như trễ thi triển bất tử kim thân, như vậy hắn là chắc chắn phải chết rồi,
hiện tại hắn căn bản chú ý không được đi vào bên trong tiểu thế giới rồi, khôi phục trên người vết thương chí mệnh thế mới là trọng yếu nhất. Lý Tinh Phàm nhìn thấy Diệp Thần Phong trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, hắn giữ tợn cười nói, tiểu tử. Hiện tại có phải không hối hận rồi? Không muốn nhận ta làm chủ nhân, chờ đợi ngươi chỉ có là một con đường chết. Lăng Vô Song con ngươi lờ mờ. Hắn đang đáng tiếc, nếu như Diệp Thần Phong bất tử, như vậy tương lai Diệp Thần Phong thiên tài như vậy có thể đi tới một bước nào? Bây giờ Diệp Thần Phong trái tim đều bị xuyên thủng rồi, Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Hắn biết liền ngay cả mình cũng là chắc chắn phải chết rồi. Trên trăm đạo cột sáng lần lượt không ngừng xuyên thủng Diệp Thần Phong thân thể, trái tim của hắn đã bị xuyên thủng hai lần, ngũ tạng lục phủ cũng bị xuyên thủng rất nhiều lần rồi. Diệp Thần Phong chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung rồi, bất quá, bất tử kim thân loại này thần huyết quyết bên trong chiêu thức, chỉ cần có một hơi liền có thể để thân thể của mình khôi phục nhanh chóng. Trong cơ thể thần huyết quyết nhanh chóng vận chuyển. Bất tử kim thân, Diệp Thần Phong trong nháy mắt được một vệt hào quang màu vàng bao phủ, đang bị hào quang màu vàng bao phủ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn trái tim cùng ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng khép lại, hắn mặt ngoài thương thế cũng đang cực kỳ nhanh khép lại. Trên trăm đạo cột sáng màu trắng không ngừng xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể, mà Diệp Thần Phong cũng không ngừng dùng tới bất tử kim thân, bị xuyên thủng thân thể không ngừng khôi phục. Nguyên bản trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Lý Tinh Phàm, hắn giờ khắc này con ngươi đều suýt chút nữa từ trong hốc mắt trợn lồi ra, Diệp Thần Phong như thế khoa trương khôi phục thân thể, thậm chí ngay cả bị xuyên thủng trái tim cũng có thể khôi phục. Cho dù ở chính giữa châu hắn cũng chưa từng nghe nói loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, này Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai? Thân thể của hắn rốt cuộc làm bằng gì? Lăng Vô Song miệng vi vi mở ra. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, từ Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong đường hầm bắt đầu, Diệp Thần Phong là một lần lại một lần kích thích não bộ của hắn thần kinh, nguyên bản chả đang thở dài Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết rồi, nhưng đảo mắt Diệp Thần Phong dĩ nhiên thành bất tử chi thân. Bị xuyên thủng thân thể tại dùng một loại tốc độ đáng sợ khép lại. Trên trăm đạo cột sáng toàn bộ biến mất rồi. Diệp Thần Phong trên người kim quang cũng đã biến mất. Hắn trọn vẹn thi triển 5 lần là bất tử kim thân, bây giờ trên người hắn là không có bất kỳ một vết thương. Tại từng đạo cột sáng màu trắng biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh bay thẳng đến Lý Tinh Phàm bảo. Bắn tới. Lý Tinh Phàm chả đắm chìm tại không dám tin tưởng cùng không cam lòng bên trong, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phong lướt đi tới, hắn cũng lập tức phản ứng lại, có thể thi triển một lần nhị tinh đỉnh cấp bí pháp, trong cơ thể hắn linh khí là tiêu hao không ít. Lại tăng thêm suy nghĩ của hắn có chút chỉ đột, tốc độ của hắn như thế nào so được với Diệp Thần Phong đâu này. Cầm trong tay Mộc Lôi kiếm Diệp Thần Phong, hắn một kiếm trực tiếp bổ về phía Lý Tinh Phàm đỉnh đầu. Có phần hoảng hốt Lý Tinh Phàm, hắn bản năng dùng hai tay đi ngăn cản, hơn nữa tại quanh thân ngưng tụ linh khí phòng hộ. Đáng tiếc, linh khí tiêu hao rất nhiều Lý Tinh Phàm, hắn linh khí phòng hộ trở nên nhược không ít. Một kiếm bổ xuống Diệp Thần Phong. Hắn tại Mộc Lôi trên thân kiếm ngưng tụ thập giai bất khuất kiếm ý, bất quá, không có đem bất khuất kiếm ý thả ra ngoài, chỉ là gia trì ở Mộc Lôi trên thân kiếm. Chỉnh thanh Mộc Lôi trên thân kiếm kiếm ý lao nhanh, nhất cổ bất khuất kiếm khí hướng về Lý Tinh Phàm áp bước đi xuống. Ba, một tiếng. Linh khí phòng hộ trực tiếp được Diệp Thần Phong cho phá tan rồi. Lý Tinh Phàm trên mặt tràn đầy một vệt hoang mang. Loạch xoạch, hai tiếng. Lý Tinh Phàm cái kia ngăn cản tại đỉnh đầu hai bàn tay, trực tiếp được Diệp Thần Phong Mộc Lôi kiếm chém mất xuống. Lý Tinh Phàm trên mặt che kín sợ hãi tử vong, hắn vội vàng nói ta. Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới Lý Tinh Phàm ý tứ, chỉ thấy Lý Tinh Phàm trong cổ họng thanh âm im bặt đi, trong con ngươi tràn đầy không dừng vô tận sợ hãi. Sau đó lại là chi? Một tiếng. Diệp Thần Phong một kiếm trực tiếp bổ vào Lý Tinh Phàm phía bên trên đầu. Dưới đường đi trơn trượt, cuối cùng đem Lý Tinh Phàm thân thể là chém vì hai. Diệp Thần Phong cũng không muốn lề mà lề mề rồi, ai biết này Lý Tinh Phàm có thể hay không loại kia trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bí thuật đâu này. Bình thường đại tông môn bên trong đệ tử đều không đơn giản, vì không ở gây nên phiền phức, cho nên Diệp Thần Phong mới sẽ như thế thẳng thắn cứng rắn, có thể nói lần này Diệp Thần Phong là thắng hiểm. Đương nhiên đây là tại không có thi triển cuồng bạo dưới tình huống.
bằng không này Lý Tinh Phàm tại Diệp Thần Phong trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý. Một bên Lăng Vô Song nhìn trên mặt đất được chém vì hai Lý Tinh Phàm, trong lòng hắn ngoại trừ thán phục cũng chỉ còn sót lại sợ hãi than, thực lực chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong, cuối cùng dĩ nhiên thật sự giết thực lực tại hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong Lý Tinh Phàm. Chuyện này quả thật là quá thiên phương dạ đàm chứ. Nếu như là lúc trước có người nói, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người, có thể giết chết hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả, Lăng Vô Song nhất định sẽ cực kỳ khinh thường, này khoác lác cũng quá không làm bản nháp rồi. Nhưng hôm nay sự thực liền phát sinh ở trước mặt của hắn, hôm nay nơi này một trận chiến, hoàn toàn bị lật đổ Lăng Vô Song dĩ vãng quan niệm. Này Diệp Thần Phong sức chiến đấu có muốn hay không khoa trương như vậy? Lăng Vô Song hiện tại thật có loại gặp trở ngại xúc động rồi. Chương 2015, 100 khẩu quan tài. Đang giải quyết Lý Tinh Phàm sau. Diệp Thần Phong nhìn hướng một bên Lăng Vô Song, hắn và Lăng Vô Song trong lúc đó không thù không oán, mà này Lăng Vô Song từ đầu tới cuối đều không có đối với hắn biểu lộ ra ác ý. Diệp Thần Phong không phải là giết người không chớp mắt ma đầu, hắn chỉ giết người đáng chết, hắn nói ra, ngươi là cùng ta cùng đi đâu này? Vẫn là... Lăng Vô Song không chút do dự nói ra, ngươi không cần quản ta, điểm ấy thương đối với ta mà nói cũng không là vấn đề, chỗ này mộ trong khẳng định có một ít cơ duyên tồn tại, nếu như chúng ta hai cái cùng nhau, như vậy ở nơi này gặp phải cơ duyên, giữa chúng ta nhất định sẽ có mâu thuẫn, còn nữa ta muốn dựa vào thực lực của mình thu được cơ duyên. Này Lăng Vô Song mặc dù nói phi thường trắng ra, nhưng Diệp Thần Phong trong lòng đồng dạng có như vậy băn khoăn, nếu Lăng Vô Song đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại làm kiêu, hắn nói ra, được, vậy ta liền đi trước một bước. Lăng Vô Song nhìn xem hướng về trước thông đạo phương đi đến Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi lần thứ hai bốc cháy lên chiến ý, hắn quát, Diệp Thần Phong, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở về mặt chiến lực vượt qua ngươi, sau này ta sẽ khiêu chiến ngươi, hiện nay ngươi chính là ta Lăng Vô Song mục tiêu. Diệp Thần Phong đương nhiên cảm giác được xuất Lăng Vô Song chỉ là muốn khiêu chiến hắn mà thôi. Cũng không có bất kỳ một tia ác ý tồn tại, hắn không có quay đầu lại rồi, chỉ là sau này khoát tay áo một cái, ra hiệu nghe được Lăng Vô Song lời nói. Theo rộng rãi thông đạo một đường đi về phía trước Diệp Thần Phong, hắn phát hiện thông đạo thật giống tại càng ngày càng chiều rộng, ước chừng lại đi sau 10 phút, hắn nhìn thấy ở trước mặt mình xuất hiện hai cái giao lộ. Hai cái này giao lộ đều cực kỳ sâu thẳm, cho dù dùng thần niệm đi cảm ứng cũng không được gì. Tại ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong quyết định thử vận may. Hắn trực tiếp đi vào bên phải giao lộ bên trong. Nguyên bản thông đạo được chia làm hai cái giao lộ, hắn độ rộng đương nhiên trở nên hẹp hòi rất nhiều. Quan trọng nhất là hai cái này giao lộ bên trong đều một mảnh đen như mực, có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Diệp Thần Phong trong óc thần niệm phóng ra ngoài, tuy rằng khoảng cách xa sự vật không cảm ứng được. Nhưng hắn thời khắc đều cảm ứng chính mình chu vi khoảng cách gần động tĩnh, tại hoàn cảnh này bên dưới nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được. Thời gian ở trong bóng tối giây phút trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau. Nằm ở cảnh giác trạng thái Diệp Thần Phong, hắn không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng thuận lợi đi đến cuối con đường. Tại hắn xuất hiện trước mặt vỗ một cái màu đen dày nặng cửa đá, tại thạch môn bên trên có khắc họa âm khí âm u đầu lâu. Diệp Thần Phong nỗ lực muốn cảm ứng một cái cửa đá sau lưng cảnh tượng, nhưng hắn thần niệm căn bản xuyên không thấu cửa đá. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, không cần cảm ứng. Này trên cửa đá có ngăn cách thần niệm cấm, chế, liền ngay cả hôm nay ta cùng Lão Hắc đều không thể cảm ứng được sau cửa đá sự vật. Nếu như ngươi muốn biết cửa đá sau lưng có những gì, ngươi bây giờ chỉ có thể đem thạch môn mở ra rồi. Khi nghe đến Lão Bạch lời nói sau đó Diệp Thần Phong khẽ cau mày, bất quá, bàn tay của hắn vẫn là đặt tại màu đen trên cửa đá, tuy rằng chỗ này cổ mộ khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị, nhưng Diệp Thần Phong ở nơi này quả thực thu hoạch không ít, nếu như không tiến vào trong cửa đá vừa nhìn đến tột cùng, như vậy lấy Diệp Thần Phong tính cách như thế nào lại an tâm đâu này. Nguyên bản theo Diệp Thần Phong đẩy ra này phiến dày nặng cửa đá khẳng định không dễ dàng như vậy. Hắn đưa bàn tay theo như tại thạch môn thượng, cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Nhưng mà, làm Diệp Thần Phong sức mạnh toàn thân tập trung ở trên lòng bàn tay,
dùng sức đẩy một cái sau, chỉnh phiến dày nặng cửa đá dĩ nhiên trực tiếp buông lỏng. Này làm cho Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu như vậy cửa đá khó mà mở ra, Diệp Thần Phong hay là còn có thể yên tâm một ít, nhưng hôm nay lại dễ dàng như vậy là có thể đẩy ra. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường, chính là sự ra khác thường tất có yêu. Két, 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 thúc đẩy cửa đá âm thanh không ngừng vang vọng tại trong không khí. Theo cửa đá khe hở càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong đã bắt đầu câu thông hỗn độn chiếc nhẫn, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm. Hắn liền lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới. Làm cửa đá sau khi hoàn toàn mở ra, nhất cổ mùi hôi thối lập tức xông vào mũi, cửa đá sau lưng màu đen càng thêm nồng nặc, đem Diệp Thần Phong tầm mắt hoàn toàn che lại. Tại Diệp Thần Phong một cái chân mới vừa bước vào cửa đá sau lưng thời điểm. Xì xì, xì xì, xì xì, thanh âm không ngừng vang lên. Cửa đá sau lưng bên trong thạch thất cây đuốc trên vách tường một tên tiếp theo một tên bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là một sẽ thời gian, toàn bộ bên trong thạch thất lập tức trở nên đèn đuốc sáng choang rồi. Diệp Thần Phong cũng đem bên trong thạch thất cảnh tượng thu nhập đáy mắt. Toàn bộ bên trong thạch thất không khí cực kỳ vẩn đục, từng miếng màu đen quan tài, cũng chính là quan tài treo treo ở giữa không trung bên trong. Nhanh chóng tính toán một chút, treo ở giữa không trung quan tài tổng cộng 100 khẩu. Tuy nói nơi này là một cái mộ, nhưng chỉ cần một bên trong thạch thất liền có 100 khẩu quan tài, như vậy cũng quá khoa trương một chút. Diệp Thần Phong có thể kết luận nơi này nhất định không phải chủ mộ thất. Một ngụm này khẩu treo ở giữa không trung màu đen quan tài, bề ngoài cực kỳ đơn giản cùng thô ráp, tại quan tài thượng không có điêu khắc bất kỳ đồ án, chính lúc Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát giữa không trung quan tài lúc. Chỉ thấy treo từng miếng quan tài dây thừng, đột nhiên bắt đầu khoảng chừng lắc lư, ở trong không khí không ngừng phát ra kẹt kẹt. Kẹt kẹt, thanh âm. Hơn nữa cây đuốc trên vách tường cũng biến thành lúc sáng lúc tối, trong lúc nhất thời, một loại sởn cả tóc gáy bầu không khí ở thạch thất bên trong nhanh chóng khuếch tán. Diệp Thần Phong thân là người tu luyện, hắn cũng sẽ không e ngại cái gì quỷ quái, chỉ là của hắn chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi. Đột nhiên, ầm, 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 âm thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy từng miếng được treo ở giữa không trung quan tài. Lần lượt từ giữa không trung mất rơi trên mặt đất, rất nhanh, 100 khẩu quan tài liền toàn bộ mất rơi xuống mặt đất rồi. Trong không khí trong nháy mắt trở nên bụi đất tung bay. Một cái trăm người quan tài vẫn là rất rắn chắc, từ giữa không trung rớt xuống, không có một cái quan tài bị ném xấu. Chính lúc Diệp Thần Phong trong lòng bốc lên ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên từ 100 người trong quan mộc đồng thời truyền ra một loại âm thanh vụn vặt. Thật giống tại trong quan mộc có vật còn sống. Chẳng lẽ nói một cái trăm người trong quan mộc giả bộ là người sống không được sao? Đây chính là viễn cổ thời đại mộ, ở nơi này làm sao có khả năng còn có người sống nào? Tại Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ thời điểm. Ầm, 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 thanh âm lần thứ hai vang lên. Bất quá, lúc này là từng miếng quan tài nổ tung phát ra thanh âm, 100 khẩu quan tài tại trong khoảnh khắc toàn bộ nổ tung rồi. Vụn gỗ ở trong không khí phi dương, đợi đến vụn gỗ hoàn toàn tán đi thời điểm. Diệp Thần Phong ánh mắt hơi run run, chỉ thấy mặt đất thượng nằm 100 bộ hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại thi. Thể, mỗi một bộ thi, thể đều không có bất kỳ mục nát dấu hiệu, phảng phất chính là ngủ rồi người sống. Diệp Thần Phong ánh mắt mãnh liệt mà khẽ trừng, bởi vì hắn cảm thấy mỗi một bộ thi. Trên hạ thể thế nào giống như đều có hô hấp. Chẳng lẽ nói nơi này 100 bộ thi, thể đúng là người sống không được sao? Ý nghĩ này sản sinh, để Diệp Thần Phong trong con người vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Mà lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng nói, tiểu tử, nơi này 100 bộ thi. Thể toàn bộ đều là chết người đi được, đây chính là viễn cổ thời đại mộ, bọn hắn tại trong quan tài làm sao có thể sẽ sống sót lâu như vậy. Đây căn bản là chuyện không thể nào, về phần ngươi cảm ứng được hô hấp. Đích thật là từ trên người bọn họ phát ra, bất quá, không phải những này thi. Thể tại hô hấp, mà là những này thi. Thể trong bụng đồ vật tại hô hấp. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, người phải cẩn thận, có thể tại thi thể trong bụng sống lâu như thế đồ vật, khẳng định cũng không phải đơn giản mặt hàng, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một loại cực kỳ khiến người ta chán ghét yêu thú. Tại lão Bạch còn muốn giải lúc nói, chỉ thấy cái kia 100 bộ thi.
thể cái bụng đồng thời bắt đầu vi vi nhuyễn chuyển động, giống như là có đồ vật gì yếu từ trong đó phá xác mà ra như thế. Từng đợt mở ngực bể bụng âm thanh tràn ngập tại trong không khí. Chỉ thấy từ mỗi một bộ thi, thể trên bụng, toàn bộ đều đâm đi ra một con sắc bén yêu thú tứ chi. Tại mỗi một bộ thi, thể cái bụng được đâm phá, sau đó một loại buồn nôn mùi vị trong nháy mắt từ bọn hắn phá vỡ trong bụng truyền ra, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ bên trong thạch thất liền bị một loại nồng nặc mùi thối cho tràn ngập, loại này mùi thối có thể làm cho người đầu váng mắt hoa, tại loại mùi này bên trong còn ẩn tàng một loại độc. Chay, nguyên bản mơ màng muốn rời Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn thần huyết quyết tự chủ vận chuyển, có thần huyết hóa giải sau đó bị hắn hấp vào độc trong người. Chay toàn bộ mất đi tác dụng. Trong đầu hắn mê man cảm giác lập tức bị đuổi tản ra rồi. Chương 2016, lựa chọn, thực lực đột phá, mùi hôi bên trong thạch thất. Tại 100 bộ chết, thi trên bụng, toàn bộ được từ giữa do bên ngoài phá tan rồi một cái lỗ máu. Từ lỗ máu bên trong chui ra một con toàn thân đen nhánh, dáng dấp có phần tương tự với bọ cánh cứng đồ vật. Bất quá, này toàn thân đen nhánh không phải là bọ cánh cứng. Thứ này miệng đánh trưởng sắc nhọn, phảng phất là một cái sắc bén chủy thủ, mà tứ chi của nó bên trên cũng dài đầy từng cây xước mang rô, hình thể của nó có tới thành. Người hai bàn tay gộp lại lớn nhỏ. Loại này toàn thân đen nhánh đồ vật trên người, có một loại màu xanh lá dịch. Thể đang không ngừng tràn ra tới, hẳn là từ nó thân trong cơ thể tiết ra đi ra ngoài. 100 con loại này sinh vật lạ từ trong bụng xuyên sau khi đi ra, cái kia nguyên bản 100 bộ thi. Thể, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại mục nát, chỉ là một sẽ thời gian, cái kia 100 bộ thi. Thể liền ngay cả xương đều mục nát không có. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, mà lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta vừa vặn suy đoán chính là thi. Trùng, loại này yêu thú chính là thi. Trùng, dựa vào tại thân thể của nhân loại bên trong mà sống sót, miệng của nó vô cùng sắc bén, thậm chí có thể phá tan địa thần cảnh người tu luyện thân thể. Một khi thân thể được nó phá tan, như vậy nó liền sẽ chui vào thân thể của ngươi bên trong. Nhìn thấy trên người nó đang không ngừng tràn ra màu xanh lục có dịch. Thể đi nha, loại này chất lỏng tính ăn mòn cực kỳ to lớn, nếu để cho nó chui vào trong bụng của ngươi, như vậy ngươi ngũ tạng lục phủ khẳng định tại so sánh trong thời gian ngắn, cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Nơi này thi, trùng hẳn là tại khi còn nhỏ đời liền bị thả vào những người này trong cơ thể. Mà những người này trong cơ thể bị thả vào thi. Trùng thời điểm, bọn hắn hẳn là đều hay là còn sống, có thể tưởng tượng được lúc trước để vào thi. Trùng người, có cỡ nào lòng dạ độc ác, hắn hẳn là dùng đặc thù nào đó phương pháp xử lý. Để thi, trùng lớn lên sau khi trưởng thành, liền chủ động tại đây chút chết. Thi trong cơ thể tiến vào ngủ say. Này thi, trùng khi tiến vào trạng thái ngủ say sau đó đặc biệt là tại thi. Thể bên trong tiến vào ngủ say, như vậy tuổi thọ của bọn nó sắp thành gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần tăng trưởng. Cái này cũng là chúng nó tại sao đã đến bây giờ còn sống nguyên nhân. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cho Diệp Thần Phong giải lúc nói, cái kia 100 con buồn nôn thi. Trùng, ánh mắt của bọn nó toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, từ mắt của bọn nó trong con ngươi lộ ra một vẻ đối với thức ăn ngon khát vọng. Hẳn là Diệp Thần Phong bước vào nơi này sau đó mới đem nó nhóm cho toàn bộ tỉnh lại, thời gian dài như vậy một mực tại trạng thái ngủ say, bây giờ chúng nó nhìn thấy một cái người sống sờ sờ, chúng nó làm sao có thể không động tâm. Chúng nó quá khát vọng mới mẻ huyết nhục rồi. Này 100 con thi, trùng trên lưng cánh nhào vọt lên, chỉ là trong nháy mắt trên 100 con thi, trùng liền hướng Diệp Thần Phong rậm rạp chẳng chịt gào thét mà tới, đối mặt 100 con thi. Trùng công kích. Coi như là địa thần cảnh cường giả cũng phải đánh giám a hát. Làm Diệp Thần Phong muốn lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lần thứ hai nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không dùng tới tránh né, nắm giữ người có vận may lớn, quả nhiên là nắm giữ người có vận may lớn, đối với địa thần cảnh cường giả tới nói cũng là uy hiếp thi. Trùng, đối với ngươi mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Thi, trùng chính là đến, âm, vật. Chúng nó sợ hãi nhất chính là thiên địa chi hỏa. Chỉ cần là thiên địa chi hỏa mặc kệ mạnh yếu cũng có thể đưa chúng nó cho đốt cháy chết. Cho nên đối với trước mặt những này rậm rạp chẳng chịt thi. Trùng, người căn bản không cần tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn.
Tại Lão Bạch nói đến thi, trùng sợ nhất sợ thiên địa chi hỏa thời điểm, Diệp Thần Phong trong nháy mắt Thanh Thanh Viêm triệu hoán đi ra rồi. Để Thanh Viêm bọc lại thân thể của hắn. Những kia xông lên phía trước nhất chừng 20 chỉ thi. Trùng, tại Diệp Thần Phong cho gọi ra Thanh Viêm thời điểm, chúng nó căn bản không kịp đình chỉ, thân thể quán tính xông vào Diệp Thần Phong quanh thân Thanh Viêm bên trong. Quả nhiên, chính như Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chỗ nói như vậy, nhảy vào Thanh Viêm bên trong thi. Trùng, động tác của bọn nó lập tức cứng ngắc ở, tại thiên địa chi hỏa bên trong, chúng nó căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể vẫn có Thanh Viêm nhanh chóng thanh thân thể của bọn họ cho đốt cháy sạch sẽ. Tại chừng 20 chỉ thi, trùng hy sinh sau đó còn lại thi, trùng mới miễn cưỡng định xuống, chúng nó lập tức nhanh chóng rời xa Diệp Thần Phong. Mà cái kia chừng 20 chỉ bị đốt cháy sạch sẽ thi trùng, tại Thanh Viêm đem chúng nó triệt để đốt cháy mất trong tích tắc. Dĩ nhiên từ bọn hắn trong cơ thể có nhất cổ đặc thù năng lượng tứ tán tại trong không khí, chỉ cần Diệp Thần Phong một vận chuyển linh khí dòng sông, những năng lượng này là có thể tự chủ tràn vào trong cơ thể hắn. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, xem ra những này thi. Trùng không phải phổ thông chủng loại, hẳn là có người cố ý bồi dưỡng. Từ bọn hắn trong cơ thể tản ra năng lượng, trong đó mang có một ít độc. Chay tạp chất, bất quá, những năng lượng này đích thật là không sai năng lượng, nếu như ngươi có thể đem những năng lượng này hấp thu, sau đó đem tạp chất sắp xếp ra đến, đối ngươi như vậy thực lực tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, hết thảy đều có ngươi chính mình lựa chọn, bên trong cơ thể ngươi có thần huyết, độc. Chay đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Bất quá năng lượng trúng độc. Chay phi thường đặc thù, chỉ là không biết ngươi có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn sắp xếp ra. Khi nghe đến Lão Bạch cùng Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong trực tiếp lựa chọn hấp thu, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, tứ tán ở trong không khí năng lượng đột nhiên hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Đối mặt bất kỳ cơ duyên, Diệp Thần Phong đều không muốn bỏ qua, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, hắn liền tất cần phải đi thử một lần. Tăng cao thực lực đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu giết chết thi, trùng sẽ có năng lượng tứ tán ở trong không khí, như vậy Diệp Thần Phong như thế nào lại buông tha cái khác thi? Trùng đây! Diệp Thần Phong cả người trực tiếp đứng ở nhà đá cửa vào, đem đường đi ra ngoài triệt để phong kín, hắn nhìn xem một con kia chỉ ở thạch thất bên trong khắp nơi bay loạn thi. Trùng, Thanh Viêm thật chặt bao quanh thân thể của hắn, ngón tay của hắn nhanh chóng bắn ra. Mỗi bắn ra một lần, liền có một tia hỏa diễm bay về phía một con thi. Trùng. Vừa nãy những này thi, trùng coi Diệp Thần Phong là làm con mồi, hôm nay là Diệp Thần Phong coi chúng là làm con mồi, có Thanh Viêm trợ giúp sau đó không có bất kỳ một con thi. Trùng có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Xì xì, xì xì, xì xì. Một con lại một con thi. Trùng được Thanh Viêm cho đốt cháy sạch sẽ. Trong không khí là không ngừng nhiều hơn một tia lại một tia năng lượng. Diệp Thần Phong chỉ là trước tiên đem những năng lượng này hội tụ đến trong cơ thể hắn, hắn cũng không hề vội vã tiêu hóa những năng lượng này. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong đang giết chết cuối cùng một con thi. Trùng, hấp thu tiến vào cuối cùng một tia năng lượng sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể năng lượng rồi. 100 con thi, trùng năng lượng. Một phần trong đó năng lượng là Diệp Thần Phong năng lượng hấp thu, một bộ phận khác có độc năng lượng là hắn nhất định muốn bài trừ bên ngoài cơ thể. Cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt đặc thù năng lượng, Diệp Thần Phong lập tức luân phiên đã vận hành lên ba loại vô thượng công pháp. Theo năng lượng đang chậm chậm được Diệp Thần Phong hấp thu, trên mặt hắn cũng lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Thần huyết tuy rằng cũng có thể hóa giải năng lượng trúng độc, thế nhưng hóa giải tốc độ vô cùng chậm. Vậy thì để Diệp Thần Phong nhất định muốn chịu đựng độc. Chay mang đến cho hắn thống khổ. Có thể hấp thu năng lượng không ngừng được Diệp Thần Phong hấp thu, này niết bàn cảnh cùng hóa thần cảnh trong lúc đó có một cái rõ ràng ranh giới, muốn bước vào hóa thần cảnh, dựa vào phổ thông năng lượng hầu như không thể thực hiện được, mà thi. Trùng chỗ tản ra năng lượng, vô cùng đặc thù, vừa vặn là có thể trợ Diệp Thần Phong bước vào hóa thần cảnh, bằng không Lão Hắc cùng Lão Bạch cũng sẽ không nói ra. Theo thời gian từ từ trôi qua, từ Diệp Thần Phong lỗ chân lông bên trong không ngừng có đen sắc vật chất tràn ra tới, những này phải là hắn sắp xếp ra độc. Chay rồi. Mà một cái nào đó trong nháy mắt,
trên người của hắn sóng linh khí một trận bất ổn, oanh. Một tiếng, hắn quần áo trên người điên cuồng múa lên, hắn bốn phía không gian cũng tạo nên từng đợt sóng gợn, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt tăng lên mấy lần có thừa, hắn thuận lợi từ niết bàn cảnh khóa nhập hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Lại qua sau một hồi lâu, khí thế của hắn dĩ nhiên lần thứ hai kéo lên, từ hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ, lại khóa nhập một tầng trung kỳ. Tại bước vào hóa thần cảnh một tầng trung kỳ sau đó trong cơ thể hắn có thể hấp thu năng lượng tiêu hao sạch sẽ rồi, nhưng này chút không có thể hấp thu độc. Chai năng lượng lại chưa hề hoàn toàn sắp xếp ra thân thể. Cho nên, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, trên mặt hắn thống khổ cực kỳ rõ ràng, hắn nhất định phải đem hết thảy độc. Chai năng lượng đều sắp xếp ra thân thể. Từ hắn lỗ chân lông bên trong mỗi phút mỗi giây đều có màu đen vật chất tại sắp xếp ra. Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là vì tăng cao thực lực mà cao hứng thời điểm đây. Trong cơ thể hắn thần huyết quyết vận chuyển tới cực hạn, thần huyết tác dụng cũng nhanh chóng phát huy. Chương 2017, tìm hiểu. Một giờ. Lại một giờ trôi qua. Tại sau 5 tiếng, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, toàn thân hắn đã bị một tầng dày đặc màu đen vật chất hoàn toàn bao trùm lên rồi. Hơn nữa những này màu đen vật chất tại trên người hắn ngưng kết lại, phảng phất là một tầng mai rùa bình thường. Két, két, hai tiếng. Diệp Thần Phong ánh mắt đột nhiên mở to, bao trùm tại trên mắt hắn màu đen xác trong nháy mắt băng liệt. Sát theo đó, tứ chi của hắn cùng thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Theo, hắn không ngừng run run, trong không khí không ngừng phát ra két. Két, két, thanh âm. Trên người của hắn màu đen xác thượng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe nhỏ, nhất cổ linh khí bỗng nhiên từ trong khe hẹp tuôn ra. Một tiếng. Diệp Thần Phong trên người màu đen xác toàn bộ mất rơi xuống đất bên trên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt trở nên càng thêm trắng nõn rồi, hắn thân trong cơ thể năng lượng độc. Chay cũng toàn bộ bị hắn sắp xếp đi ra. Cảm thụ trong cơ thể hóa thần cảnh một tầng trung kỳ thật khí thế. Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi hiện lên một vệt nụ cười. Tại bước vào hóa thần cảnh sau đó hắn chỉ cảm giác trên cánh tay màu đỏ tơ máu bên trong năng lượng lại tăng cường không ít, theo thực lực không ngừng nâng lên thăng, tơ máu bên trong sức mạnh cũng sẽ không ngừng tăng lên, cho nên trải qua niết bàn số lần càng nhiều, này bằng với cơ sở lại càng vững chắc. Tại bước vào hóa thần cảnh sau đó Diệp Thần Phong có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa rồi, trên trời huyền giới. Hóa thần cảnh trước đó đều là tại đánh cơ sở, chỉ có tiến vào hóa thần cảnh mới coi như là chân chính bước lên con đường tu luyện, có phần tư chất kém người tu luyện, thậm chí là cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua cái nấc này. Nếu như lấy Diệp Thần Phong thực lực bây giờ đối đầu Lý Tinh Phàm, hắn phải là sẽ không dường như trước đó như vậy chật vật rồi, dựa vào bất tử kim thân mới tránh thoát một kiếp, cuối cùng giết chết Lý Tinh Phàm. Chỗ thạch thất này bên trong thi, trùng toàn bộ chết sạch. Diệp Thần Phong dự định cẩn thận tra xét một phen nơi này, nếu như ở nơi này không có đi về những nơi còn lại thông đạo, như vậy hắn nhất định muốn đường cũ trở về đi một con đường khác rồi. Nhưng chỗ thạch thất này ngoại trừ cái kia 100 khẩu đã nổ tung quan tài cực kỳ hấp dẫn nhân chi bên ngoài. Còn lại căn bản không có bất kỳ chỗ đặc thù rồi, trên vách tường cũng không có bất kỳ kỳ quái chỗ. Diệp Thần Phong vây quanh vách tường đi rồi một vòng. Hắn cũng căn bản không có phát hiện bất kỳ cơ quan, khi hắn nhanh muốn từ bỏ tìm kiếm chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, ánh mắt của hắn như ngừng lại trên vách tường từng cái cây đuốc bên trên. Những này cây đuốc cũng có thể trực tiếp lấy xuống, là bây giờ bên trong thạch thất duy nhất có thể di động đồ vật, bình thường người chú ý lực căn bản sẽ không tập trung ở những này cây đuốc bên trên, bởi vì cái này chút cây đuốc thật sự là quá mức bình thường. Nhưng, Diệp Thần Phong trong lòng lại có một ít nghi hoặc. Này mộ chủ nhân tại sao phải ở nơi này thiết trí cây đuốc, mà không phải còn lại càng tốt hơn chiếu sáng tinh, thạch các loại. Trong đầu tại hiện lên một cái nghi hoặc sau, Diệp Thần Phong lần lượt đem cây đuốc trên vách tường cho nắm xuống, khi hắn đem cái cuối cùng cây đuốc cũng lấy xuống thời điểm. Toàn bộ nhà đá trong nháy mắt rung động chuyển động, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy mặt đất thật giống chuyển động, trước mặt hắn sự vật trở nên mơ mơ hồ hồ lên. Có một loại đấu chuyển tinh di y hệt mộng ảo cảm giác. Chờ đến mặt đất ngừng chuyển động, chung quanh sự vật lại bắt đầu lại từ đầu rõ ràng thời điểm, Diệp Thần Phong phát hiện hắn đã không ở thì ra là nhà đá bên trong rồi, ở trước mặt hắn là vỗ một cái mở rộng ra trầm trọng cửa gỗ,
một cái phiến cửa gỗ chẳng những không có bởi vì thời gian mà mục nát, thậm chí từ cửa gỗ thượng còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Thần Phong trong lòng cảm thán vừa nãy chỗ kia nhà đá cơ quan tinh diệu, đồng thời hắn cảm giác cửa gỗ bên trong phòng có khí thức tồn tại, hơn nữa có khí thức hắn quen thuộc tồn tại, hắn có thể khẳng định Tiết Huyền Tình mấy người cũng ở bên trong. Diệp Thần Phong lập tức hướng về cửa gỗ sau lưng căn phòng đi đến. Khi hắn vượt vào giữa phòng, sau đó trong phòng toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Chỉ thấy trong phòng ngoại trừ có Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá ở ngoài, Thiên Huyền Thịnh Điển hai vị sứ giả Tần Chu cùng Dư Chí Minh, còn có Cổ gia gia chủ Cổ Hoàng Văn cùng Kim gia gia chủ Kim Lương bằng hữu đều ở nơi này. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào nơi này, sau đó Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu ba người này, trong con ngươi của bọn họ lộ ra không hề che giấu chút nào sát ý, trong đó Cổ Hoàng Văn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp, bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ có một khối cổ huy bản mệnh ngọc bài, bây giờ bản mệnh ngọc bài đã nổ tung. Điều này nói rõ cổ huy đã bị chết. Cổ Hoàng Văn không dám khẳng định con trai của chính mình là chết ở Diệp Thần Phong trên tay, hắn cũng không quá tin tưởng điểm này. Bởi vì hắn rõ ràng con trai mình thực lực. Tần Chu sắc mặt cũng khó coi, liền tại trước đó Lý Tinh Phàm bản mệnh ngọc bài cũng nổ tung rồi. Lý Tinh Phàm là theo chân hắn đến Huyền Châu, trên người hắn tự nhiên có một khối Lý Tinh Phàm bản mệnh ngọc bài được rồi. Này Lý Tinh Phàm ra ra cùng Tần Chu là bạn tốt, bây giờ hắn bạn tốt cháu trai chết rồi, trong lòng của hắn đương nhiên là cực kỳ tự trách, bất quá, hắn nhưng không hội nhận thức vì chuyện này cùng Diệp Thần Phong có liên quan, dù sao Diệp Thần Phong sức chiến đấu như thế nào đi nữa mạnh, cũng không có khả năng lắm giết chết hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong Lý Tinh Phàm, cho nên này Lý Tinh Phàm có thể là đã bị chết ở tại mộ trong cơ quan rồi. Tần Chu cùng Tiết Huyền Tình đám người từ khi ở trong đường hầm đột nhiên bị truyền tống, sau đó bọn hắn tại đây nơi trong mộ cũng là đã trải qua các loại nguy hiểm, bọn hắn bây giờ là khắc sâu cảm nhận được chỗ này mộ không đơn giản, bọn hắn cũng không có Diệp Thần Phong như vậy vận khí tốt, bọn hắn ngoại trừ gặp phải nguy hiểm ở ngoài, ở nơi này cả cái gì cũng không có điểm nào hay mò được. Liền ở 2 giờ trước, Tần Chu cùng Tiết Huyền Tình bọn người đến nơi này, bọn hắn cũng là ở nơi này chạm mặt không bao lâu đây. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Chính lúc Tiết Huyền Tình muốn mở miệng thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong hết sức chăm chú nhìn xem gian phòng trên vách tường một vài bức họa. Những bức họa này chung đô ẩn chứa một ít cổ lão huyền bí, loại này huyền bí để Diệp Thần Phong tiến vào một loại không cách nào ngôn ngữ trạng thái. Trước đó Tần Chu cùng Tiết Huyền Tình đám người đi tới nơi này, sau đó bọn hắn đồng dạng là được trên vách tường một vài bức họa hấp dẫn. Bọn hắn đồng dạng có thể nhìn ra những bức họa này bên trong ẩn giấu cổ lão huyền bí, nhưng bọn họ căn bản vô pháp tìm hiểu những bức họa này, thậm chí ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Có Tần Chu ở đây, hơn nữa Tần Chu vẫn tính là một cái người chính trực, cho nên Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu, bọn hắn cũng không thể vào lúc này đối Diệp Thần Phong động thủ. Đương nhiên người ở chỗ này, bao quát Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thần Phong thực lực tại hóa thần cảnh một tầng trung kỳ rồi, hơn nữa căn cứ Diệp Thần Phong khí thế trên người mà nói, bọn hắn có thể khẳng định Diệp Thần Phong đột phá đến hóa thần cảnh một tầng trung kỳ sẽ không có bao lâu đây. Người ở chỗ này đều biết Niết Bàn cùng hóa thần trong lúc đó có một đạo cực kỳ khó mà vượt qua ranh giới, mà bây giờ Diệp Thần Phong mới tiến vào trong mộ thời gian bao lâu. Hắn không những vượt qua, hơn nữa còn trực tiếp tăng lên tới hóa thần cảnh một tầng trung kỳ. Người ở chỗ này đều khẳng định Diệp Thần Phong tại trong mộ đã lấy được cơ duyên. Nhìn xem Diệp Thần Phong hết sức chăm chú, rất có chuyện lạ dáng dấp, Dư Chí Minh hừ lạnh một tiếng, làm bộ đồ vật. Cổ Hoàng Văn cũng lãnh đạm nói, nơi này cổ lão huyền bí lại há là người tiểu tử này có thể tìm hiểu. Liền ngay cả Tần Tiền Bối cũng nhìn không ra huyền bí trong đó đến. Chính lúc Kim Lương bằng hữu cũng lạnh cười nói một cái ngươi chữ thời điểm. Trong cổ họng hắn thanh âm đột nhiên đình chỉ. Chỉ thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người sinh ra một loại cổ quái chấn động. Tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt nhíu mày. Chẳng lẽ nói này Diệp Thần Phong đúng là tại tìm hiểu sao? Sao lại có thể như thế a hát? Tần Chu con mắt chăm chú như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hắn trong con ngươi ánh sáng không ngừng lóe lên, xuất hiện đang phán đoán Diệp Thần Phong là ở tìm hiểu còn hơi sớm. Chỉ có thể chứng minh Diệp Thần Phong cùng trên vách tường cổ họa tạo thành liên hệ nào đó,
trong lòng của hắn một trận cay đắng, hắn đường đường thiên thần cảnh cường giả, hắn liền cùng những này cổ họa hình thành liên hệ cũng không làm được. Tiết Huyền Tinh, Triệu Bá cùng Lý Bá ba người này, trên mặt bọn họ lộ ra một vệt ý cười, bọn hắn hoàn toàn là coi Diệp Thần Phong là làm người nhà đối xử. Mà Dư Chí Minh, Kim Lương Bằng Hiếu cùng Cổ Hoàng Văn ba người này, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt khó coi cực kỳ, dường như màu gan heo bình thường Diệp Thần Phong liền là trong mắt của bọn họ đâm, đinh trong thịt, trong lòng bọn họ hận không thể lập tức giết chết Diệp Thần Phong, nhưng xuất hiện lần nữa Diệp Thần Phong, không những thực lực đột phá đến hóa thần cảnh một tầng trung kỳ, hơn nữa còn cùng nơi này cổ họa tạo thành một loại liên hệ. Chuyện này quả thật là để ba người bọn hắn có loại nuốt đại tiện khó chịu cùng cảm giác buồn nôn. Chương 2018, lại đột phá, tuyệt đối yêu nghiệt. Trên vách tường một vài bức cổ họa. Có chính là vẽ ra tinh thần thiên khoảng không, có chính là vẽ ra cao sơn lưu thủy, có chính là vẽ ra chim bay thú chạy. Này một vài bức cổ họa nội dung cực kỳ trông rất sống động, trong đó đường nét cũng cực kỳ trôi chảy tự nhiên, có loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất họa trung tinh thần tại chuyển động, cao sơn lưu thủy đang lưu chuyển, chim bay thú chạy tại chạy nhanh. Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương Bằng Hữu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bọn hắn đang do dự phải hay không muốn đánh gãy Diệp Thần Phong trạng thái như thế này, bọn hắn duy nhất đoán không được chính là một bên Tần Chu rồi. Diệp Thần Phong mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trên vách tường cổ họa, hắn bây giờ suy nghĩ phảng phất cùng những này cổ họa hòa làm một thể rồi, hắn thỏa thích hưởng thụ cổ họa bên trong huyền bí, hắn trong mi tâm ba mảnh thức hải không ngừng sôi trào. Trong chớp mắt, từ một vài bức cổ họa bên trong bạo, bắn mà ra một ánh hào quang, nhưng ánh sáng này tại Diệp Thần Phong trên người hội tụ, cuối cùng ở xung quanh hắn tạo thành một tầng màu trắng kết giới, đem còn lại mọi người ngăn cách bởi bên ngoài kết giới mặt. Tần Chu sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Dư Chí Minh ba người sắc mặt càng thêm âm trầm, hiện tại bọn hắn muốn không muốn để ý Tần Chu động thủ, cũng trên căn bản là không làm được, bọn hắn có thể cảm giác được suốt bao phủ lại Diệp Thần Phong kết giới. E sợ thiên thần cảnh một tầng đến năm tầng cao thủ đều là không phá ra được, hơn nữa kết giới này hẳn là còn có ngăn cách thanh âm tác dụng, cho nên Dư Chí Minh đám người bây giờ căn bản không cách nào quấy rầy đến Diệp Thần Phong rồi. Kim Lương Bằng Hữu cau mày nói ra, tiểu tử này hẳn là mới vừa vặn đột phá đến hóa thần cảnh một tầng trung kỳ, hắn làm sao có khả năng lại đột phá đâu này. Lại nói nơi này cổ họa không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Hắn hiện tại chỉ là cùng cổ họa tạo thành cộng hưởng mà thôi. Tại Kim Lương Bằng Hữu tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Chỉ thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người chấn động càng ngày càng lợi hại rồi, từng đợt linh khí không ngừng từ trong cơ thể hắn phân tán mà ra. Oanh, một tiếng, cuộn trào linh khí từ trên người hắn phóng lên trời. Khí thế của hắn đột nhiên nhanh chóng kéo lên, ngăn cản hắn đột phá bình cảnh trong nháy mắt được mãnh liệt xông ra. Hắn trực tiếp từ hóa thần cảnh một tầng trung kỳ, khóa nhập hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ. Kim Lương Bằng Hữu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Diệp Thần Phong thực lực đột phá, không thể nghi ngờ là hung hăng quạt hắn một cái bạt tai. Dư Chí Minh cùng Cổ Hoàng Văn trong lòng sát ý càng ngày càng nồng đậm, hiện tại bọn hắn không thừa nhận cũng không được Diệp Thần Phong đích thiên phú rồi, vừa mới đến chỗ này trong mộ thời gian bao lâu. Bây giờ Diệp Thần Phong đã từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bước vào hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong cừu hận đã sớm kết, dưới cái nhìn của bọn họ nhất định phải đem Diệp Thần Phong cho diệt trừ. Bây giờ phải đem Diệp Thần Phong diệt trừ, đầu tiên muốn thuyết phục phải là Tần Chu, bằng không có Tần Chu vướng chân vướng tay. Bọn hắn căn bản vô pháp giải quyết Diệp Thần Phong. Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đứng ở bên ngoài kết giới bốn phía, tuy rằng bọn hắn cũng cảm giác được kết giới cường hãn. Căn bản không phải Dư Chí Minh bọn hắn có thể phá vỡ, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn cho Diệp Thần Phong hộ pháp. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đột phá, như vậy chứng minh rồi Diệp Thần Phong thật sự tìm hiểu trên vách tường cổ họa rồi. Tần Chu trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, trước hắn biết rõ Thiên Huyền Thịnh Điển được động chân động tay, hắn cũng không có nói ra đến. Hắn cũng tham dự vào đối Diệp Thần Phong đả kích bên trong, tuy rằng hắn là bị ép tham dự, nhưng hắn biết tham dự chính là tham dự. Tại Tần Chu xem ra nếu như đem Diệp Thần Phong chiêu tiến chính mình tông môn, hắn nhất định sẽ đạt được nhất định phong phú tưởng thưởng. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong khó tránh khỏi đối với hắn mang trong lòng khúc mắc rồi,
nếu như hắn mở miệng lời nói, như vậy Diệp Thần Phong chả sẽ đồng ý sao? Tại Tần Chu đám người nhìn tới, Diệp Thần Phong thực lực đột phá, hẳn là muốn tự tìm hiểu trạng thái đã tỉnh lại. Nhưng Diệp Thần Phong lại vẫn cũ đứng đấy không nhúc nhích, khí thế trên người lần thứ hai nổi lên chấn động đến. Điều này nói rõ Diệp Thần Phong còn tại tìm hiểu. Phát hiện điểm này Tần Chu, hắn con người suýt chút nữa đều chừng đi ra, này Diệp Thần Phong đột phá một cái tiểu tầng thứ còn chưa đủ. Phải biết trước đó Diệp Thần Phong đã là đột phá hai lần rồi. Diệp Thần Phong biểu hiện càng có thiên phú, Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu sắc mặt thì càng khó xem, đồng thời trong lòng bọn họ cũng biệt khuất làm, bọn hắn nhìn trên vách tường cổ họa lâu như vậy, bọn hắn cũng không nhìn ra một ít huyền bí đến, nhưng Diệp Thần Phong mới vừa đi vào nơi này liền tiến hành tìm hiểu, hơn nữa còn trực tiếp đột phá, xem tình huống đột phá chả phải tiếp tục tiến hành, này để cho bọn họ thật có loại bị đè nén yếu thổ huyết xúc động rồi. Tần Chu ánh mắt lần nữa nhìn hướng trên vách tường một vài bức cổ họa, hắn nỗ lực lần nữa nhìn xem có thể hay không tìm hiểu huyền bí trong đó. Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu ba người này, ánh mắt của bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn hướng cổ họa. Bao quát Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá bọn hắn cũng không kiềm hãm được muốn lại thử chính mình có thể hay không đủ tìm hiểu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Chu, Dư Chí Minh cùng Tiết Huyền Tình đám người căn bản vẫn là tìm hiểu không được bất kỳ huyền bí. Mà Diệp Thần Phong trên người khí thế trở nên cực kỳ sôi trào lên, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong miệng hàm răng vi vi cắn chặt, oanh. Một tiếng, trở ngại thực lực bình cảnh lần thứ hai được giải khai, hắn từ hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, khóa nhập hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong. Tại bước vào hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong cảm giác mình tuy rằng vẫn có thể tìm hiểu cổ họa, thế nhưng hắn phát hiện tại tìm hiểu đi xuống, đối thực lực của hắn tăng lên cũng căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào rồi, bởi vì hắn khí thế trên người không lại sản sinh chấn động rồi. Nhìn thấy lần nữa đột phá Diệp Thần Phong, người ở chỗ này là vui nộ mỗi người có. Tần Chu nhìn thấy Diệp Thần Phong thật khí thế vững vàng, hắn cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Thần Phong lại đột phá đi xuống, hắn thật có loại sống vô dụng rồi này nhiều năm cảm giác. Mà đồng dạng thở phào nhẹ nhõm Dư Chí Minh đám người, bọn họ là bởi vì đối Diệp Thần Phong phẫn nộ, dù sao Diệp Thần Phong thực lực tăng lên càng nhanh, này giống như là nói rõ bọn hắn trước đó nhìn lầm, bọn hắn hẳn là yếu giao hảo Diệp Thần Phong, mà không phải cùng Diệp Thần Phong kết thù, cho nên tại Diệp Thần Phong khí thế vững vàng sau đó bọn hắn bởi vì nguyên nhân này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần Phong chung quanh kết giới vẫn không có tản đi, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn duỗi ra tay trực tiếp xuyên thấu qua kết giới này đối với Diệp Thần Phong tới nói hẳn là không có bất kỳ ảnh hưởng. Duỗi ra kết giới thủ trưởng trực tiếp nắm chặt rồi Tiết Huyền Tình trắng nõn lạnh lẽo tay phải, hướng về phía bên mình dùng sức lôi kéo, Tiết Huyền Tình cũng trực tiếp tiến vào kết giới bên trong, hẳn là Diệp Thần Phong nắm tay của nàng, mới khiến cho người có thể tiến vào trong kết giới. Đột nhiên bị Diệp Thần Phong nắm tay, lôi một cái Tiết Huyền Tình, người căn bản không chuẩn bị tâm lý thật tốt, thân thể của nàng trực tiếp tiến vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Phản ứng lại Tiết Huyền Tình sắc mặt nàng hơi đỏ lên, người vừa định yếu chất vấn thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong nói ra, nhắm mắt ngưng thần. Diệp Thần Phong giọng nói chuyện cực kỳ nghiêm túc. Tiết Huyền Tình trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là bản năng nghe theo Diệp Thần Phong lời nói. Tại người nhắm mắt ngưng thần sau đó trong lòng nàng nhất thời phiên giang đảo hải. Bởi vì Diệp Thần Phong lại đang đưa hắn tìm hiểu cổ họa huyền bí, thử để Tiết Huyền Tình đồng thời tìm hiểu. Được Diệp Thần Phong lôi kéo tay Tiết Huyền Tình, người chỉ cần tìm hiểu Diệp Thần Phong tìm hiểu tới huyền bí, đây đối với người tới nói vô cùng đơn giản rồi. Tại còn lại mọi người cảm giác nghi ngờ thời điểm. Chỉ thấy Tiết Huyền Tình khí thế trên người cũng đang hình thành một loại cổ quái chấn động rồi. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, chính mình tìm hiểu đồ vật căn bản vô pháp cùng người khác chia sẻ, đây là một loại hòa vào huyết dịch, hòa vào trong tư tưởng đồ vật, đạo lý này là thiên huyền giới tất cả mọi người biết rõ. Nhưng trước mặt Diệp Thần Phong đây là đang làm gì? Hắn đây là tại mang theo Tiết Huyền Tình tìm hiểu cổ họa bên trong huyền bí. Chuyện này làm sao có thể đâu này? Làm sao có khả năng có người có thể làm được loại chuyện này? Đây căn bản vượt qua Tần Chu cùng Dư Chí Minh đám người nhận thức,
Triệu Bá cùng Lý Bá cũng đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem trong kết giới. Chỉ chốc lát sau, làm Tiết Huyền Tình trên người khí thế liên tục tăng lên, không khí chung quanh trở nên cực kỳ sao động, linh khí tuôn ra ở trong không khí, mái tóc mềm mại của nàng theo linh khí phủ động thời điểm, người thuận lợi từ linh thần cảnh tầng 6 hậu kỳ, bước vào linh thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Ở đây trái tim tất cả mọi người bẩn bỗng nhiên đột nhiên ngừng, trong cổ họng bọn họ trở nên khô khốc cực kỳ, bọn hắn hiện tại có thể khẳng định, Diệp Thần Phong hay là tại mang theo Tiết Huyền Tình tìm hiểu. Dư Chí Minh ba người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bọn hắn hiện tại trong lòng mặt quyết định chủ ý, nhất định phải tại đây nơi trong mộ đem Diệp Thần Phong tính mạng cho hiểu được, bằng không tương lai chỉ sợ bọn họ sẽ có phiền toái cực lớn. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt a hát. Tại toàn bộ thiên huyền giới còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Diệp Thần Phong đúng là một cái đến từ chính hạ đẳng vị diện địa huyền giới người. Chuyện này quả thật là quá thao. Chứng. Chương 2019, 6 bản 5 tinh bí pháp. Theo thời gian trôi đi, khóa nhập linh thần cảnh tầng 6 đỉnh phong Tiết Huyền Tình, người khí thế trên người lần thứ hai điên cuồng kéo lên, người cái kia trông rất đẹp mắt mày liễu nhíu lại. Lành lạnh tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt dáng tươi cười. Trong cơ thể nàng thật khí thế dường như căng vọt dây leo, thông qua tìm hiểu Diệp Thần Phong tìm hiểu tới huyền bí, thực lực của nàng lại từ linh thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, trong nháy mắt khóa nhập linh thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Tại khóa nhập linh thần cảnh 7 tầng sơ kỳ sau đó Tiết Huyền Tình không cảm ứng được Diệp Thần Phong truyền tới huyền bí rồi, người khí thế trên người từ từ bình ổn lại, cảm thụ được Diệp Thần Phong nắm thủ. Trong lòng nàng liền ầm ầm nhảy lên, nhất cổ mừng rỡ không ngừng tại nội tâm của nàng sinh sôi. Tiết Huyền Tình vui mừng không phải là mình thực lực liên tục đột phá hai cấp độ, vui chính là Diệp Thần Phong trong lòng có người, bằng không Diệp Thần Phong làm sao sẽ đem tìm hiểu huyền bí cái thứ nhất chia sẻ cho nàng đâu này. Người bây giờ đối với Diệp Thần Phong càng ngày càng hiếu kỳ, tìm hiểu huyền bí căn bản vô pháp chia sẻ, Diệp Thần Phong rốt cuộc là làm sao làm được. Tại Tiết Huyền Tình suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Thần Phong buông lỏng ra tay của nàng, lúc này hai cánh tay của hắn đồng thời duỗi ra kết giới, lập tức đặt tại Triệu Bá cùng Lý Bá trên lưng, dùng này đến dẫn dắt Triệu Bá cùng Lý Bá tiến vào kết giới. Có Diệp Thần Phong dẫn dắt sau đó Triệu Bá cùng Lý Bá cũng thuận lợi tiến vào kết giới bên trong, hai người bọn họ trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động cùng hưng phấn, vừa vặn được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong. Tiết Huyền Tình liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ, bọn hắn biết Diệp Thần Phong là muốn giúp bọn họ, như vậy bọn hắn cũng có thể đột phá sao? Triệu Bá cùng Lý Bá đã có cực kỳ lâu không có đột phá, thậm chí lấy tư chất của bọn hắn muốn lên trên nữa đột phá trở nên vô cùng khó khăn. Triệu Bá, Lý Bá, các ngươi cũng nhắm mắt ngưng thần. Bàn tay đặt tại Triệu Bá cùng Lý Bá trên lưng Diệp Thần Phong dặn dò. Triệu Bá cùng Lý Bá lập tức bài trừ tạp niệm. Hai người bọn họ lập tức nhắm hai mắt lại. Tại nhắm mắt lại sau đó Triệu Bá cùng Lý Bá trong nháy mắt thân thể bắt đầu run rẩy, bọn họ là kích động run rẩy. Bọn hắn thật sự cảm thấy Diệp Thần Phong truyền đưa tới huyền bí rồi, bọn hắn chỉ cần tìm hiểu Diệp Thần Phong tìm hiểu tới huyền bí là được rồi. Theo Triệu Bá cùng Lý Bá trên người khí thế hình thành một loại cổ quái chấn động sau. Bên ngoài kết giới Tần Chu cùng Dư Chí Minh đám người, bọn hắn hoàn toàn là xem mắt choáng váng. Diệp Thần Phong không phải nhưng mình tìm hiểu đột phá hai cái tiểu tầng thứ, còn trợ giúp Tiết Huyền Tình tìm hiểu đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Hôm nay cư nhiên chả đang trợ giúp địa thần cảnh Triệu Bá cùng Lý Bá tìm hiểu. Tại Tần Chu đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, chỉ thấy Triệu Bá cùng Lý Bá trên người khí thế đột nhiên tăng vọt. Triệu Bá từ địa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, khóa nhập địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Mà Lý Bá từ địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, khóa nhập địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ. Đang nhìn đến Triệu Bá cùng Lý Bá thật sự đột phá sau đó Tần Chu cùng Dư Chí Minh bọn người không bình tĩnh rồi, Tần Chu khuôn mặt hối hận, nếu như trước đó hắn và Diệp Thần Phong tạo mối quan hệ, phải hay không cũng có thể ngồi một chuyến thuận gió thuyền. Bao quát cùng Diệp Thần Phong có cửu hận Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu. Vào đúng lúc này ba người bọn hắn trong lòng dĩ nhiên cũng sinh ra một loại hối hận, đột phá cơ hội liền bày tại trước mặt bọn họ, đáng tiếc bọn họ là đáp không hơn lần này đi nhờ xe rồi. Sau một hồi lâu, oanh, oanh, hai tiếng, trong kết giới không khí bạo động cực kỳ, Triệu Bá cùng Lý Bá là thần thanh khí sảng,
hai người bọn họ nếp nhăn trên mặt cũng ít một chút, khí thế trở nên càng thêm cường hãn. Triệu Bá lại từ địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, khóa nhập địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ. Mà Lý Bá lại từ địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ, khóa nhập địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Triệu Bá cùng Lý Bá tại liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ sau, bọn hắn cũng không cảm ứng được Diệp Thần Phong truyền tới huyền bí rồi. Nơi này huyền bí hẳn là có thể làm cho bất kỳ tầng thứ người tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn đều đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Bất kể là hóa thần cảnh, linh thần cảnh vẫn là địa thần cảnh. Diệp Thần Phong thu hồi đặt tại Triệu Bá cùng Lý Bá trên lưng thủ trưởng, sau đó Triệu Bá cùng Lý Bá lập tức một mực cung kính đối Diệp Thần Phong khom người chào, trên mặt của bọn họ tràn đầy cảm kích. Triệu Bá âm thanh sơ lược rung động nói, Thần Phong, lão đầu tử ta cảm ơn ngươi. Lý Bá cũng lập tức nói ra, Thần Phong, cảm tạ, ta cũng không nhiều lời rồi, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Triệu Bá cùng Lý Bá đều không có nói nguyện ý, vì Diệp Thần Phong bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng các loại, có một số việc hết thảy đều tại không nói lời nào, chỉ cần Diệp Thần Phong gặp phải nguy hiểm, e sợ Triệu Bá cùng Lý Bá hội không chút do dự không quan tâm tính mạng của mình bảo vệ Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối Triệu Bá cùng Lý Bá khoát tay áo một cái, nói ra ta cũng là Thanh Nguyệt Tông người. Huống hồ Triệu Bá cùng Lý Bá các ngươi cần phải cũng không lấy ta làm người ngoài chứ. Ta giúp các ngươi tìm hiểu một chút, đây là thuận tay mà làm sự tình. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói hạ xuống xong, chỉ thấy trên vách tường một vài bức cổ họa, dĩ nhiên tự chủ bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh. Liền toàn bộ đốt thiêu thành cho tàn. Tiếp lấy bao phủ lại Diệp Thần Phong kết giới cũng đột nhiên biến mất rồi. Cổ họa được đốt cháy không còn một mống, chuyện này ý nghĩa là Diệp Thần Phong không cách nào trợ giúp những người khác tìm hiểu. Này làm cho vốn là muốn không muốn để ý ra mặt mở miệng Tần Chu, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn cùng Kim Lương bằng hữu ba người này, bọn hắn cũng từ khiếp sợ bên trên tỉnh táo lại, bọn hắn âm trầm toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Nhưng vào lúc này, cả phòng mặt đất đột nhiên chìm xuống, tại mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, trong phòng mặt đất toàn bộ biến mất không còn chút nào. Thân thể tất cả mọi người nhất thời nhanh chóng rơi xuống rơi, tại một mảnh đen như mực bên trong, tất cả mọi người bay trên trời năng lực toàn bộ bị hạn chế ở. Chỉ chốc lát sau, hắc ám biến mất rồi. Diệp Thần Phong các loại thân thể của con người còn tại rơi xuống rơi, bọn hắn nhìn thấy phía dưới của mình là một chỗ vàng rực rỡ đại điện, hào quang màu vàng óng tràn ngập trong đó. Tại thoát ly hắc ám chi hậu, tất cả mọi người bay trên trời năng lực lại khôi phục. Diệp Thần Phong đám người tất cả mọi người vững vàng đã rơi vào đại điện trên mặt đất. Trên đỉnh đầu bọn hắn rơi xuống phương vị, giờ khắc này nơi đó lỗ hổng hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có vàng rực rỡ đại điện đỉnh chóp ánh vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Tại mọi người không tìm được manh mối thời điểm. Chỉ thấy tại đại điện chính giữa, trong không khí một trận sóng linh khí, sát theo đó, sáu bản cổ tịch trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Tại cổ tịch chu vi bao quanh một tầng lưu động năng lượng. Lập tức, ở trong không khí lập tức xuất hiện bốn chữ lớn, ngũ tinh bí pháp. Này bốn chữ lớn xuất hiện sau đó bao quát ở đây thực lực mạnh nhất Tần Chu, thân thể hắn cũng là một cái đột nhiên run cầm cập. Bí pháp từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm một tinh bí pháp, nhị tinh bí pháp, tam tinh bí pháp, tứ tinh bí pháp cùng ngũ tinh bí pháp. Trên lý thuyết tới nói qua ngũ tinh bí pháp chính là bí pháp bên trong cao nhất tầng thứ. Nhưng có số rất ít một ít bí pháp power muốn so ngũ tinh bí pháp mạnh hơn, loại kia bí pháp được gọi là đỉnh cấp bí pháp. Tại bây giờ toàn bộ thiên huyền giới, ngũ tinh bí pháp vẫn tồn tại sao? Dù sao Tần Chu cùng Dư Chí Minh cho dù ở chính giữa châu cũng chưa từng thấy ngũ tinh bí pháp, coi như là tứ tinh bí pháp e sợ ở chính giữa châu, cũng chỉ có thiếu một phần đỉnh cấp thế lực mới có. Ngũ tinh bí pháp đối với bây giờ thiên huyền giới tới nói có thể nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Nhưng bây giờ trước mặt lập tức xuất hiện 6 bản ngũ tinh bí pháp, này làm cho Tần Chu cùng Dư Chí Minh đám người làm sao có thể không há hốc mồm. Làm sao có thể không kích động. Tần Chu cùng Dư Chí Minh đám người, bọn hắn con mắt chăm chú dừng hình ở giữa không trung 6 bản ngũ tinh bí pháp bên trên. Mà Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người. Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn hướng giữa không trung ngũ tinh bí pháp. Diệp Thần Phong trong lòng có một loại không còn đâu không ngừng sinh sôi, hắn luôn cảm giác nơi này cực kỳ quái lạ,
hay là một loại trực giác đi. Hắn cho rằng nơi này sẽ không vô duyên vô cớ liền xuất hiện 6 bản ngũ tinh bí pháp, chẳng lẽ là mộ chủ nhân cố ý cho Kim Hậu tiến nhập người nơi này lưu lại. Chả chủ động để 6 bản ngũ tinh bí pháp hiện lên, đây không phải nói mỏ vô nghĩa ma. Tiến vào trong mộ người, nhưng cũng là đến trộm lấy trong mộ bảo vật, nếu như mộ chủ nhân không phải ngốc tàn, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Rất rõ ràng có thể bố trí suốt như vậy tinh diệu cổ mộ người, đầu óc của hắn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, như vậy nơi này đột nhiên hiện lên 6 bản ngũ tinh bí pháp đã đáng giá Diệp Thần Phong nghĩ sâu xa. Tại cung điện này bốn phía có 6 cái thông đạo, tại tất cả mọi người trầm tư thời khắc, bên trái thứ một con đường bên trong truyền đến một ít động tĩnh, sát theo đó, 2 bóng người xuất hiện tại bên trong đại điện. Bọn hắn chính là Ba Viêm Tông Tông chủ Trần Nguyên Hóa cùng Tinh Thần Tông Tông chủ Vạn Cao Thượng rồi, 2 người bọn họ đồng dạng trước tiên được trôi nổi ở giữa không trung 6 bản ngũ tinh bí pháp cho hấp dẫn ánh mắt. Chương 2020, Quỷ dị, Thiên vị. Tại trong mộ một chỗ đại điện xuất hiện 6 bản ngũ tinh bí pháp. Tại Trần Nguyên Hóa cùng Vạn Cao Thượng cũng đến trong đại điện thời điểm. Mộ bên ngoài, cửa vào nhưng vẫn bị Tần Chu bố trí kết giới cho cách trở, còn lại tông môn người tu luyện đều tại kiên trì cùng đợi. Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân các loại Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người, bọn hắn ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi qua cửa vào. Huyền Châu Dương gia người cùng Hứa gia người cũng đều ở nơi này chờ đợi đây. Dương Hạo Thiên phụ thân Dương Thành xung quanh anh chị em, Dương Thành Lực, Dương Thành Khoảng không cùng Dương Diệu Lệ 3 người này, bọn hắn đi tới Dương Hạo Thiên bên cạnh cách đó không xa, bọn hắn đều khinh bỉ nhìn xem Dương Hạo Thiên, ở trong mắt bọn họ đã sớm không coi Dương Hạo Thiên là làm Dương gia người rồi. Dương Thành Lực lãnh đạm nói, Dương Hạo Thiên, Thiên Huyền Thịnh Điển thi đấu tuy rằng tạm dừng rồi, Thanh Nguyệt Tông tiểu tử kia sức chiến đấu cũng thật là không tệ. Thế nhưng cổ gia thiên tài cổ huy cũng không có phát huy thực lực chân chính đây. Lần sau các ngươi một hơi đắc tội rồi ngũ đại thế lực bên trong tứ đại thế lực, các ngươi Thanh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ diệt vong, cũng còn tốt ngươi không phải chúng ta Dương gia người rồi. Dương Hạo Thiên cảm thụ chính mình trưởng bối khinh bỉ ánh mắt, nghe được Dương Thành Lực lời nói sau, hắn tay áo đã hạ thủ trưởng liền chăm chú nắm thành quyền đầu, hắn không ngừng áp chế trong lòng lửa giận. Đồng thời Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình đôi vợ chồng này cũng đi tới, bọn hắn nghiễm nhiên là cổ gia chó săn rồi, Hứa Viễn Lương không chút khách khí nói ra, Dương Hạo Thiên, ngươi cũng liền chút tiền đồ này rồi, ngươi quả nhiên là không xứng với con gái của ta, ngươi đem không còn sống lâu nữa rồi, các loại Thiên Huyền Thịnh Điển lại bắt đầu lại từ đầu, Thanh Nguyệt Tông tiểu tử kia tuyệt đối sẽ chết tại trên lôi đài, cổ huy thực lực không phải là tiểu tử kia có thể so sánh được. Phụ thân của Dương Hạo Thiên Dương Thành Chu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Mà Dương người nhà cùng Hứa gia người không biết, bọn hắn trong miệng cổ huy bây giờ đã sớm chết. Mà đang ở Dương người nhà cùng Hứa gia nhân xấu hổ. Nhục Dương Hạo Thiên thời điểm. Từ mộ lối vào trong giây lát lao ra khỏi một trận mãnh liệt sóng năng lượng, trận này sóng năng lượng trực tiếp đem cửa vào kết giới cho phá tan rồi. Sau đó từ trong mộ tản ra một loại hấp dẫn người tu luyện linh khí. Tại kết giới bị phá ra, có linh khí tứ tán mà ra sau đó ở đây người tu luyện lập tức bàn ra tán vào lên. Chuyện gì thế này, lẽ nào trong mộ có tuyệt thế bảo vật xuất hiện sao? Loại này thấm ruột thấm gan linh khí, nhất định là có bất phàm bảo vật xuất hiện, lẽ nào chúng ta thật sự phải ở chỗ này ngồi chờ sao? Chính là lòng tham không đáy. Đang nhìn đến biến hóa này sau, đều sẽ có một ít tâm tính bất ổn người tu luyện dẫn đầu, chỉ thấy một tên linh thần cảnh 5 tầng tả hữu người tu luyện, thân ảnh của hắn đột nhiên nhanh chóng vào cửa vào bên trong. Tại có người thứ nhất đi đầu sau đó còn lại trong tông môn người tu luyện, bọn hắn cũng căn bản đã đợi không kịp, dù sao hiện tại thật giống thật sự có bảo vật xuất thế, bọn hắn cũng sớm đã đem Tần Chu lời nói ném ra sau đầu rồi, trước đó bọn hắn sở dĩ nghe Tần Chu. Thứ nhất là cửa vào căn bản không có bất kỳ bảo vật khí tức truyền ra, thứ hai là Tần Chu thân phận đặt tại đó đây này, thứ ba là Tần Chu tại cửa vào bố trí kết giới, bọn hắn muốn đi vào cũng không được. Miền người tranh nhau chen lấn lướt vào trong thông đạo, Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân đám người thực lực không đủ, bọn hắn chỉ có thể được chen tại lối vào, mà Dương gia cùng Hứa gia người, thực lực của bọn họ cũng không tính quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không có trước tiên chen vào trong mộ. Nhưng mà,
tại trong mộ chen vào rất nhiều người tu luyện sau. A hát, a hát, a hát. Trong chớp mắt từng trận sởn cả tóc gáy kêu thảm thiết từ trong mộ truyền ra, nguyên bản vừa vặn yếu bước vào trong mộ Dương gia cùng Hứa gia người, bọn hắn lập tức thu hồi bước chân, mà Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân đám người vốn cũng muốn đi vào mộ trong nhìn xem. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục chờ ở bên ngoài rồi. Chỉ thấy trong mộ đen như mực trong thông đạo. Tràn vào người tu luyện dĩ nhiên thân thể một tên tiếp theo một tên nổ tung, dòng máu của bọn họ tán rơi trên mặt đất sau đó nhanh chóng thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất. Có phần người tu luyện phát hiện không đúng, bọn hắn muốn yếu lúc rời đi, nhưng lúc này đã muộn rồi, phàm là xuất hiện khi tiến vào trong mộ người, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ nổ tung mà chết. Nhiều như vậy người tu luyện huyết dịch toàn bộ thẩm thấu tiến vào trong lòng đất, chỉ thấy dưới mặt đất có một cái đường ống tựa như rãnh, rất nhiều tiên huyết toàn bộ tụ tập đến rãnh bên trong. Này rãnh cực kỳ trưởng cũng không biết là đi về nơi nào. Này rất nhiều tiên huyết theo rãnh không ngừng hướng phía trước lưu động, cuối cùng chảy về phía địa phương dĩ nhiên là chỗ kia Diệp Thần Phong đám người chỗ ở đại điện. Diệp Thần Phong đám người trước đó bước vào trong mộ tại sao không có thân thể nổ tung? Hiện nay không ai có thể giải đáp cái vấn đề này. Đồng dạng Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không biết chuyện mới vừa phát sinh, tại đại điện dưới mặt đất, đồng dạng là có rãnh. Bọn hắn căn bản không có phát hiện dưới mặt đất thật nhiều tiên huyết đang lưu động. Mà giờ khắc này trong đại điện, tại Trần Nguyên Hóa cùng Vạn Cao Thượng đến không bao lâu sau đó. Luyện khí các phân bộ Chu Tam Thông cũng tới chỗ này bên trong đại điện. Cùng lúc đó trong không khí hiện lên một đoạn vàng rực rỡ kiểu chữ, 6 bản ngũ tinh bí pháp. Chỉ có 6 người có thể thu được, chỉ có đem 6 người bên ngoài những người còn lại toàn bộ giết chết. Này 6 bản ngũ tinh bí pháp chung quanh năng lượng mới sẽ biến mất, nếu như mạnh mẽ muốn thu được, như vậy 6 bản ngũ tinh bí pháp đem tự mình đốt cháy. Đoạn văn này ý tứ phi thường đã minh bạch, chỉ khi nào trong đại điện chết chỉ còn dư lại 6 người thời điểm. Này 6 bản ngũ tinh bí pháp mới sẽ từ giữa không trung mất rơi xuống mặt đất. Xem ra này mộ chủ nhân đã sớm dự liệu được đến người nơi này sẽ không ít hơn 6 người. Tại nhìn thấy đoạn này lời nói sau đó Dư Chí Minh đám người ánh mắt nhìn hướng Diệp Thần Phong bọn hắn. Dư Chí Minh, Tần Chu, Cổ Hoàng Văn, Kim Lương Bằng Hữu, Vạn Cao Thượng cùng Trần Nguyên Hóa vừa vặn 6 người, chỉ cần đem Diệp Thần Phong, Chu Tam Thông, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá cùng Lý Bá giết, Dư Chí Minh bọn hắn không phải là có thể thu được nơi này 6 bản ngũ tinh bí pháp sao? Tại chú ý tới Dư Chí Minh ánh mắt không có ý tốt sau đó Triệu Bá, Lý Bá, Tiết Huyền Tình cùng Chu Tam Thông, 4 người bọn họ lập tức đem Diệp Thần Phong chắn phía sau, dù sao ở ngoài mặt Diệp Thần Phong thực lực là yếu nhất. Chu Tam Thông không chút do dự cử động để Dư Chí Minh đám người, bao quát Tiết Huyền Tình bọn người cảm thấy rất ngờ vực. Này Chu Tam Thông rõ ràng cho thấy nguyện ý vì Diệp Thần Phong đánh đổi mạng sống. Tần Chu đang nhìn đến ở đây biến hóa sau đó hắn đối với Diệp Thần Phong mở miệng nói các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Các ngươi trước đó đã tìm hiểu cổ họa rồi, nơi này cơ duyên liền để cho chúng ta đạt được đi. Để Diệp Thần Phong bọn hắn chủ động rời đi nơi này, không cũng chỉ còn sót lại Tần Chu bọn hắn 6 người sao. Bọn hắn không phải liền cũng có thể thu được ngũ tinh bí pháp sao. Nhưng lại tại Tần Chu lời mới vừa nói cho tới khi nào xong. Dư Chí Minh sắc mặt hơi có chút khó coi, trong lòng của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết Diệp Thần Phong. Hắn đối với Tần Chu nói ra, Tần Lão, ta cùng tiểu tử này bọn hắn có ân oán cá nhân, kính xin Tần Lão đồng ý ta ở nơi này đem ân oán giải quyết, Tần Lão ngươi không cần tham dự trong đó, đây là chúng ta chuyện của chính mình. Tần Lão, ở giữa không trung hiện lên lời nói. Ý tứ trong đó phi thường rõ ràng, là muốn giết chết 6 người ra những người còn lại, cũng không nói để những người còn lại rời đi, nếu như chúng ta không theo chiếu phía trên lời nói đi làm, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không chiếm được ngũ tinh bí pháp. Cổ Hoàng Văn cũng lập tức nói ra, đúng vậy, Tần tiền bối, chúng ta nhất định muốn dựa theo trong lời nói ý tứ, còn nữa chúng ta muốn phải giải quyết chúng ta cùng giữa bọn họ ân oán, ngài rất không cần phải tham dự trong đó. Sau đó. Kim Lương Bằng Hữu, Vạn Cao Thượng cùng Trần Nguyên Hóa cũng lần lượt tỏ rõ thái độ rồi, bọn hắn đây là tại cho Tần Chu dưới bậc thang, bọn hắn suy đoán Tần Chu khẳng định cũng không chống đỡ được ngũ tinh bí pháp lực hấp dẫn.
Tần Chu sắc mặt đang không ngừng biến đổi một trận, sau đó hắn mở miệng nói, được rồi. Giữa các ngươi ân oán ta sẽ không nhúng tay, phải giải quyết các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Này Tần Chu cuối cùng vẫn là không cách nào nhìn được ở ngũ tinh bí pháp sức hấp dẫn, hắn mặc dù nói sẽ không nhúng tay, thế nhưng hắn không thiên vị, chẳng khác nào tại thiên vị Dư Chí Minh đám người, phải biết thân phận của hắn chính là thiên huyền thịnh điển sứ giả, hơn nữa là chân chính trên ý nghĩa phụ trách huyền châu thiên huyền thịnh điển sứ giả, như hôm nay huyền thịnh điển còn chưa kết thúc, hắn trơ mắt nhìn Dư Chí Minh bọn hắn động thủ, này không phải là bằng với tại thiên vị Dư Chí Minh bọn hắn sao? Đang nghe được Tần Chu lời nói sau, Dư Chí Minh đám người trên mặt dồn dập nổi lên nồng nặc nụ cười, mà Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người sắc mặt biến thành hơi nhanh, cho dù Tần Chu không động thủ, Dư Chí Minh cũng có thiên thần cảnh thực lực, mà bọn hắn bên này căn bản không có thiên thần cảnh cường giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.